chương 1332, thần bí lôi văn. À, không, tại hạ có chút tu luyện về lôi lực, tự nhiên có chút hiếu kỳ với những vật này. Đạo hữu định dùng vật này đổi lấy thứ gì? Hàn lập tiếp tục chạm vào lôi mộc trong tay, điềm tĩnh trả lời. Vừa nghe thấy Hàn lập thực có ý muốn đổi lấy cành cây ấy, lão nhân trong đám mây ngẩn người, hai mắt quan sát Hàn lập, mới dùng tiếng khàn khàn trả lời, tuy tại hạ chưa tìm thấy cách sử dụng của lôi mộc, nhưng loại linh mộc hình thành từ thiên lôi, giá cả khó mà tính toán, như thế này đi, lão phu gần đây đang luyện một lò càn nguyên đơn thiếu một loại linh dược 5.000 năm bất kể chủng loại, đạo hữu nếu có thể cung cấp một loại, linh mộc này tùy ý lấy đi. Đương nhiên, nếu là đỉnh giới linh thạch hoặc món đồ khác có giá trị tương đồng, lão phu cũng không cự tuyệt. Các hạ làm sao biết được tại hạ có linh dược, hàn lập chợt giật mình, khuôn mặt trong làn mây có chút trầm xuống. Đạo hữu không cần phải ngạc nhiên, tại hạ tu luyện cũng có chút tinh thông, khứu giác tinh nhạy hơn người thường rất nhiều, Lúc nãy chiếc hộp gỗ mà các hạ giao dịch với cô gái yêu tộc hoảng ra chút hương thơm mát của linh dược, tại hạ cũng nhận biết được ít nhiều. Đó là linh dược trên dưới 3.000 năm thì phải, có thể dễ dàng lấy ra loại linh dược này, hẳn linh dược trên 5.000 năm đối với đạo hữu cũng không khó khăn. Lão nhân trầm giọng nói, Hàn Lập nghe xong những lời này, không thốt nên lời. Y cũng đã được nghe qua Phật môn có một loại đại thần thông, có thể tăng cường cảm nhận của ngũ thức, những tha tâm thống, thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn. Trong truyền thuyết, xét ra cũng thực có căn cứ, trên một vài ý nghĩa nào đó cũng có những biểu hiện cụ thể của loại thần thông này, chỉ là chưa thể nào đạt đến cảnh giới như truyền thuyết mà thôi. Sau khi hiểu rõ nguyên cớ, Hàn Lập ánh mắt chậm rãi, từ từ nói. Hóa ra là vậy, nếu đạo hữu muốn có linh dược, trong tay tại hạ thực có loại linh dược như vậy, đạo hữu hãy xem xem có thích hợp không. Hàn Lập không chút cò kè, nhấc tay lên một chút, trên tay chấp một tia sáng, một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật dần xuất hiện, chậm chậm đưa cho đối phương. Lão nhân có chút kinh ngạc, thật không ngờ Hàn Lập thực đáp ứng điều kiện của y, mừng rỡ đón lấy chiếc hộp, mở nắp liếc một chút, rồi lại đóng lại như ban đầu. Không sai, đây quả là linh dược 5.000 năm, rất thích hợp với việc luyện đơn của Lão Phu. Lão nhân thu chiếc hộp về, mừng rỡ dị thường. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười nhẹ, cành cây trong tay nhẹ nhàng lay động, rồi cũng không thấy nữa. Sau đó hơi có bàn tay lại, không nói thêm gì quay người rời đi. Trước mặt Lão Hồ Ly này, nói nhiều tất sẽ sơ hở. Hàn Lập đi ra khỏi Thái Huyền Điện, đi một vòng quanh những nơi còn lại, nhưng dựa vào xuất thân thông thiên linh bảo cùng vô số linh dược của y, những đồ vật trong các cửa tiệm sao có thể khiến y động lòng được, lập tức vài giờ đồng hồ sau trở lại thanh thạch cự tháp. Vừa tiến vào căn phòng yên tĩnh trong điện của tiểu đội, Hàn Lập dùng tay luyện phép đánh vào cửa đá của căn phòng, tạm thời khởi động chế độ cấm của căn phòng yên tĩnh, tránh bị người khác quấy rầy. Nhưng chỉ thế này vẫn khiến y có chút chưa an tâm, nhấc tay lên, những tia sáng các màu phát ra, vụt sáng bay vào bốn góc phòng rồi biến mất. Hai tay bóp quyết, một tầng xương mù hiện ra trên thạch bích, che hết toàn bộ những nơi có thể nhìn trộm. Sau đó, Hàn Lập mới an tâm khoanh chân ngồi lên trên vòng hoa hương bồ, phẩy nhẹ một tay, cây lôi mộc dài chừng nửa thước xuất hiện trong bàn tay. Vật này thô mịn giống ngón cái, mang màu xanh biếc dị thường, bên ngoài thân lại có những đường vân hình xoắn dài, người ta sau khi nhìn một lát, thấy giống như mặt trời ẩn sâu trong thân cây vậy. Lúc ở trong thái huyền điện, y chưa tỉ mỉ quan sát vật này, bây giờ dùng ngón tay, từng chút từng chút một sờ nhẹ trên thân cây, đôi mắt đồng thời chậm chậm khép lại. Bên trong lớp vỏ ngoài của Linh Mộc chứa đựng lôi lực dị thường, nhưng chỉ ngưng kết ở trạng thái như vậy, thực sự là một chuyện khó lý giải. Trong thâm tâm y tự đánh giá như vậy, rồi một lần nữa mở to đôi mắt, ánh sáng xanh trên tay vụt lóe lên, bắt đầu từ từ rót linh lực vào thân cây. Nhưng vừa rót vào một điểm, thân cây chợt sáng lên, một lực đàn hồi xuất hiện, đẩy linh lực này ra ngoài. Hàn lập kinh ngạc trong lòng, ánh sáng trên này dần trở nên trói lóa. Cây linh mục khẽ động, phát ra một tầng ánh sáng trắng nhạt, đan xen vào những tia sáng trên tay hàn lập, nhưng không hề hòa vào nhau. Một lát sau, hai loại ánh sáng mơ hồ phát ra những tiếng vù vù. Hàn lập nhíu mày, vung tay lên, ánh sáng trên tay tiêu tán đi hết. Hiển nhiên tiếp tục đưa thêm linh lực vào, có lẽ có thể miễn cưỡng đưa vào TANG, nhưng bản thân linh mộc cũng sẽ tự hủy linh lực đi. Với khả năng suy xét của Hàn Lập, hiển nhiên không phải chỉ có một cách này để nghiên cứu linh mộc. Y dùng tay nắm lấy thân cây, lập tức có một loạt tiếng sấm nổ ra, từng đường điện vàng vụt lóe sáng, thoát cái bao quanh thân cây. Cành cây vẫn không động đậy trong những hình cung màu vàng bao quanh, một dáng vẻ chưa từng thấy. Hàn lập không chút nản trí, nếu thực dễ dàng có thể tìm ra cái gì đó, chủ nhân trước đây của nó hẳn không coi trọng nó như vậy. Đột nhiên hàn lập ném cành cây vào trong không trung, lập tức nó quay tròn trôi nổi giữa không trung ngón tay ngắm kim búng một cái về phía cành cây, một đạo kiếm khí hoàng kim vụt bắn ra, đúng lúc va chạm với giữa thân cây tạo ra tiếng sấm mạnh mẽ chuyển ra, ánh sáng trắng bao quanh thân cây sáng bừng lên, thân cây dễ dàng bị đứt ra làm đôi, nhẹ nhàng rơi xuống. Hàn lập không suy nghĩ thêm đưa tay ra nắm lấy, hai đoạn cây nhỏ lập tức nằm gọn trong tay. Đào mắt một lượt, thấy chỗ gãy có một miếng màu bạc. Hai mắt y sáng lên, dừng tại chỗ đó, lập tức phát hiện nơi màu bạc xuất hiện, quả là vô số tia điện cùng những đan kết có quy luật của nó, tạo thành một loại hoa văn khó hiểu. Phức tạp và tinh tế dị thường, nếu như y không có linh mục trong người, tuyệt đối không thể nhận thấy chuyện gì không thỏa đáng. Trong nháy mắt, trên bề mặt nơi màu bạc kia xuất hiện một lớp màu xanh biếc, lập tức làm cho hai đoạn cây trở thành hai cây độc lập thực sự. Lần này Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, khống chế điện cung, đồng thời đem các tia điện ngưng tụ thành hình, khôi tạo ban đầu là một trong những am hiểu của hắn. Nhưng để cho các tia điện đạt tới cảnh giới như trên, đồng thời kết thành trạng thái khó lý giải như trước đó, y thực chưa nghĩ qua. Độ phức tạp của việc này hơn hẳn thủ đoạn lúc đầu hắn dùng ích tà thần lôi hóa thành lưới điện, ngưng tụ thành điện cầu, cao minh hơn biết bao lần. Yêu cầu của phương phán này đối với tinh thần phải tuyệt đối xuất kỳ, nếu không tuyệt đối không thể đạt đến mức độ này. Hàn lập cầm hai đoạn cây, cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên đôi mắt rực sáng, cầm một đoạn hướng về đoạn còn lại, vạch lên mấy đường trên không trung kim quang lóe lên đoạn cây đó một lần nữa gãy đôi trong vòng xoáy điện nhưng lần này hàn lập đã có chuẩn bị sẵn thần niệm nhất động một chi tiết nhỏ cũng trong tầm mắt của y vết cắt màu bạc hiện ngay trước mắt y hàn lập mở to đôi mắt không chấp lấy một nhịp nhìn chằm chằm vào chỗ gãy nét mặt đăm chiêu mặc dù cùng là chỗ gãy màu bạch kim nhưng những hoa văn mà tia điện hình thành lần này lại không giống với lần đầu chút nào trong chốc lát chỗ gãy của đoạn cây lại bị một màu xanh biếc che phủ Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tỉ mỉ nhìn ngấm, đột nhiên ngón tay búng lên hồi, đem hết những đoạn cây kia ra chặt nhỏ. Trong đó những lôi văn trùng lập y chỉ nhìn một lần, lập tức không nhìn nữa, với những lôi văn mới xuất hiện, y liền tỉ mỉ nghiền ngẫm. Cứ như vậy, trong nháy mắt đoạn cây đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, rơi đầy xuống mặt đất. Khi Hàn Lập chợt hiểu ra chút gì đó, một lần nữa phóng ra kiếm quang dày đặc, phương hướng thay đổi, cắt từ giữa đoạn cây còn lại, khi ánh sáng bạc lóe lên, hai đoạn lớn nhỏ đã được phân định rõ ràng. Cũng quan sát tỉ mỉ như vậy, kim sắc kiếm tơ không ngừng phóng ra, nửa đoạn cây này hóa thành một đống vô số những lát cắt mỏng. Lát mỏng nhất gần như giấy vậy, cứ như vậy, lôi mộc vẫn giữ được trạng thái vô cùng ổn định, rõ ràng ẩn chứa lôi lực đáng sợ dị thường, nhưng lại không có chút dấu hiệu bộc phát nào. Hàn Lập đột nhiên lật bàn tay, một hộp ngọc màu trắng hiện lên giữa lòng bàn tay. Một tay y cầm chắc hộp ngọc thoát cái đem toàn bộ những cảnh tượng mình vừa nhìn thấy phục chế vào bên trong hộp ngọc. Sau đó mới thở dài một tiếng, cho dù y có trí nhớ siêu phàm, trong chốc lát ghi lại hết một số lượng lớn lôi văn vừa tinh tế vừa phức tạp như thế, sức lực hao tổn cũng không phải ít. Thoáng khôi phục chút sức lực, Hàn Lập liền bắt đầu tìm hiểu những bức ảnh lôi văn ấy. Không có bất cứ nguyên do gì, khi y nhìn thấy những lôi văn này, trong lòng có đến 7-8 phần chắc chắn, nhận định những lôi văn này mới là mấu chốt của việc hình hình lôi mộc. Hàn Lập ngồi nghiên cứu lần này thoát cái đã một ngày một đêm. Thân người như tượng gỗ điêu khắc, không động một chút. Đột nhiên mí mắt y cử động, mười ngón bỗng nhiên bắn ra, tiếng sét rền vang. Từng tia sét màu vàng hình vòng cung bắn ra, sau đó vỡ vụn trong nháy mắt, biến thành vô số tia điện mỏng như sợi tóc phóng về mọi phía. Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng, mười đầu ngón tay không ngừng điểm trong không trung. Khi các tia điện chợt dừng, đột nhiên ngưng tụ lại giữa không trung, rồi nhanh chóng đan vào nhau tạo thành cảnh tượng vô cùng dị thường, trở thành lôi văn độc nhất vô nhị mà Hàn Lập từng nhìn thấy. Khi sắp thành hình, chúng tồn tại thành hình một tấm vải màu vàng vô cùng đặc biệt, đột nhiên khi khi một tiếng, cả miếng vải mở tung ra. Trong tiếng sấm rền vang, vụt biến mất, Hàn Lập hít sâu một hơn, sắc mặt không có chút gì tỏ ra thất vọng, ngược lại đôi mắt mơ hồ mang vẻ hưng phấn. Những gì y suy đoán không sai chút nào, thoáng lúc nãy mà lôi văn kim sắc hình thành, rõ ràng cảm nhận được một sức mạnh không rõ nguồn gốc từ miếng vải kim sắc kia. Có điều đáng tiếc là y chưa kịp nghiên cứu kỹ hơn, khi các tia điện kết giao nhất thời phạm sai sót, phá đi công sức phía trước. Hàn lập hít sâu một hơi, hai tay sát vào nhau, một luồng sáng vàng hình vòng cung thô lớn lần nữa phóng ra, âm thanh ù ù không ngừng phát ra. Cũng vỡ vụn như thế, vô số các tia điện màu vàng một lần nữa xuất hiện, đan sen chẳng chịt hơn so với chẳng chịt nhiều lần. Trường 1333, ác, cứ như vậy, dưới sự thúc giục của suy nghĩ, dựa vào kết cấu lôi điện, lần lượt tạo thành những lôi văn độc nhất vô nhị. Nhưng phương thức làm này hiển nhiên vô cùng khó khăn, dù dựa vào những thao tác mẫn tiệp xuất phát từ tinh thần tập trung và đôi mắt nhanh nhạy của Hàn Lập cũng liên tục thất bại, tất cả đều vỡ tung ra. Sau 7-8 lần, cuối cùng một tấm cẩm mạt ánh vàng rực tỡ cũng xuất hiện, trôi nổi giữa không trung không chút lay động. Chiếc khăn này chỉ to như lòng bàn tay, ở giữa có lôi vân dị thường, chấp động thần bị dị thường, Hàn Lập vừa nhìn thấy vật ấy hình thành sắc mặt cũng thay đổi nhấc tay lên với lấy chiếc khăn lay động đang nhẹ nhàng rơi xuống chiếc khăn mềm mại dị thường mặt ngoài bóng loáng dáng vẻ còn tinh xảo hơn lụa thật vài phần nếu không dùng linh mục nhìn kỹ cơ bản không thể nhận ra bất cứ điều gì không ổn hàn lập vuốt nhẹ chiếc khăn màu vàng rồi lại nghiên cứu tiếp một lát ánh mắt chợt lóe lên đột nhiên ném chiếc khăn vào giữa không trung dùng pháp quyết đánh vào chiếc khăn hóa thành một luồng ánh sáng vàng chói bay lên đỉnh đầu xoay tròn tiếng sét rền vang truyền ra chiếc khăn vỡ vụn ra từng mảnh, trong ánh sáng vàng, xuất hiện hư ảnh như lôi vân, màu đạm kim, tồn tại dưới dạng bán trong suốt, đồng thời một cổ linh áp từ lôi vân xuất hiện hướng thẳng lên bầu trời. Đúng là luồng sức mạnh thần bí đã tiêu liệu trước, Hàn Lập hai mắt híp lại, tập trung nhìn kim vân giữa không trung, trong lòng vô cùng phấn khích. Dù y chưa quyết pháp kích phát triệt để lôi vân trong không trung, nhưng linh lực ẩn trước trong đó vô cùng mạnh mẽ, hơn 10 lần sức mạnh tạo ra chiếc khăn này của ích tà thần lôi nếu là sức mạnh để tấn công, sợ rằng căn phòng hiện tại dù có cơ quan bảo mật cũng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Trong lòng tự đánh giá như thế, Hàn Lập suốt một chiêu vào lôi vân trong không trung. Một tiếng sét đánh vang lên, lôi vân lóe sáng, trở lại hình dáng chiếc khăn ban đầu, một lần nữa được thu về trong tay. Sau đó Hàn Lập lại phóng ra kim cung, lại dùng ích tà thần lôi, bắt đầu luyện vật có lôi vân thứ hai. Cũng phải sau một phen thất bại, một vật có lôi vân khác mới xuất hiện trước mặt. Vật xuất hiện lần này, không phải khăn mà là một viên ngọc ánh vàng rực rỡ bề ngoài viên ngọc này dường như có những lôi vân yếu ớt lóe sáng hàn lập mỗi tay một vật tỉ mỉ quan sát sự khác biệt của hai đồ vật sau một lát y nghĩ ra một điều gì đó vừa mở miệng bỗng nhiên một ngọn lửa khói bạc phun ra từ miệng hai tay bấm vào huyệt điểm vào giữa ngọn lửa nhất thời trong ngọn lửa phát ra một tiếng phình ngọn lửa trở nên lớn hơn vô số ngân hoa tứ tán khắp phía hàn lập lẩm nhẩm trong miệng thần niệm vừa trùng xuống ngân hoa ngưng kết thành hình, hóa thành từng sợi lửa mảnh mai. Một cảnh nữa xuất hiện tương tự, chỉ khác điều lần này các sợi lửa khi mới đan vào nhau được một nửa, thì ầm một tiếng, hóa thành một quả cầu lửa màu bạc. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hàn lập lộ ra như có chút nhớ ra điều gì đó, đồng thời tâm niệm nhất động, quả cầu lửa màu bạc hóa làm một con chim lửa, xải hai cánh bay vút lên, một đầu chui vào thân hàn lập không thấy bóng dáng. Sau đó hàn lập lại dùng pháp lực của mình, thử qua một lượt linh tơ màu xanh ngưng tụ lại, Kết quả giống với lần trước, trong trạng thái mới thi triển được một nửa, lại vụt tan biến mất, Hàn Lập không tiếp tục thử nữa, mà dừng lại ngồi suy nghĩ hồi lâu. Rõ ràng sức mạnh thần bí từ hai vật là cùng một nguồn, nhưng những điểm nhỏ nhất lại không giống nhau chút nào. Lôi điện trong chiếc khăn ổn định tinh khiết, còn lôi điện trong viên ngọc lại như muốn bộc phát, vô cùng nguy hiểm, tựa hồ muốn phóng ra bất cứ lúc nào. Hàn Lập chơi đùa với hai vật có lôi vân, sau một phen suy nghĩ kỹ lưỡng, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm. Nếu y đoán không sai, loại lôi vân này chính là một ký hiệu kỳ diệu của thiên nhiên tạo thành, mỗi một loại hoa văn đều có những công dụng riêng biệt, có sự tồn tại của những hoa văn giống như ngân hoa văn của tiên gia. Nhưng loại lôi vân này có điều gì thần kỳ và làm cách nào để vận dụng thuần thục, không thể nào hiểu rõ trong thời gian ngắn được. Hàn Lập đặt hai vật có lôi vân vào trong một cái hộp ngọc, cẩn thận phong ấn thêm mấy lá bùa, mới đem cất cùng với dương ngọc kia. Thời gian còn lại, Hàn Lập thả lỏng tâm thần, nhắm đôi mắt lại, thực sự đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ ba, Hàn Lập mở mắt ra, thu lại phong ấn của căn phòng, đẩy cửa đá đi ra ngoài. Vừa mới đi ra khỏi thạch thất, theo thói quen từ xưa của Hàn Lập, thần niệm lập tức hướng ra mọi nơi, tiềm thức đảo qua mọi chỗ trong biện phủ. Kết quả lập tức có âm thanh gì đó truyền đến tai. Kết quả y nghiêng đầu sang một bên, hơi nhíu mày. Nhưng chân không ngừng chút nào, đi về phía đại sảnh. Chưa hoàn toàn đi đường chính, Hạp lập bỗng nhiên nghe thấy chàng cười giòn giã của một nam tử, hưa tiên tử, dám đánh cuộc dám chịu thua, người không thể làm được việc đã hẹn. Phải không, nên nhận lời cầu hôn của tiểu đồ đi thôi. Tiếng cười này vô cùng xa lạ, cực kỳ khó nghe. Hàn lập điềm tĩnh đi ra đường chính, ánh mắt đảo qua, thu hết thảy những gì có trong sảnh vào mắt. Chỉ thấy giữa sảnh có bốn người chia hai phe đang rằng co. Trong đó một nam một nữ đứng một bên, người nữ chính là vị nữ tu họ hứa, nhưng sắc mặt trắng bệch còn người nam kia lại đại hán mắt biết chắc chung, sắc mặt cũng khó coi dị thường. Bên đối diện là hai gã hắc am, một người là lão nhân khuôn mặt gầy, dài, mang đôi mắt hình tam giác, thân mang thanh minh giáp. Người còn lại vóc người thấp bé, trên đầu thưa thất một vài sợi tóc màu vàng, là một gã trung niên thấp mặt sần sùi. Người đang cười lớn tiếng là lão nhân mắt tam giác, hàn tiền bối, thân hình hàn lập vừa xuất hiện ở đại sảnh, đôi mắt đại hán đã nhìn thấy, ý ngẩn ra một chút, sau đó lập tức nhanh chóng bước lên phía trước chào. Vị nữ tu họ Hứa vừa thấy Hàn Lập, mặt mày rạng rỡ ra hẳn. Hàn Lập vừa dừng bước, trong thoáng chốc tâm trí suy nghĩ vô cùng, nhưng thần sắc không chút thay đổi. Các hạ chắc là Hàn đạo hữu mới đến, điều cười của lão nhân cũng dừng lại, có chút bất ngờ xem xét Hàn Lập. Đồng thời, Hàn Lập cũng quan sát, phát hiện ra lão nhân chính là một tu sĩ hóa thần trung kỳ, cảnh giới cao hơn y một bậc, mi mắt không khỏi chấp một chút. Hai vị đạo hữu là người phương nào? cớ sao lại ồn ào tại đây hàn lập lạnh lùng hỏi nhìn thấy thái độ hàn lập như vậy lão nhân trong lòng đại nộ rõ ràng tu vi của y cao hơn đối phương lại dám nói chuyện với y như vậy thật sự không biết tốt xấu nhưng y thoáng chốc lại nghĩ tới thân phận phi thăng tu sĩ của hàn lập ngọn lửa giận trong lòng vừa bùng lên lại phải miễn cưỡng ép xuống nhưng cũng lạnh lùng nói lão phu hoàng bảo dẫn đầu đệ nhị thập thất tiểu đội đến quý điện chỉ là có vài lời muốn nói với hứa tiên tử mà thôi đạo hữu không can thiệp vào thì tốt hơn. Ta cũng không có điều gì cần nói, việc này tựa hồ chỉ liên quan đến quý đồ thôi. Tiền bối đột nhiên nói can thiệp vào chuyện này, phải chăng có chút khi dễ ta? Tu nữ họ hứa hơi gần giọng, nói từng chữ một. Sao, hứa tiên tử muốn nuốt lời với tiểu đồ à? Tiên tử trước đó đã chưa từng nói rằng tiểu đồ không thể nhờ người giúp đỡ. Nếu đạo hữu có bản lĩnh, cũng vẫn đi nhờ người khác giúp đỡ. Bằng không, sẽ không thể nào giúp hứa ra các người tránh họa lớn. Lão nhân lạnh lùng nói, đôi mắt độc địa nhìn chăm chăm vào cô gái. Chuyện cầu hôn liên quan gì tới chuyện của hứa ra, tiền bối không thể liên kết như vậy được. Đôi mắt tu nữ họ hứa không khỏi lộ ra vẻ kinh nộ. Hê hey hê, hey, không liên quan như thế nào. Ban đầu khi ngươi và tiểu đồ đánh cuộc, hứa ra trên dưới đều là người làm chứng. Đạo hữu không muốn giữ lời, hoàng mỗ tất phải tìm đến những người làm chứng này. Lão nhân cười đắc chí, hứa tiên tử nghe những lời này, sắc mặt lại trở nên tái hơn vài phần, đôi mắt chuyển động, bất giác nhìn tới Hàn Lập, tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt khẩn cầu không thể khác. Đại Hán mắt biết đứng bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đánh cuộc gì, Hàn Lập sờ mũi, thản nhiên hỏi, nói thực, nếu hứa tiên tử không phải là hậu duệ của băng phách tiên tử, y vẫn nhớ tới tình nghĩa này, sẽ không hỏi những lời này. Trên cơ bản dựa vào thân phận của y, khi hỏi những lời này, cơ hồ thể hiện ý định nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt lão nhân có chút biến đổi, rất đơn giản, khi tại hạ cầu hôn với hứa tiên tử, nhưng là hứa tiên tử tự giữ băng tinh kiếm hàn lạnh vô cùng, đã từng đích thân hứa với tại hạ, chỉ cần pháp bảo bổn mệnh có thể chịu được một nhát kiếm đâm, không bị băng phong tỏa, sẽ đồng ý chuyện hôn sự này. Hiện tại tại hạ đã thực hiện được việc này, nhưng tiên tử lại muốn bội ước, lại trốn đến tận đây. Gã lùn con người đảo khóc, cười nói, thực có chuyện này, hàn lợ hỏi trương hỗ khuê nữ, đúng, việc này không giả, nhưng là do pháp bảo bổn mệnh đã bị thay đổi, bằng không chỉ dựa vào trình độ tu sĩ sơ cấp của hân sao có thể chặn được nhát kiếm của ta hứa tiên tử vẻ mặt tức giận nói dùng ánh mắt không phục nhìn lão nhân một cái lão nhân tuy không nói gì thêm đôi mắt tam giác lại lộ ra vẻ đắc ý không cần biết là nguyên nhân gì hiện tại băng tinh kiếm không thể nào phong tỏa được lục ba nhẫn của tại hạ đâu chính là sự thực điểm này tiên tử cũng nên thừa nhận đi thôi gã lùn cười nói hứa tiên tử đanh mặt không nói gì nữa hóa ra là vậy nhưng tại hạ cũng không tin băng tinh kiếm của hứa đạo hữu lại không phong tỏa được pháp bảo của các hạ các người làm lại một lần nữa trước mặt tại hạ xem nếu đó quả là sự thực hàn mẫu cũng không muốn can thiệp vào chuyện này nếu không phải mời hai vị đạo hữu rời xa chỗ này đây là nơi ngũ thập lục tiểu đội đóng quân không phải của nhị thập thất tiểu đội hàn lập mắt lóe hàn quanh giọng đanh lại tiền bối ta được cứ làm như thế đi hy vọng hàn đạo hữu có thể nhớ rõ lời mình nói Hứa tiên tử nghe những lời này vô cùng kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng đã bị lão nhân vui vẻ đáp ứng. Bởi nể thân phận phi thăng tu sĩ của Hàn Lập, nếu không phải trong trường hợp bắt buộc, y cũng không muốn kết oán. Gã lùn cũng hứng khởi lập tức há miệng, phun ra một chiếc phi đao màu xanh biếc, không ngừng xoay vòng quanh thân y, đồng thời trên mặt nở ra một nụ cười bí hiểm. Ánh sáng từ chiếc đao này rực rỡ lóa mắt, tỏa ra linh quang kinh người, xem ra quả thực không dễ xem thường. Hàn Lập hơi nheo đôi mắt, Đồng tử chợt lóe, đã cầm phi đao này chém một nhát xuyên trong ngoài. Sở dĩ gọi là lục ba nhẫn, bởi bên trong đồng thời chứa hai loại linh lực khác nhau ngưng tụ lại. Một loại hơi yếu, một loại mạnh mẽ dị thường, quả nhiên vật báu nào đã thay đổi. Chương 1334, tâm hàn nhập thể. Cô gái họ hứa trước sự chú ý của đông người như vậy, tuy trong lòng không yên, cũng chỉ có thể run rẩy, một luồng sáng trắng phóng ra, sau một lần xoay, hóa thành phi kiếm trong suốt ở phía trên đỉnh đầu đúng là nàng băng tinh kiếm pháp bảo bổn mệnh mà nàng tu luyện xem ra cô gái này cũng vô cùng bất đắc dĩ kỳ thực cho dù lục ba nhẫn bị tác động nhưng chỉ cần cho cô ấy một chút thời gian đem ngàn năm huyền ngọc đều dung nhập vào trong kiếm khi băng tinh kiếm uy lực tăng mạnh cũng không phải không có hy vọng phong bế chiếc đao đó hiện tại dù đã phóng ra phi kiếm hứa tiên tử lại không dám liều lĩnh lập tức chém vào thanh lục sắc phi đao kia mà lại trần trừ liếc hàn lập một cái hàn lập nhìn cả băng tinh kiếm và lục sắc phi đao đột nhiên đưa một tay ra bắt lấy phi kiếm giữa hư không. Hứa tiên tử chỉ cảm thấy bổn mệnh pháp bảo có chút rung mạnh, sau đó vù một tiếng, rồi thoát khỏi khống chế của bản thân, bị thu vào tay Hàn Lập. Hàn Lập một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay còn lại đang từng ngón búng vào thân kiếm, phát ra những tiếng như phượng kêu. Âm thanh dễ chịu, tựa như âm thanh của mẹ tự nhiên. Lão nhân nhìn thấy cảnh này, đầu tiên ngẩn ra, sau đó lập tức mỉm một nụ cười lạnh nhạt. Tuy Tu Vi đã đạt đến cảnh giới như họ, đích thực có thể thi triển công pháp bí thuật để tăng cường uy lực pháp bảo của mình, nhưng không dựa vào đâu để tăng cường uy lực cho pháp bảo bổn mệnh của người khác, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù sao bất kể loại linh lực gì, vẫn là xung đột công pháp, đều rất khó có thể hòa vào làm một. Chỉ là lần này y tăng cường uy lực pháp bảo bổn mệnh của đồ đệ, cũng là vì không lâu trước vô tình có được một loại linh phù ảo diệu vô cùng, vì mất nửa tháng khổ công tế luyện, cuối cùng đạt được cảnh giới này. Trước mắt Hàn Lập chỉ là một tu sĩ sơ cấp, y cũng tuyệt đối không tin đối phương trong thoáng chốc có thể tăng cường uy lực của phi kiếm huống hồ muốn dùng băng phong ấn lục ba nhẫn cũng chỉ có thể là cùng thuộc tính băng hàn mới được lão nhân đã nhìn thấu hạn chế cực lớn này mới không có chút lo sợ rằng hàn lập sẽ dùng thủ đoạn hảo kiếm hàn lập tựa hồ nhìn thấu toàn bộ tâm can lão nhân khóe miệng cử động lập tức dùng bàn tay đang nắm chuôi kiếm phóng ra ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt bao trùm lấy phi kiếm sau đó lóe sáng hòa thành màu trắng Bên ngoài giống như hình ảnh của một con chim lửa tung cánh, sống động vô cùng, giống như đã khắc sẵn trên thân mình vậy. Đúng khi Hàn Lập dùng Vệ Linh Thiên Hỏa ép vào băng tinh kiếm, làm hiện ra cảnh tượng là kỳ như vậy. Đây là sự thần thông khó thể nắm biết của linh lực Vệ Linh Thiên Hỏa, nó vốn là thái âm chân hỏa cùng tinh hỏa của mặt trời hợp nhất mà thành, có thể tùy ý chuyển hóa thành thuộc tính chí hàn chí nhiệt, mới có thể dễ dàng nhập vào trong phi kiếm. Nhìn thấy cảnh này, lão giả mở to mắt ra thêm mấy phần, đồng tử hơi co lại, những người khác cũng đều kinh ngạc vô cùng. bàn tay hàn lập vừa cử động, phi kiếm liền vù một tiếng, bị ném trở về. hứa tiên tử vui mừng vội vàng nhầm kiếm quyết, nhất thời điều khiển lại được phi kiếm. sau đó lầm nhầm trong miệng, mười ngón tay ngọc ngà gõ liên tục, từng đạo pháp quyết lóe sáng rồi nhập vào trong phi kiếm, đồng thời cũng đem toàn bộ pháp lực của bản thân rót vào thân kiếm. nhất thời phi kiếm phát ra những tiếng vù vù, đột nhiên phát sáng, trên bề mặt hiện lên một lớp hỏa ngân sắc, sau đó thoát cái biết thành một con chim lửa màu bạc. Không khí trong điện đường khi con chim lửa xuất hiện, nhiệt độ hạ xuống cực hạn, thậm chí trên mặt đất dường như phủ một lớp xương tuyết trắng xóa, trong suốt lấp lánh. Một tiếng quát của hứa tiên tử vang lên, hai cánh con chim lửa vỗ mạnh, lao về phía lục sắc phi đao cách đó không xa. Thấy băng tinh kiếm rõ ràng đã bị hàn lập tác động, uy lực tăng lên bội phần, sắc mặt gã lùn hiện ra vài phần kinh hoàng, nhưng việc đã tới nước này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cũng niệm khẩu quyết, sử dụng pháp bảo bổn mệnh. Lục sắc phi đao lóe sáng, cũng hóa thành một con dao long lục sắc một sừng hung dữ. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, lục dao long cùng hỏa điểu lao vào nhau, hai màu lục ngân đan vào nhau, hỏa điểu mở to miệng, cắn đến nửa mình con dao long. Gã lùn hét lớn lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt kinh hãi không biết làm sao nữa. Bịch hỏa điểu vang lên một tiếng nhỏ, hóa thành một luồng xương, bao trùm lấy phần còn lại của con lục dao long. Trong không gian ánh sáng bạc phát ra mặt mẽ, một tiếng động lớn phát ra, một khối băng to lớn cao tới hơn 10 trượng xuất hiện trên không trung. Con lục giao long bị đóng băng bên trong gào thét, thân hình bắt đầu tan biến, dần hoàn hình về một chiếc phi đao. Có điều không chú ý tới rằng, khi phi đao vừa mới hiện hình, một tia sáng từ trong làn xương băng lặng lẽ bắn ra, chợt lóe rồi vụt tắt chưa nhập vào trong phi đao, vì vậy biến mất không chút dấu vết. Gã lùn cách bổn mệnh pháp bảo chỉ hơn 20 trượng, khi phi đao bị băng phong, đồng thời bịch một tiếng, đổ gục xuống đất giống như cương thi, lập tức hôn mê. Phệ linh thiên hỏa là một loại nghịch thiên thần thông, cho dù những tu sĩ tu luyện năm đó chẳng may gặp phải, vẫn sẽ phải chịu chút thiệt thòi, có mỗi một pháp bảo của nguyên bối tu sĩ, cho dù có tăng thêm chút huy lực, căn bản không chịu nổi một đòn. Hứa tiên tử thấy vậy, mừng rỡ vội vàng tung thêm một chiêu. Nhất thời ngân sắc băng vụ ngưng động, trong phút chốc trở lại thành phi kiếm màu bạc, cũng lập tức bay trở về. Nhưng giữa đường, một luồng lửa màu bạc chóc ra từ thân kiếm, lóe lên rồi vụt tắt. Một lát sau, ngọn lửa này nhập vào thân thể Hàn Lập không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, thân sắc Hoàng Bảo bên cạnh cũng bình thường trở lại, lúc này thân hình thoáng kinh sợ. Sau đó, liền đến bên cơ thể đồ đệ, ánh mắt đảo qua liền phát hiện, trên thân thể gã lùn dưới đất kia xuất hiện một lớp nhũ bạch xương kỳ quái, hơn nữa sắc mặt tái xanh, giống như sắp bị chết cóng. Tâm Hàn nhập thể, Hoàng Bảo thấy cảnh tượng đó, thất thanh kêu lên, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng y dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, không xem xét thêm nữa, Dương tay áo về phía khối cự băng trên không trung, một đạo hồng quang phóng ra, bao vây lấy khối băng, ầm một tiếng, một luồng hỏa vân bạo phát, nuốt trọn khối băng, nhiệt độ trong điện đường tăng lên mạnh mẽ, khối cự băng cũng tan chảy trong nháy mắt, thoát cái lục sắc phi đao cũng có lại được tự do, lập tức sáng lên bay trở về, nhập vào trong thân thể gã lùn đang nằm trên mặt đất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh đó, trên mặt không chút biến sắc. Để che đậy sức mạnh thực sự của Phệ Linh Thiên Hỏa, sau khi làm tiêu giảm uy lực của phi đao, Băng phong phi đao là uy lực của chính băng tinh kiếm, bằng không dựa vào sức mạnh của linh hỏa, cực hàn nó tạo ra sẽ dễ dàng bị hóa giải. Nhưng, Hàn Lập cũng hiển lộ một chút lợi hại, để cho đối phương biết khó mà lui. Đầu tiên y dùng uy lực cực hàn của Phệ Linh Thiên Hỏa rót vào phi đao, thông qua liên lạc của ý thức, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của gã lùn. Lại nói tiếp, sự thần thông của chiêu tâm hàn nhập thể này, cũng là một tuyệt chiêu của Phệ Linh Thiên Hỏa mà Hàn Lập mới thi triển được ít lâu y đã từng tìm hiểu qua những thông tin liên quan căn nguyên của sức mạnh này lai lịch không đơn giản tựa hồ sức mạnh cực hàn này chỉ có trong nhiều truyền thuyết của linh giới nhưng hiệu quả mà nó làm được thực không nhỏ hàn lập thoáng chốc biến thành thần bí khó lường trong suy nghĩ của lão nhân lão nhân nhanh chóng lấy ra từ trên người một viên dược hoàn màu đỏ nhét vào miệng gã lùn sắc mặt tái xanh của y dần tan biến thở hắt ra một tiếng rồi mới quay ra nhìn hàn lập sắc mặt có chút khó đoán hàn huynh đệ thần thông kinh người Hoàng Mỗ tự hổ thẹn không bằng, chuyện cầu hôn của tiểu đồ coi như bỏ đi, tại hạ xin được cáo từ. Hoàng bảo nghĩ thêm một lát, cuối cùng chắp tay trước Hàn Lập, miễn cưỡng cười nói. Sau đó đỡ gã lùn dậy, rồi rời khỏi điện phủ. Hàn Lập thản nhiên đáp lễ, không nói thêm gì, nhưng mắt nhìn tới khi lão nhân đi khuất khỏi cửa điện phủ, thần sắc vẫn trầm tư, không đợi Hứa Tiên tử kịp nói lời cảm tạ, lạnh lùng hỏi một câu, người này có lai lịch thế nào? Hứa Tiên tử ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của Hàn Lập đại hán mắt bích bên cạnh lại nhanh chóng lãnh ngộ, vội vã trả lời, hàn tiền bối an tâm, hoàng bảo sư đồ đề xuất thân từ một tiểu tông môn tên là Lưu Sa Cốc, không phải đến từ cổ đại tông gì hết. Y chính là trưởng lão có tu vi cao nhất Lưu Sa Cốc rồi. Thế này đi, xem ra ta không cần lo lắng thêm gì rồi. Hứa đạo hiếu, ta tự ý giúp ngươi trong lúc thi hành nhiệm vụ bổn đội, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có những chuyện phiền phức như thế này xảy ra nữa, mong người tự thu xếp lấy. Ngươi hiểu ý ta chứ? Y đột nhiên quay mặt về nữ tu sĩ nói. Vãn bối hiểu, lần này đa tả tiền bối Red hay tương trợ, lần sau tuyệt không có những chuyện như thế này nữa. Hứa tiên tử trong lòng có chút nặng nề, nhưng vẫn kính cẩn cảm tạ. Hàn lập gật đầu, người chuyển hướng đi về phía cửa lớn, rồi rời khỏi điện phủ. Ngân hỏa này là loại cực hàn gì mà có thể thi triển tâm hàn nhập thể, nhưng những loại hàn diễm hay truyền bá đều không phải như thế này. Hứa đạo hiểu, tựa hồ hàn tiền bối đặc biệt chiếu cố tới ngươi, hai người hẳn có chút quen biết, có biết đó là loại hàn diễm gì không? Bích nhãn đại hán đợi hàn lập đi khuất, cười khổ một tiếng, quay đầu hỏi hứa tiên tử. Hàn tiền bối quả thực có chút quan hệ với tổ tông thiếp, nhưng loại hàn diễm này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Hôm nay nó một hơi nuốt trọn man thú nhân sau khi hợp thể, loại thần thông này cũng không phải quá kỳ lạ. Nhưng, hàn tiền bối tựa hồ không thích người khác tìm hiểu về y, chắc huynh ít hỏi về những vấn đề này thì tốt hơn. Nếu không, Hứa tiên tử nhẹ thở dài một tiếng, cuối cùng bỏ lửng câu nói. Bích nhãn đại hán nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liên tiếp gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này, Hàn Lập đã hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng về hướng thiên chắc thành. Theo tin tức y có được, hội đấu giá sẽ tổ chức vào buổi trưa, đi vào lúc này là đúng lúc. Trường 1335, vật đấu giá ngoài tưởng tượng. Khi Hàn Lập bay đến phường hội, cũng là gần giữa trưa, thoáng chốc, liên dùng bí thuật biến đổi thành một đại hán cầu tu đi về phía điện Thái Huyền. chỗ cửa ra vào đã có người đến lục linh thạch đang lục tục đi vào, lĩnh một miếng độ quang bội đi vào trong điện. những người này không một ai không là tu sĩ hóa thần trở lên. hàn lập thậm chí còn tận mắt nhìn thấy hai ba vị tu sĩ luyện hư cũng đã đi vào trong. hắn suy tính một chút, rồi cũng bắt trước đi về phía trước, vứt cho người canh cửa một cái áo khoác da chứa đầy linh thạch. người giữ cửa sau khi thần niệm trên chiếc áo ra, lật qua lật lại một lúc gật đầu, đưa cho một miếng ngọc bộ, mở cửa cho vào, đồng thời lạnh lùng nói, vào bên trong, đi về bên trái. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, đi vào trong mà trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi đi vào con đường một hướng, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, lần trước tới đây con đường này còn khá bằng phẳng, mới chốc lát đã trở nên xấu xí gập gành vặn vẹo khác thường, và từ giữa lại phân ra thành hai con đường nhỏ nữa, hướng về hai hướng tối tăm khác nhau. Dường như Điện Thái Huyền lần trước đến và lần này không phải là cùng một nơi xem ra những cạm bẫy trong điện này đã bị thay đổi một lượt rồi. Nhưng, canh cửa đã có nhắc nhở, Hàn Lập đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều cứ đi thẳng về hướng con đường nhỏ bên trái. Một lát sau, hình bóng đã dần dần chìm vào trong bóng đêm, cuối cùng biến mất không dấu vết. Sau khi ăn một trận đòn, Hàn Lập đã thấy mình ở trong một căn phòng bằng đá đen riêng biệt. Căn phòng chỉ có kích thước vài trượng, ba mặt là tường, một mặt là đại sưởng, trong phòng phía tây ngoài một cái giường bằng đá, một cái ghế tre, một hồng oánh trên bản oánh thanh bản da không còn một vật nào khác gian thạch thất như vậy đầy bí ẩn lần lượt phân bố trong tầng không cao khoảng trăm trượng dĩ nhiên là một gian thạch thất phi thiên cả không gian căn phòng lớn nhất rộng cả nghìn trượng không gian rộng rãi đến mức có thể đặt trong đó gần nghìn căn phòng thạch thất mặt ngoài những căn phòng bằng đá này lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện những ký hiệu có ánh chất sáng màu xanh lạnh mỗi một gian cách rất xa nhau dường như một chiếc đèn trời màu xanh vắt ngang trên khoảng không tầm thấp lộ vẻ dị thường thần bí hàn lập ngồi trong thạch thất dùng ánh mắt bao quát toàn bộ nhìn về phía đài đấu giá ở trên mặt đất phía xa tấm tắc thán phục khi hắn vừa bước vào gian phòng này người trong nháy mắt đã bị đặt vào trong cửa của một pháp trận kỳ quái đưa tới nơi này hắn đã thử qua phi thiên thạch thất lần này không chỉ có thể treo lơ lửng di động mà đồng thời còn có thể chống được thần niệm nhìn trộm thêm nữa bản thân che quang bôi đeo trên người có thể che giấu thân thủ đủ để bảo vệ thân thế bí mật cho người đấu giá Xem ra chủ nhân của lần đấu giá này sớm biết rõ cái tâm kiêng kỳ của các tu sĩ với các tội nghi ngờ, do vậy bảo đảm được bí mật của người đấu giá phải tốn rất nhiều tâm tư. Hàn lập dựa lưng vào ghế, sau khi nhắm mắt dưỡng thần một khắc, lại có hàng trăm tu sĩ khác tiến vào phòng lớn, tất cả thạch thất hình như đều đã vào đông đông. Khi Hàn lập mở mắt ra thở nhẹ một hơi, phàm là người có thể vào được cuộc đấu giá này, ít nhất cũng là hóa thần tu sĩ trở lên, không phải nói chủ là một cuộc đấu giá nhỏ hay sao, lại có thể dễ dàng quy tụ một lượng gần nghìn tu sĩ hóa thần. Điều này nếu ở nhân gian, căn bản là việc muốn cũng không dám vọng tưởng. Nhưng đây cũng là vì bản thân có duyên với thành thiên uyên, nếu là loại thành phố tu chân những người khác trong tam giới, trừ phi là tam đại chủ thành, nếu không vẫn là việc chẳng dám nghĩ đến. Đột nhiên vài tiếng chuông du dương vang lên, thì ra cửa lớn đã mở, âm thanh trầm chậm, chậm, phát ra, rồi trầm rãi tan ra. Đại sảng vốn u ám bóng chốc không còn nữa, ngay lập tức trên đài đấu giá đột nhiên có hàng trang viên ánh sáng thạch nguyệt quang lớn nhỏ hiện ra, tỏa ra ánh sáng trắng vào dịu dàng lành lạnh, làm châu mọi thứ quanh đó trở nên rõ ràng lạ thường và rất bắt mắt. Ánh mắt tất cả mọi người đã ý thức được, chốc lát đều hướng lên đài đấu giá. Chỉ thấy trên đài cao tầm hơn 10 trượng, bỗng nhiên xuất hiện một đài pháp trận lơ lửng trên không, tiếp thép là một chất sáng linh quang màu trắng, một ông lão trong chiếc áo khoác trắng xuất hiện trên đài. Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, mọi tu sĩ trong thạch thất được một trận kinh ngạc, có vài người càng kinh ngạc đã gọi tên của lão giả. Xích đại sư, ông ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lần đấu giá này? Nhưng tiếng xì sầm bán tán cứ thế rào rào vang lên. Hàn lập nghe thấy những âm thanh chói tai, trong lòng giật mình, cũng suy nghĩ một cách hiếu kỳ. Trưởng lão là một vị tu sĩ trong kỳ hóa thần, nhưng tóc bạc trắng, mặt mũi tử bi hiền lành, đôi mắt quắc như có thần, một bộ cốt cách tuấn tú như tiên. Nghe những lời bàn tán của như người khác, vị được xưng là đại sư này, hẳn là người trong những lĩnh vực như luyện đan hoặc trận pháp, đều là người tạo nghệ kinh người. Lúc này, trưởng lão áo trắng nhẹ ho một tiếng, dùng âm thanh ôn hòa nói. Xem ra lão phu không cần giới thiệu nhiều nữa, chư vị đạo hữu phần lớn đều nhận ra xích mỗ. Kỳ thực dựa theo tên tuổi tại hạ, không nên xuất hiện trong trường hợp này, nhưng lần đấu giá này, có những thứ do đích thân tại hạ làm giám định, hơn nữa bản thân cũng rất có hứng thú, cho nên chủ động đề xuất ý kiến chủ trì phiên đấu giá của giới này. Hy vọng các chư vị đạo hiếu sẽ không có ý kiến chứ. Xích lão lại nói đùa rồi, ông là vị sư tông luyện khí tự mình chủ trì cho phiên đấu giá này, tôi đợi để cầu xin cũng còn khó nữa. Không sai, không sai, nếu là xích huynh tự mình làm giám định, ngẫm ra tuyệt đối không phải giả. Tôi đây càng yên tâm, trưởng lão vừa cất lời, lập tức có những âm thanh tán đồng vang lên trong phòng phi thiên. Tu sĩ còn lại ở trong phòng dù rằng không nói gì nhưng cũng không ai có ý kiến phản đối xem ra trưởng lão áo trắng rất có quyền thế uy danh ở đây trưởng lão áo trắng lại mở miệng nói để trong lòng mọi người được hiểu rõ xích mỗ có thể nhắc nhở trước một việc quan trọng ba đồ vật quan trọng được đấu giá lần này có thể quý giá hơn những vật báu trước đây rất nhiều e rằng là một món đồ hiếm có khó tìm trong cả trăm năm trong đó có một vật liệu cấp cao lấy được từ trong thế giới hoang dã cũng có một linh bảo thông thiên của vạn linh bảng cuối cùng là một bộ võ công chủ tu được truyền lại của vị tiền bối đã thành công trong kỳ hợp thể tên tuổi chấn động cả hai tộc người yêu năm nào tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên kinh hãi dường như không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy cả gian phòng lớn bỗng chốc yên tĩnh không một âm thanh vật liệu cực phẩm hoang dã đó không biết là thứ gì nhưng cũng cứ cho thế còn linh bảo thông thiên trên vạn bảng và võ công chủ tu của tu sĩ hợp thể kỳ cái này là những vật đáng quý biết bao bất cứ cái nào lưu lạc bên ngoài e rằng đều có thể tạo ra một cơn phong ba mưa gió tranh cướp. Tất cả mọi người đều như bùng nổ lên, không khí phòng bỗng chốc trở nên ngưng động lạ thường. Xích huynh, phiên đấu giá lần này đã có những thứ quan trọng đến vậy, tại sao không có tin gì ngay từ đầu, để cho ta biết để chuẩn bị một lượng linh thạch. Lẽ nào trong đó có điều gì mở ám? Trong căn phòng thạch thất, đột nhiên vang lên một âm thanh quỷ dị sắc lạnh. Đạo hữu yên tâm, sở dĩ những vật đem đấu giá hôm nay có thể được giữ kín đến hôm nay, và chủ nhân của cả ba báu vật được áp trục này là một người, hơn nữa chính ông ta đã tự mình đưa ra yêu cầu với buổi đấu giá. Còn về trong đó rốt cuộc có nguyên nhân đặc biệt nào, lão phu cũng không biết, buổi đấu giá cũng không cách nào từ chối. Nhưng lão phu tự mình đảm bảo, những đồ vật này là những bảo vật thật sự, tuyệt đối không có chút giả mạo nào. Đương nhiên bảo vật áp trục lần này đều rất khá, đấu giá lần này quả thật có chút cấp bách, cuối cùng đấu giá ba thứ bảo vật, đặc biệt cho phép dùng các vật phẩm quý khác đổi gán nợ cho linh thạch làm giá ban đầu. Đương nhiên, giá cả chắc chắn thấp hơn giá thị trường một mức. Giá cả có tam đại giám định sư và lão phi cùng thương lượng đưa ra, chư vị đạo hữu cứ yên tâm là được rồi. Trưởng lão áo trắng dường như sớm định liệu được sẽ có người hỏi như vậy, mỉm cười đáp. Nghe thấy trưởng lão trả lời như vậy, tất cả tu sĩ có chút chút ngạc nhiên, nhưng nhiều người trong lòng thấy vui mừng, không ai hỏi thêm những vấn đề tương tự nữa. Xích lão trưởng thấy không còn ai có ý kiến gì nữa, liền tuyên bố phiên đấu giá bắt đầu, rồi giơ tay vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau. Sau một tiếng ba vang lên, lập tức từ dưới đài, bay độn lên một vầng sang hơn 10 loại màu sắc dị thường khác nhau. Sau khi ánh sáng quang mang thu hồi, sau lưng ông lão xuất hiện 10 nữ tu mặc trang phục trong cung dung nhan xinh đẹp như hoa. Mỗi một người đều có kết đan tu vi trở lên, đứng yên lặng, trong tay cầm một chiếc hộp gấm lớn nhỏ không rồng nhau đang tự khoe bản thân. Căn cứ theo tục lệ trước kia, Trước tiên bắt đầu từ các bảo vật đơn dược làm từ các loại khác nhau, tiếp theo là các bí thuật võ công từ các nguyên liệu hiếm có, cuối cùng là các vật đấu giá có giá trị nhất. Vật đầu tiên của cuộc đấu giá ngày hôm nay là ba bình hóa tâm đơn tinh luyện do hóa thần tu sĩ tiến hóa tạo ra, giá khởi điểm là 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được ít hơn 5 vạn. Ông lão áo trắng nói một cách chậm rãi, sau đó hướng về phía sau vung tay lên. Một nữ tu mặc bộ đồ trong cung nhanh chóng, thước tha đi tới trước mặt lão, bàn tay ngọc ngà nhẹ hạ xuống, Mặt hướng về phía đám đông mở nắp chiếc hộp, để lộ ra một cái bình ngọc màu xanh cao chừng mấy tấc. Ông lão áo trắng cầm một hộp gấm trên một tay, một bình ngọc xanh từ trong bay ra, được nhẹ nhàng hạ xuống trong tay ông. Ông lão mở bình đóng nắp một cách vô cùng thành thục, nghiêng xuống một chút, đổ ra một viên đơn hoàn lai trong suốt trắng nõn. Một dược sảnh sâu thẳm lập tức tản ra bốn phía, ông lão áo khoác trắng dùng hai ngón tay cầm lấy đơn dược, mặt hướng về phía mọi người nhẹ nhàng đưa lên. Một màn trình diễn khó tin xuất hiện mặt ngoài đơn dược trong suốt, nhưng lập tức phản xạ hai màu sắc hồng xanh, quang mang chói mắt, giống như một viên chân châu cực lớn vậy. Đồng thời trong không trung tràn ngập một mùi hương thơm mát, càng ngày càng tỏa ra nồng nặc, tăng lên hơn trước nhiều lần. Lão Phu sẽ đưa đặc trưng của hoán tâm đơn biểu diễn cho mọi người xem, chư vị đạo hữu sẽ không còn hoài nghi nữa, sau đây cuộc đấu giá bắt đầu. 35 vạn, 40 vạn, 45, trên đài đấu giá đột nhiên xuất hiện hai vầng sáng màu tím một lớn một nhỏ, trong từng quầng sáng chuyển động tròn hiện ra các linh thạch đem đấu giá được hiện ra và giá cả của từng mục mà các tu sĩ ra giá trong phòng phi thiên. Cuộc đấu giá vừa bắt đầu, những con số lập tức nhanh chóng tăng lên vùn vụt, những linh đơn có tác dụng lớn đối với những hóa thần tu sĩ đột nhiên trở nên được ưa chuộng náo nhiệt, những người tranh đoạt lạ thường. Điều này cũng khó trách, dù rằng những đồ vật được áp trục ai ai cũng thích thú, nhưng phần lớn tu sĩ đều tự biết căn bản chỉ là vô vọng đạt được chẳng bằng cứ nhân khi như người có thế lực hung hậy đang tập trung ánh mắt về những vật đấu giá cuối cùng, cẩn thận mua về cho bản thân những vật có ích, đỡ tốn công một chuyến đến lần đấu giá này. Sau khi Hàn Lập tự nhủ với bản thân khi trở về, có thể lập tức tu luyện những viên ngọc thanh đơn đó, đương nhiên sẽ không tam gia vào sự cạnh tranh này. Chỉ cần âm thầm lặng lẽ quan sát ba bình đơn dược và cái giá 60 vạn đã được một tu sĩ mua về. Giờ phút này trong tâm hắn cũng giống như nhiều người khác, đang thầm suy tính ba loại đồ vật áp trục trong cuộc đấu giá. Nói thật, Hàn Lập cũng có hứng thú với nguyên liệu hoang dã thậm chí tất cả linh bảo thông thiên, nhưng dù thế cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trái lại không thật sự muốn tham gia tranh đấu giá với bọn họ. Nhưng bí kíp của võ công chủ tu của tu sĩ hậu kỳ hợp thể lại khiến cho hắn động lòng. chương 1336, đấu giá, thanh nguyên kiếm quyết của Hàn Lập đã tu luyện đến cực đỉnh. Những phép thần thông khác tuy uy lực rất lớn, nhưng sau khi luyện thành nguyên từ thần quang, là cùng với việc tu luyện nhiều hơn thì uy lực cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng vệ linh thiên hỏa thần thông quảng đại, chính là dựa vào bản thân tiến hóa mà nâng cao được uy năng, không có cách nào khiến hắn tu luyện có tính chất thực sự trợ giúp cho bản thân. Nhưng không có công pháp thích hợp để hướng dẫn cho việc tu luyện, tu sĩ chỉ sử dụng linh đơn, kết quả tự nhiên vì linh khí trong cơ thể quá nhiều dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như Hàn Lập muốn khiến các tu sĩ tăng lên một bậc, bây giờ có hai con đường để đi. Một là giống như các tu sĩ bình thường khác, đi tìm lại từ đầu một bộ công pháp đẳng cấp cao khác tiếp tục tu luyện nhưng nửa đường đột nhiên chuyển sang tu luyện công pháp lạ khác không thể thiếu việc tự tìm tòi lĩnh hội hơn nữa nếu một chút không cẩn thận thì sẽ có thể tạo thành sự mâu thuẫn với công pháp vốn có từ đó làm đảo lộn một cách tu luyện khác là sau khi hàn lập luyện tập cùng mọi người mới biết được con đường mà hiếm có người nào biết đến đó chính là pháp thể song tu đi tìm ẩn số hoặc công pháp liên quan đến yêu tộc tu luyện vì những ẩn số yêu tộc tương quan công pháp nếu một ngày tu luyện đến cao giới cùng lúc cũng tăng cường cơ bắp có điều công pháp này không chỉ hiếm thấy, mà còn khó tu luyện. Tu sĩ trong nhân tộc cũng có người chọn luyện bộ kinh này, nhưng chẳng mấy người thành công. Nguyên nhân cơ bản là do tiềm lực của loài người, trên tiên thiên không thể bì với pháp lực của yêu tộc, khi xác thịt tu luyện đến một trình độ nhân định, thì chỉ trừ người có thiên phú, nếu không sẽ không thể vào giới được nữa. Nhưng nếu có thể tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh pháp thể song đặc, không chỉ sức mạnh làm người kinh hồn bạt vía, mà tần suất vượt qua được chướng ngại cũng cao hơn nhiều so với tu sĩ đồng giới luyện công pháp bình thường điều này làm hàn lập khó mà chọn lựa được nói cho cùng hắn ta nắm trong tay một bộ công pháp pháp thể song tu chính là bộ hô ứng với thác thiên ma công của minh vương quyết là một trong những công pháp của phạm thánh Trân phiến hàn lập đã chắc chắn được rằng ba bộ công pháp này có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau ba bộ công pháp đã có thể tách rời để tu luyện mỗi bộ lại có thần thông riêng thì cũng có thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh Tu luyện tuần hoàn theo thứ tự được. Nếu chỉ nói về mặt tu luyện, những bộ phía sau mặc dù không có cơ sở ở phía trước, thật là uy lực không thể thể hiện được 1 2 phần Tu luyện từ đầu thì có thể biến thành một bộ công pháp vô cùng mạnh mẽ, bộ công pháp này mặc dù có nguồn gốc từ một phép thuật ma quỷ hết sức lợi hại trong ma giới, nhưng trải qua Phật tông, ma đạo của tộc người và sự thay đổi của không biết bao cao nhân của yêu tộc, đã trở nên hoàn toàn không giống với trước đó nữa, sức mạnh bơm vào người không còn là khí yêu ma mà đã trở thành nguyên khí của trời. Mặc dù Hàn Lập đã nghiên cứu điều này, hắn thấy rằng sức mạnh của việc ghép ba bộ công pháp lại với nhau là rất đáng nể, nhưng trên thực tế, chưa có ai đã từng tu luyện bộ công pháp mà hắn đang nắm trong tay. Bởi lẽ, Minh Vương Quyết của Phật tông và Thác Thiên Ma Công của Ma đạo, khi tu hành, đáng lẽ ra là hai loại công pháp độc lập, nhưng Phạm Thánh Chân Phiến Thượng Công Pháp được coi là công pháp truyền từ đời này sang đời khác của nhân giới yêu vương hai bộ thiếu ở phía trước có nghĩ ra cũng không giống với Minh Vương và Thác Thiên Ma Công. Vì thế sau khi luyện xong bộ công pháp chắp phá này, sẽ gặp phải điều gì không khi tu luyện, có lẽ chỉ trời mới biết. Nhưng cũng không nghi ngờ gì, bộ phạm thánh chân phiến công pháp này tuyệt đối hay hơn so với những công pháp pháp thể song tu thông thường khác. Người đã tu luyện thành Minh Vương quyết ấy, chỉ dựa vào thân xác thôi mà đã thắng được tu sĩ Nguyên Anh, nếu luyện thành công hai bộ sau, sự lợi hại ấy không thể tưởng tượng được chỉ nói về việc tu luyện pháp lực và pháp thể, hai loại này mỗi loại đều có ưu khuyết riêng. Một loại thời kỳ đầu tiến triển khá nhanh, tu luyện khá dễ dàng, còn khá đáng tin, loại còn lại tu luyện khó khăn, có mạo hiểm nhất định, nhưng sau khi thu thành thì sức mạnh không gì địch được, hơn nữa tỷ lệ thành công của loại sau cao hơn loại trước. Cứ thế, Hàn Lập do dự đến hôm nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng hắn cứ muốn giữ lại công pháp cao giới của tu luyện đồ kính bình thường, trong thành thị cũng không tìm thấy người thích hợp nữa rồi không phái không có công pháp cao giai ra tay luyện hư kỳ, mà là sau khi đạt được nguyên tử thần quang và phệ linh thiên hỏa, những công pháp tầm thường khác không thể nào sánh được với hắn. Vì thế hôm nay sau khi nghe bộ công pháp hợp thể còn sót lại của tu sĩ, hắn mới động lòng. Nếu như bộ công pháp ấy rất hợp với hắn, thì pháp thể song tu, bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Khi tư duy hàn lập đang không ngừng suy nghĩ, thì ông già họ xích trên quầy bán đã một hơi lấy hết đơn được trong tay 10 thiếu nữ cung đình, mua hết sạch với cái giá cao hơn giá sàn. Sau khi mỗi đàn được được bán đi, thì ngay lập tức sẽ được một nữ tu bưng hộp gấm, nhẹ nhàng đưa đơn dược đến phòng bay, sau đó hấp thụ linh thạch rồi lại trở về đài cao. Trong số đó hầu như đều giống với hoán tâm đan, đan dược chỉ có hiệu lực với tu sĩ hóa thần giai đoạn đầu. Đan dược giai đoạn giữa chỉ có hai loại, còn thời kỳ sau nữa thì chưa thấy loại nào. Đây cũng không phải chuyện kỳ lạ, nếu như linh giới linh khí đậm đặc, có đủ các loại linh dược, nhưng những nguyên liệu mà đơn dược cấp hóa thần trở lên cần, phần lớn phải đến những chỗ hoang vu mới tìm thấy được. nếu là đồ nhân tạo thì không phải thời gian tốn quá lâu, cũng rất khó tạo ra. cứ thế, đan dược cấp hóa thần trở lên trong tự nhiên rất khó tìm thấy, càng là đơn dược cao cấp, tỷ lệ luyện thành công càng thấp. đan dược giai đoạn sau cũng có cái luyện thành công, nhưng những người tu sĩ luyện thành công ấy đều giữ lại cho mình dung, có ai nỡ mang đi bán? đây cũng là ở thiên nguyên thành, nơi mà các loại nguyên liệu hết sức phong phú, nếu như đan dược hóa thần thời kỳ đầu còn khó kiếm thì đừng nói đến thời kỳ giữa nữa. Đống đơn dược này nếu bán hết, dưới cái vẫy tay của lão già, những cô gái hai tay trống, bồng chốc lật dở bàn tay, rút một cái hộp gấm từ trong chiếc vòng tay chứa đổ ra, mở hộp bên trong là các loại bình ngọc không giống nhau, vẫn là hình dáng đan dược nhưng đan được này không phải là linh dược được tu luyện đầy đủ, mà là để giải độc, trị thương. Loại đơn dược này rõ ràng không được ưa chuộng như loại thứ nhất, mặc dù bán hết rồi, nhưng giá vẫn rẻ hơn nhiều so với loại một đan dược đã qua tinh luyện, với những người tu luyện thì đều là càng nhiều càng tốt, nhưng loại linh dược dùng để trị thương này, chỉ cần chuẩn bị một chút là đủ dùng rồi. Vì thế cạnh tranh mua bán cũng không khốc liệt lắm, nhưng loạt đan dược này vừa được bày bán, khi 10 cô gái lấy ra những chiếc hộp được niêm phong kín mít, phòng khách có nét gì thất vọng, liền lập tức rộn dạo lên. Sau khi bùa chú được gỡ ra, một bảo vật lung linh các loại màu sắc xuất hiện trước mặt mọi người, vừa có nét thường gặp của phi đao phi kiếm, nhưng cũng có nét cổ vật ấn, bài, gương vân vân. Ông già áo trắng nắm lấy một chiếc hộp trong không trung, ngay lập tức một chiếc lệnh bài đồng màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy ông già vứt lệnh bài vào không trung, hai tay bắt quyết, một trưởng đánh ngay vào lệnh bài. Lệnh bài chuyển động từ từ, rồi đột nhiên ba luồng hư ảnh phát ra trên người nó biến thành ba con chăn lớn, phân thành ba màu, trắng, xanh, hồng quấn mình trong không trung, giữ tợn vô cùng. Độc mang lệnh, dùng hồn của ba con cổ thú thuộc loài rắn làm nguyên liệu chủ yếu luyện thành, có thể giúp tinh phát hiện hình ứng địch, tam mang liên thủ tuyệt không kém tam vị nguyên anh hợp thủ, cứ cho là một món dị bảo khó tìm, giá khởi điểm 200 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 10 vạn, ông lão áo trắng miệng nói không ngừng, gióng giặc giới thiệu lai lịch cùng sức mạnh của lệnh bài. 200 vạn, tuy có ba tên vô anh tu sĩ giúp sức, trong mắt một hóa thần tu sĩ không là gì, nhưng nếu dùng trong lúc quan trọng, vẫn có thể thắng lợi khi tranh đấu, lập tức có vị tu sĩ thấy hứng thú nói giá. 220 vạn không khí đang có chút trầm xuống, chợt có người cũng thích bảo bối nọ, bắt đầu ra giá. 230 vạn từng món bảo vật bị bán đi, sau hai lần tăng giá, cuối cùng món đồ quý nhất là linh bảo khố cấp tuyệt đỉnh, giá cả đẩy lên mức khiến con người ta khó tin. Tuy chỉ là linh bảo cấp thấp, nhưng đến cả tu sĩ tầng luyện hư cũng ra giá để có được. Mỗi linh bảo đều có thể khiến người ta muốn có được mà trả giá cao hơn nữa. Xem ra, Bảo vật hay được đem ra đấu giá, qua bán đều là ở cấp này mà thôi. Nhưng cũng có những tu sĩ luyện hư vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có đến một lần ra giá, rõ ràng là nhắm vào ba bảo vật cuối cùng. Mặc dù đều gọi là linh bảo, nhưng so sánh giữa linh bảo phổ thông và hỗn độn vạn linh thông thiên linh bảo, khác nhau lại một trời một vực, thế là tự trì nhất phách chi lực, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tất cả những điều này, Hàn Lập đều chưa hề tham dự vào, vẫn ngồi yên lặng trong thạch thất. Nhưng khi đến lượt đấu giá của các loại chân hy tài liệu cùng bí tịch công pháp, y mới chấn tỉnh tinh thần, bắt đầu để ý. Từng loại linh dược và từng quyển bí tịch công pháp nhanh chóng được bán đi. Khi ông lão áo trắng mở miệng nói chân thiềm linh huyết, sắc mặt hàn lập cuối cùng cũng tươi tắn hẳn lên. Mục đích mà y tham gia lần đấu giá này hiển nhiên là vì vật này. Nhưng khi ông lão áo trắng hét giá thấp 150 vạn linh thạch, khóe miệng hàn lập có chút co lại. Đây chắc chắn là giá thấp nhất của linh dược trong số những linh dược sắp được bán tới đấy rồi." Hàn Lập hơi do dự, chưa nghĩ thông suốt nên mất bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được bình linh dịch kia, bỗng nhiên có một tiếng ra giá từ trong một căn phòng lơ lửng giữa không trung, làm y không khỏi trầm tư. "300 vạn linh thạch." một giọng nói lười biếng, phát ra từ một góc hẻo lánh của căn phòng. Những tu sĩ khác đang muốn ra giá, nhất thời im lặng, kinh ngạc nhìn về phía xa. Chỉ tiếc trong căn phòng bay đều có cấm chế tồn tại hiển nhiên không thể nhìn thấy gì. Chân thiềm linh huyết là nguyên liệu bắt buộc để luyện thành chân thiềm dịch, nhưng cái giá 300 vạn, thực là vượt quá giới hạn ra giá của đại bộ phận người ở đó. Trong một thoáng, cả đại sảnh rơi vào im lặng, Hàn Lập cũng trao mày, nhìn về phía bình linh huyết mà ông lão áo trắng cầm trong tay ở chỗ bàn đấu giá, thần sắc trầm tư. chương 1337, chân linh lân phiến. Giá trị của 300 vạn viên linh thạch, Hàn Lập đột nhiên lấy ra. Nhưng chỉ vì chân thiềm linh huyết, thì không hề có lời một chút nào. Cho dù hắn có linh thảo có thể thương lượng đổi lấy linh thạch, nhưng phải cẩn thận, tuyệt đối không được trong một thời gian ngắn bán ra quá nhiều loại linh thảo mấy nghìn năm quý hiếm này. Nếu không, sẽ có một ngày bị người khác phát hiện. Thực sự sẽ có hậu quả khó lường. Xem lúc nãy ý của những người đưa ra giá, dường như nhất định sẽ lấy được chân thiềm linh huyết. Nó quả thực được bán với giá 300 vạn, cũng có thể không mua về, nhưng ngược lại sẽ khiến người khác chú ý. Hơn nữa đối với Hàn Lập mà nói, một chút linh huyết chỉ đủ để làm quen quá trình luyện chế chân tiềm dịch mà thôi. căn bản không có cách nào thực sự luyện chế ra được linh dược. sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng, khuôn mặt biến sắc nhưng cuối cùng lại không đưa ra giá. hàn lập không đưa ra giá, không có nghĩa người khác từ bỏ nó. kết quả sau một lát im lặng, khi có nhiều người đưa ra giá liên tiếp, đám người đó rõ ràng đều là tu sĩ của hóa thần hậu kỳ, cần phải có chân tiềm dịch thì mới tu luyện được. những tu sĩ bình thường tuyệt đối không đưa ra giá cao như vậy. Kết quả trong sự cạnh tranh rất quyết liệt của rất nhiều người, chân thiềm linh huyết vì giá 400 vạn cao bất thường, đã bị người đầu tiên đưa ra giá mua rồi. Với giá cao như thế, thu hút không ít tu sĩ, cứ xem đi xem lại ngôi nhà bằng đá mà người ấy đang ở, đã dần dần bí mật đầu cơ với thân phận của đối phương. Nhưng bỗng nhiên không có một chút thu hoạch nào, những đồ vật tiếp theo cũng rất quý hiếm, là những thứ được các tu sĩ luyện chế từ các đơn dược cần thiết, dù người mua càng hiếm hoi, nhưng giá cả quá cao vẫn khiến người ta sửng sốt. Trong đó một loại quả dại màu tím hàng vạn năm đã được bán với giá trên trời. Khiến cho những tu sĩ lần đầu tham gia những cuộc bán đấu giá kiểu này hồn bay phách lạc. Chỉ cần những nguyên liệu đáng kinh ngạc, nếu những thành phần của đơn dược hữu dụng đối với luyện hư tu sĩ, chẳng phải là một cái giá đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến hay sao. Không lâu sau, tài liệu bí tịch chờ vật phẩm được bán hết, người đàn ông mặc đồ trắng bị bắt, đứng phía sau cái chết của 10 nữ tu, lần lượt tham gia vào cuộc bán đấu giá. Cùng lúc đó, từ dưới sân khấu ba tu sĩ trang phục khác nhau đi lên. Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh phục trang người Thái, một người lớn tuổi có khuôn mặt hồng quang, và một nho sinh trung niên diện mạo nho nhã. Vừa nhìn ba người họ, những tu sĩ trong căn phòng xì xào. Hàn lập vội và nghe thấy lời nói của giám định sư, bỗng nhiên hiểu rằng ba người này hóa ra là xích họ lão giả vừa bắt đầu theo như lời của tam đại giám định sư. Ba nhân tu không cao bằng người đàn ông áo trắng đó, chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng mỗi người đều có thần thái phi phàm, hơn đã có thể dẫn đến sự xôn xao của đám tu sĩ trong sảnh, hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngay lúc Hàn Lập đang nghĩ đến một người nào đó, người đàn ông áo trắng vừa nhìn thấy ba người Đài Loan, tiến lên nói vài câu khách khí, đã trở lại nói với đám tu sĩ, các vị, chính là ba vật báu của cuộc đấu giá lần này, chúng đã lần lượt được người tần đạo đến mang theo bên mình. Loại thứ nhất là đến từ man hoang, ba miếng lân phiến chân linh mặc kỳ lân, có thể dùng để luyện chế thủy chân linh đan, vừa có thể làm nguyên liệu đắt nhất để luyện chế thủy thuộc tính linh. Dùng những nguyên liệu luyện chế linh bảo, có nhất định một vài tế thân lẫn lộn trong vạn linh bảo. Nhưng chế luyện ra chân linh đơn, sau khi ăn một viên, có thể khiến một tu sĩ hóa thần sơ kỳ tiến vào trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên bất luận là luyện chế linh bảo hay là quỳ thủy chân linh đơn, cho dù tìm được sự tồn tại tống sư cấp, tỷ lệ thành công cung sẽ không cao lắm. Nhưng nếu vị đạo hữu nào thực sự mua được đồ vật này, và định luyện chế bảo linh lão phu đạo có thể luyện chế giúp những vị đạo hữu này mà không tính công. Ha ha, đây cũng là một chút tâm tư của lão phu người đàn ông áo trắng mỉm cười nói ra những câu trên, liền lùi về phía sau ba người. Đám đạo sĩ trong nhị phi thiên ốc vừa nghe thấy mặc kỳ lân lân phiến dường như phần lớn đều hít thở thật sâu, ngóng lên hỗ đại giám ninh sư trên đài đấu giá, tất cả đều đứng dậy. Những thân gia rất giàu có, bắt đầu điên cuồng hẳn lên. Xem ra họ chờ đợi một lần, thực sự làm đúng rồi. Bất kể hai loại đồ vật phía sau, chính là mặc kỳ lân chân linh lân phiến, đủ đáng giá khiến họ vung tay mua. Nhưng, đa phần trong số họ đều là chủ ý quỷ thủy chân linh đơn, muốn dùng luyện khí e rằng 10 phần không đủ một phần. Nhưng những người trưởng thành, dường như đều là tu sĩ tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Hàn Lập nghe thấy cái tên quỷ thủy chân linh đơn, đồng thời trong lòng thấy rung động. Thiên linh đơn có thể trong một đêm khiến tu sĩ tiến cấp, đúng là hắn mơ tưởng đến, hiện tại có cơ hội có thể đạt được, Hắn dường như một lúc sau đã quyết định, nói gì cũng phải lấy được ba miếng Mặc Kỳ Lân phiến. Cho dù vì thế mà phải mạo hiểm cũng đáng, ánh mắt Hàn Lập sáng lên, thần sắc hoàn toàn biến đổi. Lúc đó, người phụ nữ trung tuổi trong Tam Đại giám định sư bước lên một bước, một tay đan giữ vật vòng tay lên đánh một cái, hiện ra một cái hộp ngọc trong suốt lớn, ký hiệu phía trên động đậy, tản ra một cố bạch thang thang quang hà, vừa nhìn đã thấy không phải là một vật tầm thường. Người cũng không cần người đàn ông áo bào trắng giới thiệu gì một ngón tay đã ở trên chiếc hộp sau một tiếng bịch nắp hộp tự động mở ra tiếp theo vài tiếng vù vù ba con chim phát sáng bay ra bay thẳng đến trời cao nhưng người phụ nữ trung niên dường như sớm đã chuẩn bị trước một tay sớm đã nhẹ nhàng hướng lên trời bắt lấy lập tức một lực vô hình hiện lên một lúc đã đem ba con chim tụ lại đột nhiên kéo xuống dưới ba con chim phát sáng trong một vòng tròn chính là lòng bàn tay nữ tử lấy hai trong đó bỏ lại vào hộp ngọc lại dùng một loại cấm chế phụ trợ sau đó mới dùng ngón tay mang theo một lân phiến còn thừa, hướng đến đám tu sĩ biểu diễn một chút, miệng thì lo lắng nói. Mọi người đều biết, mặc kỳ lân là thủy thuộc tính chân linh của trời xanh, bỏ lân phiến ra là tài nguyên thủy thuộc tính đắt nhất trên thế gian, đối với việc lấy công pháp của thủy thuộc tính là chủ yếu của đạo hữu mà nói, cũng là sử dụng lớn nhất. Nhưng, nếu là kiểm nghiệm thật giả của lân phiến, lại chỉ có hai phương pháp. Một là lân phiến tuy là bóc ra, nhưng ẩn chứa thủy linh lực khiến người ta kinh ngạc, cho dù không cần ngày kia luyện chế bản thân cũng đủ để so với giá đỉnh của thủy thuộc tính dị bảo người phụ nữ trung niên vừa nói hết câu lập tức điên cuồng lấy linh lực hướng vào lân phiến trong tay lập tức làm oánh linh quang sáng ngời mặt ngoài lân phiến bỗng nhiên nở ra một bông hoa sen màu xanh lam sáng trong suốt chói mắt giống như sự lộng lẫy của kim cương người phụ nữ trung niên nghĩ một lúc bông hoa sen trầm trầm chuyển động hình dạng lì quạc trong ánh sáng màu xanh đậm biến thành hình bằng cái đầu nhưng dưới sự dao động của bông hoa sen vô số điểm sáng màu xanh lam phát ra bốn phía nồng nặc mùi thủy linh khí một cách kỳ lạ trong nháy máy đã lan ra khắp cả đại sảnh trong căn phòng hàn lập ánh mắt nhấp nháy một chút bàn tay vừa nhấc lên năm ngón tay hợp lại một điểm sáng màu xanh rơi vào giữa nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu hai ngày hàn lập không xuất hiện cảm thấy một chút lạnh lẽo tốc độ từ bàn tay truyền đến toàn thân khi hắn mở to đôi mắt lần nữa trong mắt đã tỏ rõ vẻ hài lòng đích thực là thủy linh lực thuần khiết đến kỳ lạ có thể phát ra uy năng như vậy, xem ra quả chân là chân linh linh phiến của Mạc Kỳ Lân rồi. Không chỉ Hàn Lập, những tu sĩ còn lại cảm nhận được trong điểm sáng màu xanh ấy ẩn chứa linh lực thuần khiết, trong lòng dường như đã có 7, 8 phần tin. Trong giờ phút này cổ tay người phụ nữ rung lên, trên tay miệt phiến lộ ra một tiếng phục của bông hoa sen màu xanh, sự vỡ tan tự động biến mất. Khắp đại sảnh là màu xanh sáng, trong phút chốc, không gian biến mất. Người phụ nữ lại mở miệng thản nhiên nói những loại chân linh tồn tại trong thiên hạ kỳ lân lân phiến cứng rắn không có ở chân long dưới loại chân linh lớn nhất tuy sau khi bóc ra trình độ linh phiến cứng sẽ giảm đi hơn một nửa nhưng công kích bình thường muốn nghĩ muốn phá hủy nó vẫn là chuyện của si tâm vọng tưởng người phụ nữ trung niên nói như vậy lân phiến ở trong tay ném hướng vào không trung trong không trung xuất hiện một bầy chim tiên cũng không thấy nhúc nhích đúng lúc đó ánh sáng của vàng trên tay người phụ nữ lóe sáng chợt hiện lên một cái búa lớn ánh sáng kim quang sáng chói, khí lạnh ghê người. Sắc mặt của người phụ nữ đó trầm xuống, dưới một chiếc búa vàng, hóa thành ánh sáng vàng bay vào không trung, đối với phần linh phiến kia, chỉ chuyển một cái là rơi xuống. Sau một tiếng nổ vang lên đùng, mặt ngoài túi phiến chợt lóe lên, bỗng nhiên lấy đầu búa sắc nhọn lạ thường bắn ngược trở lại, với bộ dạng không một chút tổn hao gì. Người phụ nữ trung niên không thèm để ý đến việc này, trong miệng lại tiếp tục làm bẩm vài từ một tiếng gào thét của hỏa trụ màu xanh trong không trung phía dưới lân phiến cất lên một lúc sau lại bị cuốn vào trong đó hoàn toàn bao phủ rồi tam sắc thanh kiếp hỏa mấy tiếng hô trong đại sảnh vọng ra khiến không ít sắc mặt tu sĩ hiện lên sự vô cùng hâm mộ nhưng khi người phụ nữ đó bấm tay sau khi lấy ngọn lửa đó bị xua tan linh phiến lưu lại trong không trung tỏa ra ánh sáng rực rỡ vẫn tỏ ra bộ dạng bình an vô sự theo sau người phụ nữ đó vừa làm phát ra xét đánh đóng băng những loại công kích thuộc thủ đoạn cùng những lợi nhuận lớn bất thường, lại đối với miếng lân phiến không hề có hiệu quả. Người phụ nữ cuối cùng dùng một loại bảo vật ma đạo thả vào một đoàn huyết phụ, cũng không có cách nào sau khi ăn mòn tú phiến, rốt cục không thể dừng kiểm tra. Nàng nâng tay lên, dùng chiêu miếng kỳ lân chân phiến, một lần nữa bỏ vào trong hộp ngọc, dùng phù lê phong ấn. Sau đó một tay nâng hộp ngọc lên, lui ra phía sau vài bước, thản nhiên bắt đầu bất động trở lại. Lúc đó, lão giả áo bào trắng lại bước đến trước đài lần nữa, sau khi hướng về phía đám tu sĩ, nói mấy câu ngắn gọn. Chân linh mặc kỳ lân lân phiến tam miếng, giá thấp nhất của linh thạch là một năm trăm vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm vạn, bây giờ bắt đầu ra giá. Một nghìn bảy trăm vạn, một nghìn tám trăm vạn, hai nghìn vạn linh thạch, giá cả của lân phiến vừa bắt đầu đã là một hai trăm vạn tăng lên một cách điên cuồng. Khiến cho không ít tu sĩ lần đầu tiền đến với tham gia cuộc đấu giá trí bảo này, nét mặt đều đã thay đổi, trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi ý tranh đoạt. Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một sự ngoài ý muốn, thật không ngờ đã đến phút cuối cùng của cuộc đấu giá, vẫn còn những tu sĩ như vậy. Nhưng, hắn vẫn chưa vội vã ra giá, mà vẫn lạnh lùng nhìn lên sân khấu của đài đấu giá, những chữ số thiên văn dọc theo đường đi rất rõ ràng, chốc chốc nhấp nhấp đôi môi đã khô mà thôi. Trường 1338, mua được, con số nghìn vạn linh thạch, đối với ba miếng chân linh lân phiến mà nói, lúc này chỉ là một con số bình thường mà thôi bất kể ai đều cảm thấy trong đêm đó khiến tu vi có thể vọng tưởng vô căn cứ mà lên cấp tu vi sau khi tiến vào hóa thần mỗi một giai đoạn lên cấp đều vô cùng gian nan đa phần những tu sĩ hóa thần đều sống ở cảnh giới đầu tiên cả đời giờ phút này giấc mộng đó ngay ở trước mắt khó trách đám tu sĩ không một chút do dự bắt đầu điên cuồng nhưng lại khiến người ta vì thế điên cuồng cũng luôn luôn có giới hạn không thể không tỉnh ngộ sau khi giá cả cạnh tranh bỗng nhiên đột phá lên 25 vạn linh thạch, những tu sĩ còn có năng lực dám tham dự đấu giá, đã không còn mấy người nữa rồi. Chỉ còn lại có ba người đang cố tranh giành những lần cuối cùng. Trong đó thượng nhân bất ngờ chính là mấy người tu sĩ lúc trước đấu giá linh thiềm linh huyết, âm thanh vẫn đang rào rào. Hai người khác thì một người già nua bất thường, một người thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như lần lượt thay thế cho một gã lão giả và một nữ tu trẻ tuổi. Ba người này mỗi người một lời tăng giá, nháy mắt đã gần đến giá 3.000 vạn. Khi âm thanh lười biếng của người chủ nhân thực sự đưa ra giá 3.000 vạn cất lên, âm thanh của nữ tu sĩ và lão giả đột nhiên dừng lại. Xem ra vị này đã vượt qua sự thừa nhận của bọn họ, chỉ có thể không cam tâm mà thôi. Thân sắc của đám tu sĩ khác nhau nhìn chằm chằm khoảng không trên đài, ở đó, con số trong pháp bàn chung lớn đang biến đổi sắc thái, sau khi hoàn toàn biến thành sắc vàng, cũng chính là lúc những vật phẩm thuộc về Trần Ai Lạc Đinh rồi. 3.100 vạn, một âm thanh yên lặng lạ thường, bỗng nhiên khai khẩu rồi. Âm thanh của người lạ mặt đó vừa cất lên, những tu sĩ trong đại sảnh đều ngẩn ra lập tức toàn bộ có chút hưng phấn trở lại. Xem ra cho dù với mức giá này, chân linh linh phiến vẫn không có cách nào xác định được chủ nhân. Không ít ánh mắt các tu sĩ, một chút ngạc nhiên, nhìn hướng vào không trung một tòa nhà bay trên trời. Trong gian phòng đó, khuôn mặt hàn lập thản nhiên ngồi ngay ngắn trong đó. 3.200 vạn, âm thanh lười biếng kia có chút kinh ngạc. 3.300 vạn, Hàn Lập không chút do dự tăng giá, 3.400 vạn, âm thanh lười biếng chân trừ một chút, mới lên tiếng lần nữa. 3.500 vạn, trong căn phòng không ít tu sĩ bắt đầu hít thở thật sâu. Cho dù đúng là chân linh linh phiến, với cái giá này cũng có chút điên khùng rồi. Cuối bảng danh sách hỗn độn của Linh Bảo, e rằng cũng chỉ là mức giá này mà thôi. 3.500 vạn, hừ, xích đạo hiếu, tôi hoài nghi vị đạo hiếu này cũng không có hơn một nửa linh thạch chỉ là gây rắc rối thuần túy mà thôi đạo hữu có phải nên kiểm nghiệm người đó xem xem có phải thực sự sẽ đưa ra nhiều thân gia như vậy chủ nhân của âm thanh lười biếng đột nhiên lạnh lùng nói ra sau khi cuộc cạnh tranh giá cả kết thúc ta sẽ đích thân kiểm tra việc này nhưng trước đó tại hạ không thể cắt đứt cuộc đấu giá xin mời hai vị đạo hữu tiếp tục đưa ra giá lão giả họ xích và thọt sở động chỉ là cười nói một chút rõ ràng trước khi không biết thân phận của hai vị đấu giá hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với vị nào. Xích huynh đã cho rằng như vậy, vậy tại hạ sẽ không đưa ra giá nữa, xem xem vị đạo hữu này có thể bỏ ra 3.500 vạn lấy vật đó không chủ nhân của âm thanh lười biếng đó có chút giận dữ. Âm dương quái khí nói như vậy, quả thật không đưa ra giá nữa. Kết quả sau khi chữ số trong nhất đằng pháp bàn biến thành màu xích kim, lão giả áo bào trắng đang lúc chuẩn bị tuyên bố tam miếng chân linh linh phiến tất cả thuộc về hàn lập. Tiếp theo quả thật xuất hiện vị phu nhân tay cầm hộp gỗ, vạt áo bay bay hướng đến chỗ Hàn Lập đang ở. Thân hình cho ăn một trận, lão giả đang ở trước phòng ốc liền dừng lại. Hắn không nói nửa lời một tay biến chuyển, một chiếc lệnh bài màu xanh xuất hiện trong tay, bị ký hiệu bao vây của căn phòng trên trời nhẹ nhàng lướt qua, thân hình vừa động, liền lập tức tiến vào trong phòng người phụ nữ trang phục nước tần cũng âm thầm theo sát bước vào trong. Mười người thì tám người ở trong, lão giả họ xích nhìn ánh sáng trắng phát ra từ hàn lập, sau khi mỉm cười, mới nói. Ta đã đưa bảo vật đưa đến, đạo hữu nên đem linh thạch thanh toán rõ ràng. Có đồ quy ra linh thạch, ta và Hà đạo Hiếu sẽ ước định giá trị, tính toán cho đạo Hiếu. Nếu cảm thấy bị đánh giá thấp, lão phu sẽ mời hai đạo hữu còn lại đến đây một chuyến. Lõa giả áo bào trắng lại tỏ ra rất khách khí, tại hạ làm sao có thể không tin ánh mắt xích huynh và hà đạo hiếu, hai vị giám định vật này đi. Sau khi ánh mắt hàn lập chuyển sang chiếc hộp gỗ trên tay của người phụ nữ, từ đó lấy ra một cái hộp gấm lớn đã được chuẩn bị, cười hi hi và nói lấy thân phận của lão giả áo bào trắng không biết đã gặp qua bao nhiêu bảo vật chỉ là gật đầu rồi nhận lấy tùy ý nhìn qua nhìn lại một mùi thơm ngát tản ra bốn phía nhưng ánh mắt lão giả chỉ là đảo qua còn cơ thể rung mạnh một chút linh thảo vạn năm lão giả hít một hoi thật sâu cuối cùng ánh mắt từ vật trong hộp dịch chuyển nhưng nhìn thần sắc hàn lập có chút kỳ lạ người phụ nữ vừa nghe thấy linh thảo vạn năm trong lòng cùng lúc rung động đi được hai bước nhìn về phía trong hộp ngọc chỉ thấy một vệt màu sáng trắng một gốc cây linh thảo dài hàng tất toàn thân phủ tuyết trắng lặng lặng nằm bên ngoài đám cỏ đó bên cạnh có linh văn dường như hóa thần lưu ảnh hiện lên chấp động linh vân vạn năm quả nhiên là linh thảo vạn năm nhưng thực giả vẫn cần phải giám định cẩn thận lại phu nhân ngưng nhìn trong chốc lát mới chậm rãi nói đối với việc giám định linh thảo lão phu không thể bằng các đạo hữu làm phiền các đạo hữu giám đinh vật này lão giả áo bào trắng có thần sắc như thường nói một cách khách khí với phu nhân phu nhân gật đầu cầm trong tay hộp gấm vừa thu lại lại chuyển một tay đột nhiên trong tay lại thêm một chiếc ngọc xích dài nhỏ xanh biếc thước dài toàn thân khắc hoa văn cổ quái xoắn ốc ánh mắt chợt lóe sáng phu nhân nhấc cái thước chậm rãi cho vào trong hộp ngọc linh thảo kết quả lục thước vừa chạm vào linh thảo trong hộp ngọc phát ra màu trắng sữa của linh quang bản thân dường như tự hô ứng phát ra tiếng vù vù cùng lúc đó trên ngọc thước một vòng linh vân kỳ lạ liên tiếp phát sáng ánh sáng màu xanh biếc làm mắt chói sau khi lục mang rốt cục ở vòng hoa văn thứ nửa một dừng lại, phu nhân bình tĩnh không biểu lộ gì, cuối cùng cũng có chút rung động. Bà một lần nữa lấy linh thảo trong hộp ngọc cẩn thận nhìn đi nhìn lại, mới khẳng định nói. Đích thật là linh thảo vạn năm, hơn nữa còn là tuyết giao thảo khoảng 10 vạn một nghìn năm. Tuyết giao thảo vốn là một loại linh dược quý hiếm, sau hàng vạn năm, so với những linh dược vạn năm bình thường khác, giá trị tối thiểu đắt hơn một nửa. Ta ước tính, đại khái có thể lên đến khoảng 700 vạn linh thạch. 700 vạn, ừm, cùng lão phu đánh giá không sai biệt lắm. Đạo hữu cảm thấy chúng tôi tính toán giá cả thế nào, nếu có ý kiến khác xin cứ đưa ra. Lão giả áo bào trắng trầm ngâm một chút, liền quay sang nói với Hàn Lập. Giá này tại hạ không có ý kiến. Đạo hữu đem mấy thứ đồ này nhận lấy, những thứ đó đủ để trả cái giá mà tại hạ đưa ra đấu giá cổ tay Hàn Lập chợt lóe sáng, vừa tiếp tục lấy ra bốn hộp ngọc đưa ra. Lão giả bạch bào dơ một tay, liền lấy mấy hộp ngọc cho vào tay, sau đó mở nắp hộp. Lần này, lão giả cho dù muốn bảo vệ chấn định, nhưng khóe mắt vẫn có lại một chút, đều là linh thảo vạn năm. Hắn giơ tay lên, tiếng có chút khàn khàn, quý phường thị không nhận loại linh dược này. Hàn lập cười nhẹ một tiếng, đạo hữu thật biết nói đùa lão giả áo bào trắng cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía hàn lập, đều không che đậy được sự kinh ngạc trong lòng. Phu nhân cũng có chút bán tín bán nghi, nàng đem chỗ linh thảo trong hộp ngọc, giám định lại từng cái. Kết quả, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó có thể khó tin thân của linh thảo vạn năm, tự nhiên không thể quý hiếm bằng chân linh linh phiến, nhưng chỉ từ việc sử dụng và nhu cầu mà nói, linh thảo vạn năm, sử dụng rộng rãi, cấp linh đơn hóa thần để luyện chế phải có thuốc dẫn hoặc nguyên liệu phụ trợ, dường như trong tu sĩ cấp cao là loại đồ vật khan hiếm nhất. Hơn nữa vật ấy vốn cũng quý hiếm kỳ lạ, dường như trong phường thị được xếp là vật lưu thông tốt nhất sau linh thạch. Có thể đồ vật khác, của hàng sẽ nhận được, nhưng linh dược vạn năm không có một nhà nào không cần cả. Hà Đạo Hữu đã xác định rồi, những linh thảo này không có vấn đề. Ba miếng chân linh lân phiến chính là của đạo hữu. Đạo hữu nhận cẩn thận trong mắt lão giả áo bảo trắng chợt sáng lên, lấy hộp gấm lúc này ra lần nữa, vẻ mặt tươi cười đưa cho Hàn Lập. Vậy tại hạ không khách khí nữa. Ừm, rất tốt, thực sự không có vấn đề gì Hàn Lập không thay đổi thanh sắc liền chụp trong không trung, lập tức đem hộp gấm vào tay, sau khi kiểm tra lại, cũng mãn nguyện gật gật đầu. Lão giả áo bảo trắng tuy có tò mò với linh dược vạn năm của Hàn Lập, nhưng cũng không nói gì. Thu Linh dược lại, dẫn theo phu nhân rời khỏi căn phòng, quay lại đài đấu giá. Tu sĩ bên ngoài chỉ đợi chừng một bữa cơm mà thôi, nhìn thấy hai người lão giả họ xích bay ra ngoài, đều muốn biết chân linh lân phiến có thật sự giao dịch thành công hay không. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng làm gì, đồ vật đã thuận lợi giao hàng. Sau đây bắt đầu cuộc đấu giá bảo vật, đồ vật này là linh bảo trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị lớn, còn trên cả chân linh lân phiến. Đó chính là linh thông thiên linh bảo bình hải quả giá sàn là 2.000 vạn, Lão giả áo bào trắng vốn không nói nhiều về việc liên quan đến hàn lập, miệng lập tức tuyên bố bảo vật rồi lấy từ túi chữ vật ra một giáo ngắn màu xanh sáng mờ. Đám tu sĩ trong sảnh rất nhiệt tình đối với đồ vật này, lão giả biểu diễn thần thông của giáo ngắn một chút, lập tức có người bắt đầu cướp đoạt kịch liệt. Hàn lập lúc đó, lại một mảnh lân phiến màu xanh đen, tập trung tinh thần quan sát, dường như bề ngoài không chút hứng thú với linh bảo. Kết quả giáo ngắn cũng cùng giá 3.500 vạn, bị một phi tu sĩ lạ mặt mua mất. Suốt cuộc, Đồ vật cuối cùng của cuộc đấu giá được bán đi, sắp bắt đầu cuộc đấu giá mới. Chương 1339, Chân linh thế gia. Đồ được đấu giá bên dưới là một loại bí kíp võ công của một vị tiền bối hệ kỳ hợp nhất của hai dòng máu người và yêu. Có lẽ rất nhiều đạo hữu chưa từng biết đến tên của vị tiền bối này, nhưng chỉ cần nhắc đến đại chu Thiện Diệt Việt Thân Châm thần thông, e rằng hơn một nửa đạo hữu ở đây đã từng nghe nói đến. Sức mạnh vô địch của loại võ công này chính trong cuộc đại chiến dị tộc đã nhanh chóng nổi danh tới nay cũng từng có nhiều phiên bản khác nhau về phương pháp tu luyện được đồn đại, thậm chí bên tộc yêu cũng có người tu luyện loại bí thuật này. loại thuật này cũng là một loại có sức mạnh trong bộ võ công ẩn giấu, là loại võ công sơ đẳng nhất khởi đầu do vị tiền bối ngũ linh chân quân tự tay sáng lập từ thời thượng cổ. đương nhiên giá cả sẽ rất cao, không cần lão phu nói kỹ thêm nữa. giá trị lớn nhất, quan trọng nhất của bộ võ công này không chỉ ở đó, mà sau khi tu luyện xong, có thể tăng cường sự chuyển hóa, biến đổi thuộc tính ngũ hành của pháp lực bản thân sức mạnh lớn không lường được, điều kiện để tu luyện bộ võ công này sẽ rất hà khắc. Một là người bắt đầu tu luyện, vừa không được quá cao, cũng không được quá thấp. Chỉ có thể là những đạo hữu đang ở nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ nên suy nghĩ về việc tu luyện, người tu luyện trên người cần phải có linh căn ngũ hành, nếu không rất khó thành công. Đương nhiên, luyện loại võ công này vẫn có những điều kiện khắc nghiệt khác của nó nữa. Nhưng không phải là không thể khắc phục những điều kiện hà khắc này, Lão Phu cũng không cần nói chi tiết thêm tính hoàn chỉnh của bộ võ công có thể nói là tuyệt đối không có vấn đề. Khi giao món hàng này người chủ của nó có thể tự bản thân kiểm nghiệm. Còn một chuyện cần nhắc nhở các vị đạo hiếu, bộ võ công này đương nhiên có sức mạnh, nhưng các vị tu sĩ đã từng luyện qua pháp quyết từ xưa đến nay trong lịch sử chỉ có duy nhất ngũ linh chân quân tiền bối là tiến đến được cảnh giới thời kỳ hợp thể. Những người còn lại không biết do tu luyện không tới nơi tới chốn hay do chưa thấu hiểu hết công pháp, đa số vẫn chỉ dừng lại ở thời kỳ hóa thần, đến những người tiến đến cảnh giới luyện hư cũng chẳng có mấy. Dĩ nhiên, điều này còn do cơ duyên người tu luyện chưa tới. Nếu không, ngũ linh chân quân tiền bối làm sao có thể chỉ dựa vào bộ võ công nào mà tiến vào hậu kỳ hợp thể thôi, được rồi, lợi và hại của loại võ công có tên âm dương hóa cử quyết này. Xích mỗ đều đã giới thiệu rõ ràng cho chư vị đạo hữu rồi, những vị đạo hữu có hứng thú xin mời ra giá. Giá khởi điểm là 2.000 van, mỗi lần tăng giá thêm 100 vạn bắt đầu vòng đấu giá. Sau khi trưởng lão đọc hùng hồn giới thiệu một lượt, cuối cùng một vị trung tuổi trông nho nhã mỉm cười, từ trong hộp cất giữ lấy ra một cái một hạp, bên trong chứa một viên ngọc trói sáng, đương nhiên đó là viên ngọc ghi chép bí kíp. Tên tuổi đại chu thiên diệt thần châm quả thật quá nổi tiếng, không ít tu sĩ có mặt trong phòng đều lộ ánh mắt hiếu kỳ và vẻ mặt đầy phấn khích. Còn về điều kiện tu luyện, các tu sĩ có mặt đều chẳng chút bận tâm, dù sao cuộc đấu giá vốn là chỉ có các hóa thân tu sĩ trở lên mới có thể tham gia còn về linh căn ngũ hành càng là cơ sở quan trọng nhất cho các cấp tu luyện cứ cho loại võ công này không có yêu cầu này các tu sĩ có mặt ở đây hơn một nửa đề sẽ tìm cách để bổ sung kiện toàn linh căn ngũ hành của mình đương nhiên trong đó cũng có nhiều người thật sự thành công cái này chỉ có trời biết nhưng việc tu luyện gian nan vất vả của loại võ công này mà lão giả áo trắng nói rõ những lời đồn đại về việc rất ít người có thể đủ sức tu luyện thành công, cũng đã đủ đánh tan hy vọng của không ít người. Trong đó có Hàn Lập, dù rằng Âm Dương Hóa Cực Quyết cũng là một loại võ công không tầm thường, nhưng nếu tu luyện khó đến thế, nhất thời lại khiến hắn mất đi hứng thú. Nếu luận về uy lực thần thông của võ công, uy lực của bộ võ pháp thể song tu tuyệt đối không gì sánh được. Huống hồ những suy nghĩ tương tự trên khuôn mặt hai nghìn vạn người xung quanh, cũng khiến hắn phải cho mày suy nghĩ, quyết tâm đoạt lấy yếu pháp quyết này nhưng ngẫm thấy bản thân khả năng hơn người. Dù những tu sĩ có hứng thú với bí kíp võ công này quả thực không ít, cái giá 2.000 vạn vẫn chưa đủ sức chặn được những kẻ giã tâm bắt đầu ra giá. Nhưng chỉ qua hai lượt thì chỉ còn thấy những âm thanh lẻ tẻ vang lên. 4.000 vạn, cái giá được đưa ra khiến tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Người ra giá, bất ngờ thay lại chính là người có tiếng nói chậm rãi, đang tranh mua chân linh lân phiến với hàn lập. Cái giá cao như thế, không chỉ khiến các hóa thân tu sĩ há hốc mồm, đến rất nhiều tu sĩ luyện hư đầy hứng thú cũng ngạc nhiên im lặng. Nhưng trong lòng mọi người cũng có những toan tính suy nghĩ thầm, vị này rốt cục là người như thế nào, thân thế át không tầm thường. Nhiều linh thạch như thế, e rằng cũng đủ khiến một tu sĩ luyện hư khuynh ra bại sản rồi. Hàn Lập cũng chung suy nghĩ như vậy, nhưng chuyện chẳng liên quan đến mình chẳng cần bận tâm nhiều. Nếu bí kíp phó công đã được bán, thì phiên đấu giá lần này cũng đương nhiên kết thúc ở đây. Khoảng thời gian bạch bào lão giả tuyên bố kết thúc cuộc bán đấu giá, trong phòng phi thiên đột nhiên xảy ra, trong ánh sáng trắng, Hàn Lập bị một trận bình không tống ra ngoài, rồi xuất hiện trên hành lang một nơi nào đó bên ngoài đại sảnh đấu giá. Những ánh sáng linh quang trên cả đoạn đường liên tục chấp nhòe. Các tu sĩ khác cùng bị liên tục hất văng ra ngoài như thế. Nhưng mọi người trên người đều có ánh sáng chớp lóa không ngừng, vậy còn lo gì bị ai phát hiện ra thân phận. Hàn Lập chẳng mảy may ngó ngàng đến một ai, bước vội về hướng cửa lớn của điện Thái Huyền cho dù phiên đấu giá đã kết thúc thì hắn cũng không có ý định trở lại tháp đá hắn đã chuẩn bị một mình rời khỏi thành khu thiên uyên quay lại phủ động của mình chỉ còn cách lần tuần tra sau nửa năm nữa hắn muốn nhân cơ hội này mau chóng trở về gấp rút luyện ít kinh dược cần tê thiết trước tiên đem ngọc thanh đơn luyện thành một bình rồi tính tiếp đã có thứ đơn dược cuồn cuộn ngày đêm việc tu luyện sắp tới ít nhất hắn không cần lo lắng suy nghĩ về việc luyện đơn nữa còn về ba miếng chân linh lân phiến của kỳ lân hắn sẽ chưa tùy tiện luyện chế trước tiên cần nghiên cứu một khoảng thời gian xem có cách nào thực sự đảm bảo có thể luyện thành công khúc nhĩ chân đan như trong lưu truyền hay không cách thử linh dược này là cơ sở để sau này hắn xóa bỏ chướng ngại tuyệt đối không bao giờ vội vã luyện đơn ngay lúc hàn lập ra khỏi điện thái huyền con đường xuyên qua bức tường thành lớn khi đi bộ hướng về nơi hoang vu xa xăm trong mật thất bí ẩn trùng trùng cạm bẫy một nơi nào đó của điện thái huyền lại có hai người đang bàn bạc việc gì đó trong đó có một người mặt mũi từ bi phúc hậu trong chiếc áo khoác trắng, nhưng đứng khoanh tay trước ngực trong thần thái rất kính cẩn, nghiêm trang. Đó chính là vị trưởng lão họ Xích, còn trên chiếc ghế đá trước mặt lão một người thanh niên mặt mũi tuấn tú, cả người mặc bộ đồ tím, đang ngồi một cách ngật ngưỡng. Từ khóe miệng hắn lại có máu đỏ tươi, điều đó thật kỳ lạ và đáng chú ý. Trưởng lão họ Xích nghiêm trang thần thái cung kính nói: "Công tử yên tâm, kẻ đó dù đã dùng bí thuật che giấu khuôn mặt thật nhưng trên đời có nơi nào ẩn trốn qua được mắt thần tử quang của lão bộc chứ?" người đoạt được âm dương hóa cực quyết chắc chắn là một nữ tu nhưng dung nhàn ả không giống chút nào tướng mạo mấy tiểu thư bên cạnh công tử trái lại vô cùng xấu xí vị đại sư khí công đại danh nổi như cồn ở thành thiên uyên là một vị hóa thần tu sĩ thế nhưng trước mặt người thanh niên lại dùng xưng hô của kẻ dưới nếu để cho các tu sĩ khác trong thành bắt gặp e rằng tất cả đều phải trợn mắt kinh ngạc người thanh niên bị thương nghe mấy lời lão khóe miệng nhẹ nở nụ cười xích lão không cần quá để ý đã là nữ tu lại có thể một lời lấy nhiều linh thạch cao cấp đến vậy để đổi lấy bí kíp, thân phận không cần đoán nhiều, có lẽ không phải người diệp ra thì là người cốc ra thôi. Hai nhà này cũng giống lũng ra chúng ta, đều là nhà quyền quý có thế, được lưu truyền bí mật từ đời xưa, trong tộc chân truyền huyết thống cũng chỉ có nữ giới mới được kế thừa mà thôi. Không giống lũng ra chúng ta điều khiển khống chế đấu giá tất cả đất xung quang, Bọn họ chỉ âm thầm thao túng người trong tộc một số lượng rất lớn linh khoáng thạch cao cấp. Chỉ là do số người của hai tộc này luôn luôn ít, rất ít hoạt động bên ngoài, chính vì thế đương nhiên việc chân truyền như thế nào chưa bao giờ được tiết lộ. Nhưng xem ra lần này tổ tiên của một trong hai nhà đó hiển nhiên là nửa yêu mang huyết mạch Phượng Hoàng còn sót lại. Giống lũng ra chúng ta là chân truyền huyết mạch rồng, là một trong các huyết thống quyền quý, lớn mạnh nhất trong linh giới. Xem ra lần này chúng ta đánh cược đúng rồi, quả nhiên những đệ tử của các gia thế quyền quý chân truyền đều sẽ che giấu tung tích ẩn giấu thân phận, trốn trong thiên huyên thành luyện võ một khoảng thời gian người thanh niên bị thương tự tin nói. Công tử quả là tính toán như thần, cái này là vì âm dương hóa cực quyết rất quan trọng đối với người mang huyết thống phượng hoàng, rốt cục chỉ có bí kíp võ công tuyệt đỉnh của nội lực của loại dành riêng trong điều hòa ngũ hành mới có thể kích thích triệt để dòng máu của phượng hoàng. Người con gái này tại sao biết được loại võ công này, vốn đã được sắp xếp từ xưa, hôm nay mới được thực hiện. Trưởng lão tổng chiếc áo trắng cũng khẽ cười, "Hê hê, tổ tiên thông dĩnh hiển nhiên không phải loại hậu bối chúng ta có thể sánh bằng." Lần này nếu không phải dòng máu chân long trong cơ thể bổn công tử vượt xa lịch đại tiên nhân, cuối cùng đạt được điều khiển khởi động, những lão quái vật trong nhà cũng sẽ không ủng hộ bổn công tử hành động đâu. Lần này, để tránh mục tiêu sinh nhi, ngay cả những bảo vật như kỳ lân lân phiến cùng bình hải qua trong tộc đều phải lấy ra đấu giá. Nhưng trong đó cũng ngầm đem tin tức truyền cho chân linh thế gia tử đệ, bằng không, hành động sẽ không thể thuận lợi được. May mà giá của các linh thạch không quá thấp, hơn nữa cũng đổi được 5 cây linh dược vạn niên, cũng không chịu thiệt vị tu sĩ đã mua chân linh lân phiến người có thể biết được lai lịch của y không huyết trí thanh niên đột nhiên hỏi công tử cũng biết từ quang linh mục lão luyện được một đời chỉ có thể thi triển ba lần mà thôi bây giờ chỉ còn lại duy nhất một lần làm sao dám dùng người khác chứ chỉ có thể cảm nhận được gã này không phải luyện hư tu sĩ chỉ là một tên hóa thần tu sĩ mà thôi nhưng linh thảo trên người hắn ta e rằng cũng không chỉ có năm cây này lẽ nào người này là người nhuận ra am hiểu nhất về trồng và chăm sóc các linh dược ư huyết thống nhuận ra dù không phải chân truyền lớn mạnh gì, nhưng trong lĩnh vực linh thảo lại là tộc người duy nhất am hiểu trưởng lão hơi trầm ngâm, hạ giọng, trả lời ngập ngừng. Thiểm ra, đây mới thật là có khả năng lớn nhất, nếu là người của tộc này thì cũng không sao, nhuận ra cũng là gia tộc chân truyền lân cận được hoàng đế thiên diệu linh chỉ rõ. Chúng ra không thể đùa được người thanh niên hơi cao mày, chậm rãi nói. Công tử minh giám, dù rằng mấy nhà chúng ta không phải thật sự e ngại gì tam hoàng, nhưng vì ít linh dược, quả thật không dễ gì lại gây thù chuốc oán tự tạo kẻ thù, trưởng lão liên tục gật gật đầu. Lần này phải vận công dùng tử quang mục thần thông đã khiến công lực tu luyện của người tổn hại không ít rồi. Sau việc này, trở về ta sẽ làm cho ngươi một lễ huyết tế, giúp ngươi tu luyện thêm một tầng. Người thanh niên bị thương dường như chợt nhớ tới điều gì, đột nhiên hướng về trưởng lão vẻ mặt ôn hòa nói. Đa tả công tử quan tâm giúp đỡ xích lão nghe vậy vui mừng khôn xiết vội vàng hành lễ. Người thanh niên bị thương hài lòng gật gật đầu, ngay lập tức lại trở nên trầm ngâm, không biết đang suy tư chuyện gì. Mấy ngày sau đó, lúc Hàn Lập vượt đoạn đường bao ngày đến gần vùng núi non có động của hắn, ở một nơi nào đó bên ngoài cách động hơn nghìn dặm, có hai người đang rằng co căng thẳng đến bất động. Chương 1340, Thiên Bảo thượng nhân và Vạn Lung Châu. Kim huynh, huynh đã lén đi theo ta cả một đoạn đường, vậy là ý gì, lẽ nào ta đã đắc tội gì với huynh? Người nói lại chính là gã có đôi lông mày xếch, đang tranh linh địa với Hàn Lập, và người còn lại là gã béo kim từng xuất hiện ở lầu mọc khuyết. Chỉ là thấy hai người giống như trước kia cũng có chút giao hảo, mà nay lại như kẻ thù, dáng vẻ như sắp ra tay đánh nhau. Ông hiền đệ nói gì thế? Kim mỗ chẳng qua ngẫu nhiên đi qua con đường này, gặp hiền đệ đang ở đây, đột nhiên muốn qua chào một câu. Gã béo họ kim giả bộ vô tội, ngẫu nhiên gặp mặt, chào hỏi ư, kim huynh nghĩ tại hạ là kẻ ngốc sao? Ai lại vô duyên vô cớ chạy tới nơi hẻo lánh này chứ? muốn chào hỏi cũng chẳng đáng phải triển khai thuật ẩn mình chạy theo tại hạ cả quãng đường mấy vạn dặm xa xôi. Gã có đôi lông mày xếch lạnh lùng hỏi lại, ha ha, vấn đề này, kim mỗ cũng thấy rất kỳ quặc, người không ở trong động của mình tu luyện, chạy tới nơi này làm gì. Nếu ta không nhớ nhầm, ở đây chính là miếng linh địa mà lúc đầu hiền đệ đã liều chết tranh cướp đôi mắt một mí tì hí của gã béo họ kim ánh lên một tia xào trá. Hừ, ta đi đâu cũng cần giải thích cho huynh nữa sao. Khuôn mặt gã có lông mày xếch có chút biến sắc, nói trầm hẳn xuống. Ông hiền đệ hà tất phải tức giận thế, linh địa này đã có chủ, huynh chẳng qua cũng là lo hiền đệ làm liều, lỡ xảy ra chuyện gì không hay khó có thể thu xếp nên mới theo đến nơi đây. Hiền đệ muốn tìm vật gì ở nơi đây này, chỉ bằng hãy nói với huynh đây một tiếng, để kim mỗ giúp đỡ một tay thì hơn. Gã béo họ kim cười ha hả, như đang dò xét vấn đề đến cùng. Gã có đôi lông mày xét hừ một tiếng, không muốn nói đem điều gì, nhưng trong mắt ánh lên tia dữ dằn của sự tức giận đột nhiên trong bầu hư không sau lưng gã béo kim lóe lên một chất sang, một đường tơ xanh non mỏng manh hiện ra trên không, trắng sáng, hóa thành một tấm lưới lớn có màu xanh biếc rơi xuống. Cả quá trình không âm thanh tiếng động không báo trước, một tiếng gió nhẹ cũng không có, cứ như ma quỷ làm vậy. Gã béo kim dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn giữ thái độ giả lả làm bộ vui vẻ mặt đối mặt với gã có đôi lông mày xích. Trên mặt của hán tử không có chút biểu hiện khác thường, nhưng trong lòng đang hân hoan vui sướng, bàn tay phía trong cánh tay áo khẽ động, những chiếc phi đao màu lam gần như trong suốt xuất hiện, chuẩn bị chờ đợi đối phương bị võng tơ khống chế sẽ lập tức phi đao, một đao giết chết đối phương. Nhưng khi mắt thấy chiếc võng tơ chỉ còn cách đỉnh đầu gã mập kim chưa đầy một gang, một cảnh tượng khiến người ra kinh ngạc xuất hiện. Bịch một âm thanh vang lên chói tai, từ trong búi tóc của gã béo kim linh quang phóng ra, bỗng nhiên cuồn cuộn bay ra một màn ánh sáng chói lòa màu vàng, ngưng tụ lại một ít rồi dường như biến thành một cánh tay lớn màu vàng, tóm gọn lấy chiếc võng màu xanh. Phía dưới mũi nhọn kim quang lục mang phát ra những âm thanh dạn nứt quái dị. Kim lão ma, thì ra là ngươi, minh lão quái, ngươi quả nhiên cũng tự mình suốt chiêu sao. Hai người hai tiếng nói hoàn toàn khác nhau, đồng thời cùng từ trong lục mang và kim quang vọng ra, chỉ là một người có chút ngạc nhiên, một người trái lại vốn đã có tính toán trước. Lập tức trong không trung cánh tay lớn màu vàng và chiếc võng màu xanh đồng thời tách ra, bắn ra, đường kiếm ánh sáng mở mịt, vẫn lần lượt hóa thành một con tiểu dao màu phỉ thúy và một người nhỏ bé chỉ cao chừng nửa thước. Con tiểu dao đó thì chẳng vấn đề gì, chính là một phần hóa thân của sư phụ tế luyện của người có đôi lông mày xích. Nhưng người nhỏ bé chỉ cao tầm nửa thước lại đáng chú ý, căn bản là không nhìn thấy rõ chất nào. Chỉ có thể cảm nhận ẩn hiện, dường như dáng vẻ của một người không còn trẻ. Phân hồn thuật, minh lão quái người dám phái cả phân hồn độ kiếp dùng để trốn tránh kiếp trời tới, không sợ có quả báo, đại kiếp lần sau sẽ không cách nào vượt qua được sao. Tiểu Giao màu phỉ thúy hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào kẻ bé nhỏ phía đối diện lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, điểm này không cần Minh Đạo Hữu quá quan tâm. Tên tuổi đẳng cấp như thế nào của Thiên Bảo Thượng Nhân năm nào, bảo vật vì thân uy chấn hai tộc trên vạn năm nay chỉ cần đạt được hai ba cái thì việc độ kiếp sau này khỏi cần lo lắng suy nghĩ. Đạo Hữu không phải cũng phái một hóa thân tới đây hay sao? Người bé nhỏ cất tiếng cười khẽ nói một cách không quan tâm. Làm thế nào người biết được chuyện của Thiên Bảo Thượng Nhân? giao long màu phỉ thúy trong lòng thấy cả kinh lớn tiếng quát lúc này kim mập và gã lông mày sách đứng bất động tại chỗ vẻ mặt hết sức cung kính không mảy may dám chen ngang câu chuyện tại sao tại hạ biết đạo hữu không cần tìm hiểu những minh đạo hữu yên tâm biết được chuyện này chỉ có tại hạ và đạo hữu mà thôi tuyệt đối không có thêm người thứ ba nghe được phong thanh về nó chi bằng chúng ta cùng hợp lực đồng tâm lấy bảo vật thì thế nào người bé nhỏ cười gian xảo hắc hắc đề nghị như vậy Cùng nhau cướp bảo vật, nếu ngươi thật sự biết được đầu mối cụ thể, hà tất còn cần hợp tác cái gì?" Phỉ Thúy tiểu giao lạnh lùng phá lên cười. Quả thực, Kim Mỗ quay lại đợi tiểu đồ mới ra tay, thông tin đạt được có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng chỉ có những thứ cụ thể minh huynh biết mới chính xác, người bé nhỏ thản nhiên nói. "Ngươi đang uy hiếp ta đó sao?" Phỉ Thúy tiểu giao lạnh lùng như băng nói. "Kim Mỗ sao dám làm ra những việc như thế chứ? Tại hạ nói ra việc hợp tác, chỉ đơn giản là có những đồ vật có sự trợ giúp của đạo hữu tìm kiếm bảo vật, chúng ta bình đẳng, lại không phương hại đến hòa khí đôi bên, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao?" người bé nhỏ cúi đầu lắc lắc, khoát tay cuống quyết. "Ngươi, Xuyệt, có người đến." Thủy Phí Giao Long nén cơn giận dữ, đang định nói gì, đột nhiên biến sắc, đột nhiên giơ tay hướng lên nơi nào đó trên trời nhìn theo. "Không riêng gì Phỉ Thúy Giao Long," người nhỏ bé màu vàng đôi mắt cũng chợt lóe lên, hướng về cùng một hướng đó dò xét ánh sáng cũng tối xuống như bóng đêm xem ra chắc chủ nhân của mảnh đất đã trở về, tính toán thời gian cũng không còn bao lâu nữa, đạo hữu có hợp tác hay không nên nhanh chóng quyết định đi. Nếu không để sự việc vỡ lở ra thật, sẽ kinh động mấy lão quái vật ở Thành Thiên Uyên, e rằng chúng ta đều sẽ công cốc tay trắng đấy. Theo như quy định Thành Thiên Uyên, phàm là linh vật được phát hiện trên linh địa đều thuộc về chủ nhân của linh địa, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Người bé nhỏ màu vàng khẩu khí thở ơ, cũng biến đổi trở nên nghiêm trọng. Phỉ thúy giao lòng mắt long lên khẽ chút dao động, thở dài một tiếng, mới bất đắc dĩ nói vài lời. Thôi được, việc hợp tác minh mẫu có thể tạm thời đáp ứng, nhưng chia chắc bình đẳng thì tuyệt đối không được. Điều kiện hợp tác cụ thể, chúng TS sẽ tìm một nơi khác bàn bạc cụ thể. Ở đây không thể lưu lại lâu thêm nữa. Nghe tiểu đồ nói, người này dù chỉ là hóa thần tu sĩ, nhưng sức mạnh có lẽ không đơn giản. Đừng để hắn phát hiện sự tồn tại của chúng ta. Ha ha, có câu nói này của đạo hữu là được rồi. Ta đi trước đây gã bé nhỏ màu vàng hài lòng gật đầu, một tay cua nắm lên không chung, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc ô màu tía. Nhẹ thoáng một cái, chiếc ô chợt hóa thành một vầng sáng màu tím, thoáng cái đã che kín gã mập kim ở bên dưới vào trong nó, sau đó lóe một cái, hai người đều tan biến vào không chung không còn thấy đâu nữa. Tử phong tán, kim lão ma quả nhiên đến bảo linh đẳng cấp như vậy cũng có thể lấy ra, xem ra lần này đã có chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta cũng đi thôi phỉ thúy giao long nhìn thấy chiếc ô màu tím thì ngẩn ra trong lòng buồn bực nói với gã có lông mày xếch một tiếng vừa mở miệng cũng phun ra một cây tiểu phiên ngũ sắc chiếc phiên này quay tròn tròn vừa chuyển mình xuống phía dưới biến hóa ra đám mây ngũ sắc sau khi cuốn hai người nhập thành một chui vào dưới đất không còn thấy tung tích bóng dáng nơi đây bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh vô cùng dường như giống như từ khi bắt đầu tới giờ không hề có người qua lại sau khi đấu một trận một ánh sáng thanh quang từ nơi rất xa trên trời lóe lên bắn rất nhanh hạ. Trong ánh sáng bước ra một người thanh niên mặt mũi bình thường. Đó quả nhiên chính là Hàn Lập. Khi thanh quang bay đến sát đất trên không trung, một vầng hư không lân cận vây quanh cũng như xoay vần. Tiếp theo quang mang nhất kiếm, thân hình Hàn Lập như tựa vào nơi trống trải trôi nổi trên không trung. Sau khi hướng mắt nhìn về bốn phía, trên mặt ẩn hiện nét nghi hoặc. Hắn mới mơ hồ cảm thấy, ở đây dường như có linh khí dao động của sự tranh đấu, dù rằng còn rất mỏng manh yếu ớt, chỉ chấp lóe rồi biến mất nhưng tuyệt đối không sai vừa mới đây ở đây có sự giao đấu của người bé nhỏ và phỉ thúy giao long dù rằng là luyện hư tu sĩ nhưng rốt cuộc một người là thân thể của phân hồn một người là thân thể của hóa thân mà hàn lập tu luyện đại diễn quyết thần thức rất mạnh thậm chí còn trên cả hóa thần sơ kỳ đại thành tu sĩ chỉ kém hơn chút so với luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi vì thế bọn họ dù động tác có rất nhanh nhưng vẫn bị hàn lập phát hiện sự khác thường của nơi này ở đây mới tức thì tăng tốc đọ đọn thổ lên nhiều lần nhưng xem ra vần chậm một bước Hàn lập vội bỏ thần niệm, nhanh chóng kiểm tra một lượt thật cẩn thận những nơi lân cận nhưng chẳng có chút thu hoạch nào. Sắc mặt hắn đột nhiên xa sầm, không biết suy tính gì lặng lẽ trong không trung bao lâu, Hàn lập đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, đi thẳng về phía động phủ của mình. Lúc này, sớm đã độn thổ đi xa tới ngoài vạn dặm là phỉ thúy giao long và gã kim sắc, đương nhiên không biết rằng hành tung mình đã bại lộ, đang tụ tập trên một ngọn núi nhỏ, một nơi không người qua lại nào đó, bắt đầu thương lượng việc bắt tay đoạt bảo vật. Và lần này, Hàn Lập khi phong bế động phủ, khi đó vừa phải cấm mở cửa những nơi gần động phủ, sau khi thu dọn mọi thứ, sẽ đi vào trong phòng tu luyện trong động phủ. Hàn Lập lần này tiến vào cảnh giới phải mất 3 ngày ba đêm, từ khi đi vào thêm lúc xuất ra, trong tay đa suốt một gian pháp bàn cổ quái hình tám góc, ánh sáng bạc chói lòa, rực rỡ, mà chữ vật trong tay cũng đồng thời đa suốt các viên ngọc đa màu sắc vô vàn hạt sáng lớn nhỏ. Những viên ngọc châu này bên ngoài tròn bóng ấm, mặt ngoài dĩ nhiên phân biệt rất rõ ràng ấn từng viên hoặc ký hiệu màu bạc, đúng là loại ký hiệu của tiên giới ngân khoa văn. Những điều này là khi Hàn Lập còn ở nhân gian, lãnh ngộ được phù chủ của trang giấy lấy cắp được của sách kim khuyết ngọc. Sau khi nói xong, từ trong đó một loại phù lê chung, thêm diễn hóa, tự mình tạo ra một loại vạn lung châu pháp khí đặc thù. Loại pháp khí này dù tu luyện không khó và không có bất cứ khả năng tấn công hay phòng thủ nào, nhưng sau khi kết hợp cùng hạnh khẩn ngọc thư thượng, trái lại có thể giám sát phạm vi lớn khoảng tầm 10 dặm hình tròn có các viên ngọc là trung tâm. Chỉ cần trong phạm vi giám sát đó có bất cứ linh khí biến động nào, dù là cách xa ngoài trăm vạn dặm, Hàn Lập vẫn có thể thông qua pháp bàn lập tức phát hiện hầu hết các vị trí. Đương nhiên loại giám sát này, không phải chỉ cần đem ngọc báu chân tùy tiện xuống dưới đất, là có thể giám sát tất cả. Nó không những cần đem trận bàn bài trí trong một pháp trận đặc thù, những vị trí vạn lung châu đã trôn giấu cũng phải lấy trung tâm làm pháp bàn, cùng hỗ trợ cho nhau, cần hình thành một pháp trận to lớn phức tạp khác thường mới được. Pháp trận này lớn hay nhỏ, đương nhiên phải xem châu báu chôn cất dưới đất đai của Hàn Lập bao nhiêu mà tính toán. Thông thường mà nói, nếu đem cả miếng linh địa nhập vào trong trường khống, chỉ tiêu hao linh thạch mà không một người bình thường nào có thể có mức tiêu hao ấy được. Cho dù có dựa vào thân gia của Hàn Lập, thì loại giám sát pháp trận một khi đã được kích thích sẽ không thể ngừng lại, không tính số năm tháng cũng có thể khiến toàn bộ số linh thạch trên người Hàn Lập tiêu hao trắng tay. Chương 1341, lôi bảo hiện thế. Hàn Lập đã từng lưu tâm tới mối quan hệ của Thiên Uyên Thành cùng Ngân Khoa Văn liên quan tới việc thiết kế cấm chế, hắn phát hiện mặc dù có mấy loại cấm chế có công năng tương tự Vạn Lung Châu hắn chế ra nhưng không có khả năng ẩn giấu khéo léo như vậy. Trừ phi có thần niệm mạnh hơn hắn nhiều lần cẩn thận kiểm tra mặt đất, nếu không dù bản thân có quản chế thì cũng không thể phát hiện ra điều bất thường. Cho nên loại pháp khí này tuy luyện chế đơn giản nhưng thực sự độc nhất vô nhị. Đương nhiên nói loại này đơn giản cũng chỉ nói tương đối mà thôi. Nếu không tinh thông tàn trang phù lê đạo thì không thể chế ra pháp khí như thế. Trước kia khi ở nhân giới, Hàn Lập cũng đã từng muốn chế tạo một bộ nhưng các loại vật liệu ở nhân giới đã bị tiêu diệt sạch, hắn đành hữu tâm vô lực mà thôi. Năm đó hắn ở phường thị trong Lạc Nhất Thành, trong lúc vô ý phát hiện bộ tài liệu quan trọng này, lại không đắt lắm, ngay tức khắc hắn động tâm, nhân tiện mua ngay bộ tài liệu chế cấm chế đó. Hiện tại xem ra đó là việc làm đúng đắn hắn đã biết thực sự có người đang lén lút mưu đồ gì đó. Đương nhiên không thể không làm gì đó, bất kể xử lý như nào, điều quan trong trước tiên là phải theo dõi đối phương. Hàn lập hóa thành một đạo cầu vòng thanh sắc rời khỏi động phủ, dùng động phủ làm trung tâm, đem chữ vật vòng tay luyện chế vô số vạn lung châu dựa theo quy luật nhất định, dùng thi pháp chôn vùi trong lòng đất. Dựa vào độn tốc của hắn, sau nửa non công phu, cơ hồ 2 phần 3 linh địa đã được vô thanh vô tức thiết hạ cấm chế sau đó Hàn Lập thản nhiên quay về động phủ, ở đại sảnh giữa động phủ, hắn tự tay bày một pháp trận cổ quái, đem bát giác pháp bàn đặt ở mắt trận. Sau đó hắn đem hơn 10 khối linh thạch cao dài khảm nhập bốn phía trận pháp, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong đó, kích phát tòa pháp trận. Sau một hồi âm thanh vù vù vang lên, cả tòa trận pháp nổi lên từng trận bạch quang. Sau đó chấp động ở giữa bạch mang, bát giác pháp bàn đột nhiên hiện ra một tầm sáng màu bạc. Trên mặt quầng sáng có nhiều điểm bạch quang chấp động không ngừng, cơ hồ tê quầng sáng giải rộng ra xung quanh ánh mắt hàn lập đảo qua quầng sáng trên hắn cảm thấy hài lòng lúc này hắn mới cúi đầu đi tới mật thất tuy rằng hắn không biết thâm nhập linh địa là loại người nào nhưng gần như chắc chắn có liên quan với điếu mi hán tử đã từng tranh giành linh địa trước khi nắm được những thông tin của chủ mưu hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất là âm thầm quan sát một thời gian hiện tại hắn chuẩn bị tìm hiểu thần lôi bí văn kia đồng thời chế luyện mấy miếng kim khuyết ngọc thư tản phá ngân khoa văn linh phù đương nhiên lúc này còn cần một số linh dược trợ giúp, đồng thời chế luyện ngọc thanh đan. Hàn lập tiến vào mật thất, khép cửa lại, bước tới giữa phòng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn khoát tay vùng chữ vật vòng tay, thanh quang nhất thời chấp động, một miếng ngọc giản, một khăn gấm màu vàng, một miếng viên châu hiện ra. Trước tiên Hàn lập đem thần thức xuyên vào trong ngọc giản, nhìn qua tất cả lôi văn đồ án một lần, hắn dùng tay vuốt ve cẩm pha màu vàng trên người. Sau khi suy nghĩ hắn tung gấm pha lên, quay tròn trên không trung sau đó hàn lập không chút nghĩ ngợi hắn hé miệng nhất thời một hỏa cầu đỏ đậm bay ra ngoài va chạm với kim cổ trên kết quả hào quang chợt lóe lên hỏa cầu thổi phù một tiếng rồi tự mất đi gấm pha dĩ nhiên không hao tổn gì lông mày hàn lập nhíu lại ngón tay hắn hướng về phía khăn gấm một đạo băng chùy trong suốt lại bắn nhanh ra ngoài kết quả linh quang chớp động giữa không trung băng chùy biến mất sắc mặt hàn lập hiện ra sự ngạc nhiên chẳng lẽ khối lôi văn vật này không sợ ngũ hành lực nghĩ thế ngón tay trái hàn lập lại bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng. Một âm thanh nhỏ vang lên, khăn gấm dễ dàng bị chém làm hai đoạn, hóa thành vô số sợi tơ vàng mảnh bắn ra mãnh liệt. Hàn lập nhíu mày, đầu tiên là gật dầu sau lại lắc đầu. Hắn quay đầu, bắt đầu nghiên cứu lại hạt châu màu vàng trong tay. Trong hạt châu này ẩn chứa lôi điện lực, có vẻ cuồng bạo khác thường. Sau nửa canh giờ trong mật thất đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường mật thất vốn bị tầng tầng cấm chế bao vây bỗng nhiên vỡ vụn lập tức một đạo kim hồ to bằng chén cơm mãnh liệt tuôn ra theo hình cầu vồng, kim quang đan vào nhau lóe lên, giống như vô số kim xà đang nhảy múa loạn bậy. Đúng lúc này kim quang ở trung tâm phát ra một đạo âm thanh, lập tức một tòa núi nhỏ đen tuyển hiện lên, tiếp theo khắp ngọn núi nhỏ phát linh quang. Ở phía dưới quần sáng mờ, tất cả kim hồ khắp xung quanh đã trở thành hư không, nguyên từ thần quang ở không trung bị ngưng tụ thành một dao điện màu vàng. Dao điện lắc đầu vẫy đuôi, giấy ruộng không ngừng, tựa như muốn thoát ra mà bên dưới ngọn núi nhỏ ngoại trừ chỗ hàn lập ngồi xếp bằng trong phạm vi gần một trường còn lại tất cả đều trống rỗng xuất hiện năm sáu cái rãnh sâu cạnh hàn lập ở trung tâm có một cây cột đá trơ trọi thoạt nhìn thập phần quỷ dị hàn lập ngẩng đầu nhìn ngọn núi trên không trung và giao điện màu vàng sau đó hắn quay nhìn xung quanh sắc mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ lôi văn châu thực sự có uy lực không chỉ phát huy uy lực của tịch tà thần lôi lên gấp bội vừa rồi nếu không phải mình trước tiên dùng nguyên từ thần quang bảo vệ toàn thân chỉ e ngay cả mình cũng bị cuốn vào bên trong năng lượng của lôi văn châu. Nếu có thể ngưng tụ vài viên, cần gì phải dùng pháp bảo gì đó, cái này thực sự khác biệt, có thể dễ dàng đánh chết đối thủ ngang tài ngang sức hàn lập âm thầm nghĩ. Thế nhưng xác suất thành công của loại lôi châu này không cao, dù hắn có tịch tà thần lôi cũng không có thể dùng toàn bộ một lần để ngưng tụ châu này. Thế nhưng nói tới lôi điện lực, hắn tựa hồ không chỉ có mỗi tịch tà thần lôi, lòng hàn lập khẽ động, hắn há miệng ra, một đạo thanh quang phun ra, ở giữa thanh quang có một cổ sắc tiểu đình, đúng là hư thiên bảo đình. Hàn lập không chậm trễ, một tay hắn sờ đỉnh đầu, bỗng nhiên một cỗ quang hà mờ mịt phun ra, bỗng chốc vây núi nhỏ màu đen và giao điện vào giữa, kéo xuống một chút. Dưới tác dụng của cấm chế, giao điện màu vàng nhất thời không thể kháng cự, rơi thẳng xuống, hàn lập dùng ngón tay khẽ điểm vào thân tiểu đỉnh. Âm thanh vù vù nhất thời nổi lên, nắp đỉnh vừa bay ra, quần sáng mở đẩy giao điện vào trong tiểu đỉnh, sau đó tự tan vỡ biến mất tay trái hàn lập hướng về núi nhỏ trên không trung ra chiêu thu vào trong cơ thể. Về phần hư thiên đỉnh, hắn không nóng ruột thu hồi, mặc kệ tiểu đỉnh không ngừng xoay tròn trên đầu. Hàn lập nhíu mày nhìn quanh cảnh bừa bộn xung quanh, hắn giơ tay thả ra một con vượn hình nộm cao hai trượng, thổi một luồng thần niệm, sau khi phân phó lưu lại hắn không quay đầu, đi vào mật thất sự phòng. Hư thiên đỉnh, đơn giản bập bình theo sau hắn, một tấc cũng không rời. Vào trong mật thất mới, Hàn lập một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, vẫy tay về hướng tiểu đỉnh. Vù một tiếng, hư thiên đỉnh bay tới trước mặt hắn. Hắn bấm thông bảo quyết, tiểu đỉnh phát ra thanh quang, lập tức hình dạng trở nên to gấp 10 lần, gần một trường. Cảng một tiếng vang lên, ngón tay hàn lập hướng tiểu đỉnh hư không bắn ra. Trong đỉnh đột nhiên truyền ra từng trận lôi minh chi âm, một đoàn đầu lô khác nhau phóng ra phát ra điện quang kinh người. Trong đỉnh âm thanh chuyển động không ngừng, tựa hồ có rất nhiều lôi đoàn trong đó đúng là Hàn lập khi trải qua tiểu thiên kiếp đã thu lấy thiên lôi hai màu vàng bạc. Uy lực của lôi điện không dưới tịch tà thần lôi, hơn nữa số lượng đông hơn, cũng đủ cho Hàn lập thí nghiệm và chế thử lôi văn vật. Hàn lập hít một hơi thật sâu, mười ngón tay nhắm lôi đoàn bắn ra không ngừng, thần niệm như thủy triều khổng lồ tuôn ra. Trong âm thanh ầm ầm lôi đoàn màu bạc nhất thời hóa thành vô số tia điện màu bạc. Thời gian trôi đi trong nháy mắt Hàn lập đã bế quan trong mật thất được hơn nửa tháng. Vào một ngày trận pháp bát giác pháp bàn bố trí ở đại sảnh đột nhiên phát ra một lõi âm thanh, trận pháp phun ra quầng sáng màu bạc, trong lúc đó ngân quang không ngừng phóng ra. Cánh cửa mật thất vẫn đóng kín lập tức mở ra, từ bên trong một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh ra, sau khi lóe lên vài, xuất hiện như quỷ dị ở giữa đại sảnh. Hào quang chợt tắt, hàn lập mặc trường bào màu vàng và bạc hiện ra. Trường bào thoạt nhìn rất bình thường, nhưng toàn thân ẩn hiện hai đạo kim ngân ngân phù văn, lộng lẫy dị thường sắc mặt hàn lập vẫn như thường, tay hắn chợt vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một trường bào màu xanh khác, bay lên thân thể hắn, che kín ngân bào. Sau đó hắn tiến lên vài bước, đi vào bên trong trận pháp, hai mắt chợt lóe lên nhìn vào quầng sáng màu bạc trong không trung. Chỉ thấy ở một góc quầng sáng màu bạc đó đột nhiên có bốn quang điểm màu sắc khác nhau, hướng màn bạc ở trung tâm di chuyển tới. Trong mắt hàn lập hiện hàn quang nhưng hắn vẫn yên lặng theo dõi màn bạc. Nhưng khi bốn quang điểm này ngày càng cách xa động phủ, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Một lúc lâu sâu, bốn quang điểm đã cách xa động phủ hai, ba ngàn dặm, đột nhiên dừng lại, sau đó tản mát ra, bắt đầu xoay chuyển xung quanh, có vẻ không tiến lên được. Nhìn thấy cảnh này, hàn lập sờ sờ cầm, rốt cục hắn đã phản ứng. Tay áo hắn bỗng nhiên rung lên, hơn 10 phế kim trùng to bằng nắm tay trẻ con bắn nhanh ra, xoay tròn quanh đỉnh đại sảnh rồi, gào rít một tiếng bay ra cửa phòng, mất dạng. Hàn lập nhìn thật lâu quầng sáng vài lần, rồi hắn rời đại sảnh đi vào mật thất. Hắn cởi thanh bào trên người, lại lộ ra trường bào hai màu vàng, bạc thần bí kia, ngón tay hàn lập nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, mặt tươi cười. Cái lô bào này là hàn lập thấu hiểu lôi văn, cơ hồ hắn đã dùng hết hơn phân nửa thiên lôi hư thiên đình, tỉ mỉ luyện thành công. Lôi bào này có hơn 10 loại lôi văn phù, chỉ cần đồng thời kích phát, điều thần diệu là chỉ cần mốt đòn có thể giết chết đối phương. Về phần lôi văn châu kia, hắn cũng đã một hơi cô động hơn 10 khỏa, nếu cũng nhau đánh ra chỉ e luyện hư tu sĩ chỉ có thể tránh được ba bước. Kể từ đó, cơ hồ trong một đêm, thực lực của Hàn Lập tăng thêm rất nhiều. Yên lặng, cân nhắc trong chốc lát, Hàn Lập lại mặc thanh bào vào, tay hắn hướng chữ vật vòng tay phất một cái, lát sau hiện ra một nhũ ngọc bài lớn cỡ bàn tay. Vật đó chính là miếng kim khuyết ngọc thư tàn khuyết, chương 1342, cha xét, trước kia đã từng sử dụng qua thái nhất hóa thanh phù, thông qua tìm hiểu cách luyện chế đã chế ra vạn lung châu cửu cung thiên càn phù cùng với một loại tên là giáp nguyên phù phù hình con rối. Cuối cùng là một loại phù toản, loại phù toản công kích hiểu thương phù duy nhất ghi lại trong tàn trang chung. Thái nhất hóa thành phù coi như bỏ qua, thông qua vị yệp phân thân thánh thú tìm hiểu ngọc giản, Hàn Lập đã muốn nắm giữ thất thất bát bát, tuy rằng xác suất thành công cực thấp, nhưng chỉ cần cam lòng tiêu phí một lượng lớn vật liệu thì vẫn có thể luyện chế được. Cửu cung thiên càn phù vốn là một loại tiên gia phù toàn dùng vây địch, hắn chỉ tìm hiểu một nửa, chỉ dựa vào sự tìm hiểu đó đã nghiên cứu chế tạo ra pháp khí đơn giản vạn lung châu này. còn hai loại sau nguyên phù cùng thiên phù lúc trước hắn cũng không hiểu rõ ràng. chẳng qua khi hàn lập ở phường thị của thiên châu thành xem xét thành phần của ảnh khôi lỗi phù toàn duyên cơ xảo hợp lĩnh ngộ hiểu ra mấu chốt của giáp nguyên phù. dựa vào khả năng khôi lỗi không kém, sau này tiếp tục nghiên cứu, chưa hẳn đã không thể tìm hiểu được cái gì. cuối cùng là loại thiên thương phù là một loại phù toàn có tính chất công kích. Mặt trên ghi lại khởi động phù này có thể huyễn hóa ra một lưỡi dao thiên thương chân tiên giới, uy lực to lớn có thể đủ để khai mở đại dương. Nhưng loại phù toàn này thâm ảo dị thường, Hàn Lập lại chỉ có hóa thần kỳ tạo nghệ, hắn thật sự không có đầu mối, không có cách nào tìm được cách chế luyện. Hàn Lập vuốt ve ngọc bài, yên lặng cân nhắc sự việc. Trong Thiên chắc Thành, có vô số cao giai tu sĩ, pháp lực thần thông hơn xa hắn, vì tự bảo vệ mình hắn đương nhiên chuẩn bị bảo mệnh càng nhiều càng tốt nhưng đáng tiếc hơn phân nửa trong bốn loại phù tọa ẩn hắn không thể luyện chế vào lúc này. Hắn chỉ có thể chế luyện thái nhất hóa thanh phù, ngay cả luyện hư tu sĩ cũng hiểu biết. Nếu như hắn có thể chế ra một trong hai loại đó trong những trường hợp nhất định chắc chắn sẽ có tác dụng. Phù toàn còn lại không cần nóng vội, sau này hắn chậm rãi nghiên cứu lĩnh ngộ là được. Trong lòng nghĩ thế, cổ tay hàn lập rung lên, chữ vật vòng tay phóng ra mặt đất một đại thanh hà, sau khi hào quang tắt, nhất thời trên mặt đất xung quanh có một đám lớn hộp gấm, hộp ngọc kích cỡ không dều nhau, còn có một ít bình, lọ nữa. Một tay hàn lập hướng mặt đất đánh ra một chảo hư không, một cái hộp gấm lập tức bay vụt lại. Hắn mở nắp hộp ra bên trong lộ ra một loại da thú vô danh màu hồng, linh quang ngoài mặt lè lẹt nhìn qua cũng biết không phải yêu thú vật tầm thường. Hàn lập không nhìn miếng da thú, hắn ném lên trên không trung, đồng thời há miệng ra. Hi, hi một tiếng, một đoàn linh quang dọc rách bao vây miếng da thú vào giữa. Hai tay bấm niệm thần chú, trong nháy mắt linh quang đại biến bỗng chốc biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm bóc cháy rừng rực một màn quỷ dị xuất hiện tấm da thú xích diễm không hóa thành cho tàn ngược lại phát ra một loại linh quang mặt ngoài dần trở nên trong suốt lúc này hàn lập lại chỉ tay vào mấy cái hộp ngọc cái hộp đó lập tức tự mở ra từ bên trong bay ra vài luồng bột phấn màu sắc khác nhau tất cả chợt lóe lên bay vào trong ngọn lửa đùng một tiếng vang lên bột phấn hóa thành linh quang đủ màu nhập vào mặt trên tấm da thú mặt ngoài tấm da thú trong suốt lập tức chấp động phát ra quang mang lộng lẫy dị thường mười ngón tay hàn lập không ngừng pháp quyết hai mắt nhắm lại bỗng nhiên trong mật thất phát ra ngoài một tiếng nổ dữ dội cùng với một loạt âm thanh khác hai tháng trôi qua mau trong thời gian này cứ cách mấy ngày trong mật thất lại truyền ra một tiếng nổ nặng nề lặp lại như thế vài chục lần sau mới hoàn toàn yên lặng sau nửa tháng cánh cửa mà thất đột nhiên mở ra hàn lập nhíu mày từ bên trong đi ra sau một khắc hắn đi thẳng tới đại sảnh Tán pháp trận ở đại sảnh còn đang tản ra linh quang nhàn nhạt, nhạt, theo bát giác pháp bàn phun ra quầng sáng màu bạc nhưng ảm đạm. Quang điểm biểu hiện ở mặt trên cũng mơ hồ, không rõ ràng. Hàn lập vừa thấy thế hắn không chút do dự thay cao dai linh thạch ở bốn phía trận pháp, sau đó hắn lại kích phát trận pháp. Bất giác trên pháp bàn phóng ra mục ngân mang, ngay lập tức màn sáng bạc trở nên rõ ràng. Ánh mắt hàn lập đảo qua quang nghiên sơn, sắc mặt lại âm trầm. Lúc trước phóng ra bốn quang điểm, bây giờ chúng lại tụ tập vào nhau, hơn nữa chỉ còn cách động phủ của hắn 400 dặm. Sở dĩ hắn rời khỏi mật thất là vì thứ nhất hắn đã chế luyện thành công một cái thái nhất hóa thanh phù. Thứ hai hắn đã phái ra mấy vệ kim trùn để giám thị, bây giờ không hiểu sao một con biến mất. Không biết là bị vây ở trong hay đã bị đối phương giết chết. Trước đây thông qua thôi thục linh dược nguyên anh đệ nhị phụ trách động phủ, Hàn Lập đã biết quan điểm đại diện cho tu sĩ đã dừng lại ở đó mấy ngày rồi. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm được mục tiêu? Hàn Lập rất sốt ruột, một lát sau hắn bỗng khoanh chân ngồi xuống chưa quầng sáng lẳng lặng nhìn quầng sáng màu bạc không nói gì liên tiếp như vậy ba ngày quang điểm vẫn đứng nguyên một chỗ không tản ra cuối cùng vào buổi sáng ngày thứ tư hàn lập khẽ thở dài đứng lên xem ra chính hắn không đi xem qua một chút không được hắn mặc kệ bọn họ có mục đích gì vạn nhất có chuyện gì xảy trong linh địa của hắn hắn có thể ẩn trốn trong động phủ của mình hoặc cũng có thể giải trừ tai họa dù sao khoảng cách mấy trăm dặm đối với tu sĩ mà nói chỉ trong chớp mắt có thể đi tới mấy người kia chỉ quanh quẩn một chỗ làm cho hắn không thể an tâm tiếp tục tu luyện vì thế hắn quyết định tự mình đi giám thị đương nhiên nếu thật sự có lợi hắn cũng có thể đục nước béo cỏ một phen hắn cũng không ngại ngần khi làm điều đó từ khi hắn tiến vào linh giới hơn nữa sau khi giao thủ với luyện hư tu sĩ dù không địch lại thì việc bỏ chạy cũng không có vấn đề gì đặc biệt hắn vừa mới cô động được lôi bào và lôi văn chi châu Luyện chế thành công một cái thái nhất hóa thanh phù, đương nhiên hắn tự tin hơn vài phần. Mà bốn người đó không phát hiện ra bị Vạn Lung Châu giám sát, trong đó tuyệt đối không thể có tu sĩ hợp thể kỳ. Chính vì vậy sự kiêng kỵ trong hắn giảm đi mấy phần. Trong lòng tính toán như thế, thanh quang bao phủ khắp người hắn, hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc, bay ra khỏi đại sảnh, bay thẳng ra ngoài động phủ. Sau khi ra khỏi động phủ, độn quang xoay tròn, hàn lập lẩm nhẩm trong miệng, thanh sắc bắt đầu nhạt rồi trở nên trong suốt. Loại độn thuật ẩn nấp này tuy bằng không bằng một hóa thanh phù trực tiếp hóa thành hư vô, nhưng nếu không cẩn thận dụng thần niệm kiểm tra cũng sẽ không phát hiện ra được. Dùng để yên lặng đuổi theo thì cũng không sao cả. Ngay sau đó Hàn Lập khống chế độn quang, hướng chỗ quầng sáng phóng đi. Khoảng cách mấy trăm dặm, dựa vào tốc độ độn quang của Hàn Lập, tốc độ cao nhất chỉ cần một lát công phu là đuổi tới nơi. Nhưng cho dù Hàn Lập cố ý hạ thấp tốc độ, che giấu hành thích từ từ bay tới, nhưng cũng chỉ sau thời gian uống cạn tuần trà liền tiếp cận bên kia khi tới cách mục tiêu không xa lắm hàn lập lặng lẽ hạ độn quang tới linh quang quanh người chợt lóe biến thành màu vàng rồi đột một hạ xuống đất hắn dùng thổ đôn thuật tiếp tục tiến lên trong khi tiến lên hai tay hàn lập bấm niêm thần chú thu tất cả hơi thở thoát ra ngoài nhưng khi bí mật tiến được hơn 10 dặm bỗng nhiên hàn lập dừng độn quang lại hai mắt chấp chấp trong miệng thầm niệm vài câu khẩu quyết trong thổ thạch đen tuyền đột nhiên xuất hiện máy kim quang chấp động tiếp theo mấy vệ kim trùng bắn nhanh ra sau khi lóe lên chui vào biến mất trong ống tay áo của Hàn Lập. Số phệ kim trùng vừa bám trên người, thần niệm thu hồi lại, ánh mắt Hàn Lập nhìn đảo nhanh mấy cái, mắt hắn hiện ra tia cổ quái. Bọn họ quả nhiên đang tìm vật gì đó, chẳng qua muốn tìm vật gì ở chỗ này làm không ai có thể nghĩ tới. Những người này nếu phát hiện phệ kim trùng cũng giết chết luôn, chính vì vây mới thiếu một con. Xem ra thật sự có tu sĩ cấp luyện hư Hàn Lập thì thào nói với chính mình, cúi đầu cẩn thận suy xét. Bỗng nhiên hắn phất vòng tay chữ vật một cái, nhất thời linh quang chợt lóe, phù toản màu tím xuất hiện trong tay hắn. Mặt ngoài phù tỏa lóe sáng, chi chít nhân văn chấp động, đúng là thái nhất hóa thành phù gần đây hắn đã chế luyện ra. Phù toản lần này không giống với lần trước, lần này vô luận là tài liệu hay phương pháp luyện chế họ ẩn toàn dựa theo phương pháp ghi trên tàn khuyết ngọc, uy lực đương nhiên hơn xa bán thành phẩm lần trước. Hàn Lập không chắc tới gần có bị luyện hư tu sĩ phát hiện ra không vì thế tuy có chút tiếc rẻ hắn vẫn quyết định dùng phù toản mới chế luyện đem thân thể hóa thành hư vô, tiến gần tới xác định thân phận cùng tu vi của bốn người đó. Tuy rằng phù toản quý hiếm, nhưng sự an toàn của cái mạng nhỏ của hắn, Hàn Lập đương nhiên sẽ không keo kiệt bất kỳ cái gì. Hơn nữa thái nhất hóa thành phù lần này không giống với bán thành phẩm lần trước, chẳng những uy năng hơn xa lần trước, hơn nữa hiệu lực chưa bị tiêu hao hết vẫn có thể dùng lại. Phù tiết màu tím mở tung ra, Ngân khoa văn chói lọi hiện ra vây quanh, nhảy múa xung quanh người Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hi, hi mấy tiếng nhỏ vang lên, phù văn hóa thành từng đoàn ngân vụ, trước mắt đã bao phủ Hàn Lập vào bên trong. Một lát sau ngân vụ tan hết, nhưng ngay chỗ đó lại trống không, không có người. Trang sách đã ghi lại tuy không đầy đủ các loại phù triện nhưng có ghi lại bốn loại phù triện lùi ẩn thân hóa thành hư vô. Hàn Lập cơ hò trong phút chốc cảm nhận được thái nhất hóa thanh phù lần náy khác với bán thành phẩm lần trước. Giờ phút này hắn vẫn có thể điều động pháp bảo trong cơ thể cùng một lượng lớn linh lực. Đương nhiên điều động thì chỉ là điều động, một khi sử dụng bảo vật gì hoặc thi triển công pháp quá lợi hại chỉ e uy năng của phù toàn sẽ tự bị phá hủy. Nhưng dù như thế Hàn Lập Vãn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Ít nhất ở trạng thái hư vô, hắn có lợi thế phát động công kích trước. Vì thế hắn thúc giục pháp quyết, thần hình hắn lập tức bay về phía trước. Sau khi phi độn về phía trước mấy dặm, thân hình Hàn Lập bắt đầu chậm chậm bay về phía trước. Chương 1343, Không gian không hiểu. Hàn Lập vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt đảo qua khắp nơi, hắn phát hiện mình đang ở trên sườn một ngọn núi đá trơ trụi. Phải biết rằng nơi này xuất hiện linh mạch, thế nhưng điều kỳ quái là nơi đây không một ngọn cỏ. Trước đó Hàn Lập ở trên không trung tuần tra linh địa, tự nhiên hắn phát hiện nơi quỷ dị này, hắn tò mò phi độn xuống dưới, kiểm tra xung quanh nhưng lúc đó hắn không phát hiện được gì hắn lại nóng vội trong việc tu bổ động phủ không thể xuống dưới lâu trong lúc đó linh khí trời sinh ở vùng tuy rằng chuyện linh mạch xuất hiện có tỷ lệ cực thấp nhưng không phải chưa có tiền lệ điều này làm cho hàn lập đối với việc này vẫn có chút nghi hoặc hắn vốn có ý định khi nào nhàn rỗi sẽ tới tra xét một lần nữa bây giờ hắn thấy mấy người đó dừng lại ở vùng phụ cận không đi nữa thì cảm thấy nơi đây quả thực có vấn đề hàn lập khẽ cao mày hồi tưởng vài thần niệm mang về tin tức Thân hình hắn lay động, nhẹ nhàng bay lên chỗ đỉnh núi. Thân thể hư vô, chuyển động nhẹ nhàng, một lát sau ở chỗ đỉnh núi, huyền phù xuất hiện, đứng yên không nhúc nhích ở tầng trời thấp. Ánh mắt hắn nhìn xuống, trong tầm mắt hắn chỉ toàn núi đá mà thôi, tựa hồ vẫn giống như lần trước, chưa thất bất kỳ điều dị thường nào. Nhưng đuôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, thần niệm đảo qua khắp nơi, vẫn không phát hiện điều gì. Hắn suy nghĩ giây lát rồi bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này pháp lực toàn thân rót vào hướng hai mắt nhất thời ở sâu thẳm trong đồng tử hắn chấp động lam mang chói mắt. Minh Thanh Linh Mục Thần Thông bị phát huy tới mức cực hạn, bình thường mắt thường không thể nhìn thấy đồ vật này nọ nhưng bây giờ đều xuất hiện trong mắt Hàn Lập. Ngay lập tức có phát hiện, ở bốn phía đỉnh núi có tám cột sáng nhàn nhạt đột nhiên mọc lên từ mặt đất, hợp thành một tứ phương trận pháp kỳ quái, bao trọn đỉnh núi dưới chân hắn. Cột sáng này không biết do kỳ bảo nào biến thành, hình thành nên pháp trận chẳng những vô hình vô sắc, một tia linh khí dao động cũng không có thế nên thần niệm cường đại như thế cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Xem ra cấm chế tạm thời này do bốn người đó lập ra. Nếu không phải Hàn Lập theo dõi hành tung của nhóm đó, hắn không thể phát hiện ra cấm chế ở nơi này. Cấm chế này tuy cũng đủ ẩn diếm, nhưng cũng đủ biến hóa để che giấu sự kỳ diệu, nhưng chưa có gì có thể ngăn cản bản thân hắn. Đối với trình độ trận pháp của Hàn Lập, vừa nhìn đã phát hiện ra mức độ nông sâu, hắn không trần trừ hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn không chút ngần ngại hướng xuống bên dưới tiến vào trận pháp. Sau khi trận pháp và hư hóa thân hàn lập tiếp xúc, không có chút phản ứng nào làm cho hắn dễ dàng xuyên qua cấm chế mà vào trong, xâm nhập hoàn toàn vào trong đỉnh núi. Rõ ràng thân thể hàn lập sau khi ngược hóa, cấm chế bình thường đã không thể ngăn cản được. Hàn lập lẻn xuống lòng rất được hơn 20 trượng, phía dưới xuất hiện quang đoàn một màu, chỉ cao cỡ đầu người nhưng không ngừng xoay tròn, bên trong ẩn chứa một hóa sắc tuyền, hàn lập dùng mình, thân hình dừng lại, hắn muốn quan sát một chút vì thế đã tiến gần hơn để quan sát nhưng Hàn Lập không ngờ một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Thân hình hắn vừa mới dừng lại, làm sắc quàng đoàn tuyền dường như cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từ trong đó phun ra một cỗ thất sắc sáng mờ, sau khi lóe lên liền như tia chớp cuốn hư vô hóa của hắn vào trong. a à, không kịp đề phòng, dù Hàn Lập lắp bắp kinh hãi, sau khi khẽ giấy ruộng, bốn phía thân thể hắn lại phát ra một cỗ cự lực hắn nhất thời không có cách nào thoát ra được hắn chưa kịp thi triển thủ đạo ân lợi hại, hắn cảm thấy bốn phía chung quanh mơ hồ, giống như trong tích tắc hắn xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cùng lúc đó thân hình hư hóa đã bị phá bỏ, thân hình hắn bất giác lộ ra ngoài. Đồng thời tử quang nơi ngực xuất hiện, phù trù màu tím quỷ dị hiện ra. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, không lưỡng lự, xuất ra một chảo, bắt được phù thể trong tay. Hai tay hợp lại, linh quang lóe lên, thái nhất hóa thanh liền biến mất dạng. Ở phía trước cách hắn không xa, có hai người đang đứng hai người này vừa thấy hàn lập thì giật mình hoảng sợ sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn ngực của hàn lập một người thất thanh la lên là ngươi tại sao ngươi lại phát hiện ra nơi này người này chính là điếu nghi hán tử người kia dáng người mập mạp thần sắc cũng kinh hãi cũng chính là kim bàn tử hàn lập không biết vừa rồi nếu hắn không cẩn thận vận dụng thái nhất hóa thanh phù đem thân thể hư hóa lúc trước bị luồng sáng thất sắc kia cuốn vào cho dù hắn tu luyện kim cương quyết đại thành chắc chắn sẽ thổ vài ngụm máu huyết hao tổn một ít tinh nguyên luồng quang hà thất sắc này nhìn tương tự như linh quang phật tông nhưng lai lịch khác nhau một tu sĩ bình thường bị luồng quang hà cuốn vào chẳng những pháp lực bản thân không thể vận dụng dưới áp lực cực đại sẽ bị biến thành đống thịt vụn nhưng để bài trừ cấm chế tiến vào trong này đám người điếu nghi hán tử đã mất ba ngày đêm khổ công dựa vào pháp lực càng bảo vật mạnh mẽ tiến vào không gian này Hàn Lập nhìn thấy hai người này, tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. Nếu nơi này không có luyện hư tu sĩ, hai người kia liên thủ lại hắn cũng tự đối phó được. Vì thế phương pháp ẩn nấp của hắn bị phá hắn vẫn cười ha hả, sắc mặt bình thản nói với hai người. Ta tự hỏi ai bố trí cấm chế ở bên ngoài, thì ra là nhị vị đạo hiếu. Nhị vị xuất hiện ở đây, muốn làm gì sao? Nếu hàn mẫu nhớ không lầm thiên chắc thành có một điều luật cấm ngoại nhân tự tiện xâm nhập linh địa của người khác. Nếu như muốn vào phải thương lượng với chủ nhân nếu được phép mới được vào. Còn không thì bị tố cáo tới thiên vệ, hơn nữa sẽ bị xác minh, sẽ chịu hình phạt tiên độc khẩu khí hàn lập âm trầm khi nói mấy câu đó, không hề có thiện ý gì cả. Điếu mi hán tử cùng kim bàn tử nghe nói tới hình phạt tiên độc, dù là tu sĩ hóa thần, sắc mặt cả hai cũng biến đổi. Nhưng ngay lập tức ánh mắt kim bàn tử khẽ động, hắn tươi cười nói. Hàn đạo hữu không nên hiểu lầm, ta cùng hiền đệ ngẫu nhiên đi tới quý địa thôi, ngồi nghỉ trên đỉnh núi, không biết tại sao chạm vào cấm chế bỗng chốc bị truyền tống tới đây bọn ta không hiểu tại sao lại như vậy a à, nghe kim huynh nói mấy lời này liệu tại hạ có nên tin không thôi được rồi hàn mỗ không nói thêm nữa nơi đây không có việc gì cho nhị vị đạo hữu hàn lập chắp tay sau lưng vẻ mặt cười cợt lúc này hắn cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh một lần hắn đã ở trong một không gian thần bí không gian này cao tới trăm trượng trong phạm vi cho phép cũng không tính quá rộng lớn nhưng dù là không trung hay bốn phía đều chấp động luồng quang hà thất sắc. Càng kinh ngạc hơn nữa ngay ở không gian trên cao này có bảy quang đoàn cực to lớn sắp xỉ mặt trời cùng chấp động. Nhú quang mang làm cho người ta có một cảm giác đặc biệt mát lạnh. Mà ở trung tâm bảy quang đoàn có một quang môn quang mang thất sắc chấp động, bên trong một mảnh quang huỳnh có vẻ cực kỳ dị thương. Nghe Hàn Lập nói thế, điếu mi hán tử và kim bàn tử giật nảy mình, ánh mắt lướt qua Hàn Lập rồi liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai trầm xuống. Tại sao ngươi biết số người của chúng ta? Âm thanh của kim bàn tử lạnh băng, điếu nghi hán tử cũng hiện sát khí. Hai vị muốn động thủ chăng? Ta đã quên nói cho hai vị đạo hiếu, tại hạ trước khi rời đi đã lưu lại vài đạo truyền âm phù cùng thiết hạ cấm chế. Chỉ cần tại hạ ở chỗ này xảy ra chuyện gì, truyền âm phù không lâu ở đây sẽ xuất hiện vài vị bằng hữu tốt mới kết giao cùng triệu vô quy tiền bối. Vô cớ xâm phạm linh địa người khác, vô cớ công kích chủ nhân sẽ làm cho đội trấn pháp thấy hứng thú. Đây chính là trọng tội, Triệu hình phạt băng ngục, núi đao. Huống hồ dù nhị vị liên thủ, thật sự có thể đánh chết tại hạ sao. Hàn lập không có vẻ tức giận, hắn tươi cười nói. Người biết triệu thiên vệ, điếu mi hắn tử thoáng dùng mình, nhưng hắn lập tức cảm thấy nghi ngờ. Kim bàn tử nghe xong cũng ngẩn người ra, tại ha do đích thân triệu tiền bối tiến cử tới thiên chắc thành. Nhị vị cảm thấy tại hạ không biết sao, hà lập thản nhiên trả lời, dáng vẻ của hắn như thể đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, sắc mặt đó của Hàn Lập làm cho điếu mi hán tử và kim bàn tử đưa mắt nhìn nhau. Hừ, người đã biết nơi này không phải chỉ có hai người bọn ta, nói cho người biết cũng không sao. Nơi này trừ hai người bọn ta còn có hai vị trưởng bối đã ở trong này, tiến vào cấm chế ở tầng sâu. Hai người bọn ta phụng mệnh trông coi ở đây, ngươi chỉ là một gã tu sĩ hóa thần, thật sự ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản sao? Chút quy định của thiên chắc thành kia cũng chỉ là quy định mà thôi, không có gì đáng lo không ai vì cái mạng của tu sĩ hóa thần như ngươi đồng thời đắc tội với hai tu sĩ cấp luyện hư. Cho dù ngươi biết triệu vô quy lão tiền bối, cũng chỉ là quan hệ hời hợt bên ngoài mà thôi điếu nghi hán tử trầm tư dây lát đột nhiên nói như thế. Thật sao, ông đạo hiếu có thể đang đánh bạc một phen. Vấn đề là trước khi ta tiến vào nơi này đã nghĩ có đạo hữu ở đây vì thế trong truyền âm phù có nhắc tới tên đạo hữu Có lẽ đạo hữu pháp lực cao cường không sợ siêu hồn thật của đội chấp pháp hàn lập cười ha hả, không chút sợ hãi. Nếu mấy người này thực sự không sợ thiên vệ chấp pháp của thiên chắc thành, chắc chắn sẽ không lén lút lẻn vào trong lòng đất linh địa của hắn Hàn Lập vừa nói xong. Sắc mặt điếu mi hán tử trở nên vô cùng khó coi. Kim bàn tử cũng sợ run người, không nghi ngờ gì nữa, điếu mi hán tử sợ bị liên lụ, hắn cũng không có cách nào bỏ trốn. Có một số việc âm thầm làm không gặp vấn đề gì. Nhưng một khi bị người bắt gặp, phơi bày ra ánh sáng, như thế đã thách thức quyền uy của thiên vệ cùng trưởng lão hội. Ha, ha ta nghe nói thần thông của Hàn Dạo Hữu không giống bình thường, tiền đồ vô cùng rộng lớn. Không ngờ lại muốn làm ra cái chuyện lưỡng bại câu thương này. Nói thật, ta cùng đạo huynh đây không phải là chủ sự. Nếu Hàn huynh có điều kiện gì, cứ chờ trưởng bối của bọn ta đi ra hãy tự mình nói, được không? Kim bàn tử hai tay trà sát vào nhau, mắt híp lại nói. Như vậy hai vị đạo hữu nghĩ tại hạ không dám ở lại chỗ này sao? Cũng được hàn mỗ cũng muốn biết qua phong thái hai vị tiền bối một chút. Vậy cứ chờ một lát Hà Lập cười, thân hình lập tức nhoáng lên, thân thể quỷ dị xuất hiện ở một góc không gian, sau gió hắn khoanh chân ngồi xuống. Cuối cùng hắn thực sự muốn chờ hai vị luyện hư tu sĩ xuất hiện. chương 1344, Ngọc Cốt Nhân Ma Điếu nghi hán tử và kim bàn tử thấy hành động đó của Hàn Lập, bất ngờ đánh ra. Hai người nhấp nháy môi khẽ truyền âm mấy câu, cả hai không nói gì nữa, chỉ đi tới một góc khoác, khoanh chân ngồi xuống. Hai người này suy nghĩ cũng rất đơn giản, nếu không nắm chắc hạ được hàn lập, cả ai đã không lập tức xông vào trong môn quang. Hai người tự nhiên lấy bất biến ứng vạn biến, để cái việc đau đầu này cho trưởng bối của bọn họ tới xử lý, đỡ phải rước lấy đại phiền toái, rước họa vào thân. Từ lúc đó cả tòa không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Ba người hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc yên lặng ngóng nhìn cửa quan môn. Điếu nghi hán tử và kim bàn tử đương nhiên không biết trong lúc này Hàn Lập đang thầm cười cười ích gượng gạo, truyền âm phù cấm chế các loại như lời hắn nói chỉ là nói thế thôi, không có thực. Vốn theo tính toán của hắn, nếu mấy người này thật sự muốn đoạt bảo, bản thân hắn dựa vào uy lực của thái nhất hóa thanh phù, thần không biết quỷ không hay đục nước bứa ô cỏ một phen. Nếu đối phương là tu sĩ có thần thông quá lợi hại, thì chỉ cần âm thầm giám thị. Nhưng hắn không ngờ vừa mới tiếp cận nơi này, bị quầng sáng mờ kia cuốn lấy, chẳng những hắn bị hút tới không gian này mà linh phù thần thông ẩn nấp cũng bị phá vỡ. Vì thế hắn chỉ còn cách trực tiếp đối diện với mấy tu sĩ này cũng may trước tiên hắn đã nói ra vài điều làm cho đối phương cân nhắc sợ ném chuột vỡ đồ quý rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước tiên nói ra làm kinh sợ hai người điếu mi hán tử đương nhiên đây cũng không phải là do hắn cho rằng mình không địch lại được hai người này tuy rằng điếu mi hán tử và kim bàn tử một người là hóa thần trung kỳ một người là hóa thần hậu kỳ nhưng hiện tại dựa vào nghịch thiên thần thông và một thân thủ đoạn của hắn nếu toàn lực đối phó thi triển phích lịch thủ đoạn tối thiểu cũng năm chắc tám phần hắn có thể giết chết hai người này ngay tại chỗ. Động thủ giết người là việc đơn giản, nhưng tùy tiện động thủ sẽ gánh chịu hậu quả. Hắn chỉ e hai luyện hư tu sĩ tiến vào cửa quang môn báo thù. Tuy rằng hắn không có cảm tình gì với mấy người tự tiện xông vào linh địa nhưng họ tuyệt không phải đại địch của hắn. Hơn nữa dù hắn có thể dễ dàng giết chết hai người điếu mi hắn tử, nhưng việc bị nhốt trong không gian thần bí này, nếu hắn không thể rời khỏi đây kịp thời, ngược lại bị hai tên luyện hư tu sĩ kia đánh, chỉ e lúc đó hậu quả sẽ rơi vào chính hắn. Nếu thế trước hết không bằng âm thầm tìm kế thoát thân, chờ sau khi rút lui an toàn, lúc đó quyết định bước hành động tiếp theo cũng không muộn. Hàn Lập đã âm thầm lập xong kế hoạch, tuy hai mắt hắn nhắm lại, nhưng thần niệm cường đại đã sớm hóa thành vô số ti lũ, bắn ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập không kiêng nể gì thần niệm dò xét hành rộng. Hai người điếu mi hán tử đương nhiên có thể phát hiện ra, nhưng hai người không mở miệng ngăn trở, chỉ âm thầm cười nhạt. Kết quả một luồng thần niệm của Hàn Lập vừa mới tiếp xúc với bức tường ngăn cản trên thất sắc thải hà, nhưng giống như châu đất xuống biển, thoáng chốc biến mất không chút tâm tích, thậm chí còn sinh ra một cỗ hấp lực cường đại làm cho thần niệm thân thể Hàn Lập bị lay động, ngay cả liên hoàng kỳ cũng thiếu chút nữa thoát ra ngoài cơ thể. Hàn Lập chấn động, vội vàng lưu chuyển đại diễn quyết mới hóa giải hết cỗ hấp lực này. Hàn Lập hé mắt nhìn bức tường ngăn cản quang hà, sắc mặt hắn âm trầm bất định. Hai người điếu mi hắn tử khẽ nhếch mép cười sung sướng khi người khác gặp họa, xem ra bức tường ngăn cản không gian này rất quỷ dị hai người này cũng sớm đã biết cố ý để hàn lập chịu thiệt thòi lớn dù hàn lập vô cùng tức giận nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản như không hắn âm thầm nghĩ đối sách khác đáng tiếc lúc trước luyện chế hắn đã mô phỏng chế luyện linh bảo không gian xích hồn phiêu đã bị một cơn lốc không gian vùi lấp nếu không bây giờ sử dụng bài trừ bức tường không gian kia hẳn rất hiệu quả đương nhiên ngoại trừ xích hồn phiêu phá diệt pháp mục đối với việc xé rách không gian cũng hiệu quả không kém Thế nhưng nơi này khá thần bí, phá diệt phá có thể một kích hiệu quả hay không thì lại là chuyện khác. Hàn Lập không ngừng cân nhắc, một lát sau trong lòng hắn nảy ra một chủ ý khác. Nếu thần niệm không thể xâm nhập bức tường ngăn cản này, vậy hãy thử xem Minh Thanh Linh Mục có thể tìm ra lối thoát không? Lúc này hắn đem linh lực rót vào song nhật, đồng thời ở chỗ sâu trong đồng tử phóng ra lam mang. Một ngày một đêm trôi qua, thân thể Hàn Lập ở một góc không gian, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ hoàn toàn nhập định xem ra khi trước hắn dò xét vẫn chưa tìm ra con đường thoát thân khỏi đây mà bảy quang đoàn trong quang môn vẫn không có chút động tĩnh gì điếu nghi hán tử và kim bàn tử chăm chú quan sát không chung sắc mặt hai người bắt đầu âm trầm đương nhiên hai người không quên cảnh giác ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía hàn lập bên này đã lâu như thế hai vị trưởng bối vẫn đi ra không rõ đã gặp phiền toái gì bên trong hiên mắt hàn lập vẫn nhắm lại hắn đột nhiên thốt ra câu này cái này xin đạo hữu cứ yên tâm nếu sư tôn bọn họ gặp chuyện không may hai người bọn ta tự nhiên sẽ nhận được tin tức hàn huynh đợi hai ngày đã hết kiên nhẫn rồi ư điếu mi hán tử vừa nghe hàn lập nói bỗng dùng mình nhưng nói để tự chấn an mình hai vị tiền bối vô sự là tốt rồi ngần ấy thời gian tại hạ còn hàn lập cười còn muốn nói tiếp đột nhiên bảy nhũ quang đoàn trong không gian đột nhiên phát động phát ra tiếng âm thanh vù vù phát ra linh áp ghê người toàn bộ phát ra ánh sáng mạnh mẽ Lần này chẳng những hai người điếu mi hán tử chấn động, Hàn Lập cũng mở mắt, nheo mắt nhìn xem. Dị biến chỉ vừa mới bắt đầu, trong âm thanh vù vù, bảy quang đoàn điên cuồng chuyển động trong không trung, trong nháy mắt hình thể cỡ đầu người lại biến thành bánh xe rất lớn, điên cuồng không ngừng phồng ra, co rút lại. Trung quanh thất tán quang đoàn, một tầng sóng không gian như nước gợn bắt đầu nổi lên, vượt qua cửa quang môn. Trong phút chốc quang môn dường như bị một cỗ lực vô hình đè ép, bỗng chốc bắt đầu vặn vẹo dữ dội không hay rồi kim bàn tử thấy cảnh này sắc mặt địa biến hắn hét một tiếng bỗng chốc nhảy lên khỏi mặt đất điếu mi hán tử cũng vô cùng hoảng hốt thân xác hàn lập vẫn vô cùng âm trầm bởi vì chẳng những quang đoàn trong không trung có biến hóa như vậy mặt đất bốn phía bức tường ngăn cản cũng đang rung lên không ngừng bảy quầng hà quang thậm chí có dấu hiệu tan giã đây là dấu hiệu tò ẩn bộ không gian sắp sụp đổ vì tính mạng của mình hàn lập yên lặng đứng dậy một tay sờ đầu bỗng nhiên một tầng quang hà mờ mờ xuất hiện trên đầu Tiếp theo một tay hắn lật chuyển, kim quang trong tay lóe lên, ba khỏa viên châu ánh vàng. Lúc này bọn kim bàn tử cũng nhao nhao phun ra nhiều bảo vật, nhưng đã chứng kiến qua sự huyền diệu của không gian này nên cũng không nắm chắc là có thể phá vỡ không gian trường bích để thoát thân, vì vậy sắc mặt cả hai trở nên kinh hoàng. Tự nhiên Hàn Lập sẽ không quản sinh tử của hai tên này, hắn hít sâu một hơi dự định sẽ tế xuất phá diệt pháp mục ra giữa chán, rồi sau đó sẽ phối hợp với nguyên tử thần quang và lôi văn châu phá vỡ không gian mà tẩu thoát. Nhưng vào lúc này hốt nhiên một tiếng vang ầm, thật lớn truyền ra từ quang môn, hàn lập cả kinh không khỏi đình chỉ hành động. Tiếp theo chỉ thấy quang môn lóe lên thất sắc hào quang, từ đó bay vụt ra hai đạo lục quang và kim quang trói mắt. Hai đạo độn quang này trông giống như luồng kinh hồng xoay quanh trên không trung, quang mang chợt biến mất, hiện ra một con phỉ thúy tiểu dao và một kim sắc tiểu đồng tử cao chừng một thước. Chỉ thấy hai sừng trên đầu tiểu dao đã bị chặt đứt một cái, lân phiến trên người loang lổ, còn tiểu đồng tử thì đầu tóc rối bù, kim bào trên người cũng bị rách một mảng lớn. Bộ dáng hai người này có vẻ chật vật đang điên cuồng chạy trốn. Chạy mau, đây không phải là nơi thiên bảo thượng nhân tỏa hóa mà chính là nơi giam cầm một con ngọc cốt nhân ma. Chúng ta đã chấn động cấm chế của thượng của tu sĩ nên con ma này đã thoát khỏi giam cầm, không gian cũng sẽ sụp đổ. Ủa, ngươi là ai? Kim sắc đồng tử hồn hển nói nhưng lập tức phát hiện ra Hàn Lập đang đứng đó, trên dầu chấp động quầng sáng trắng xám bèn kinh ngạc hỏi. Tổ phụ, hắn là hàn tiểu tử, hắn. Kim bàn tử thấy hai người đi ra, vui mừng vội vàng nhúc nhích môi truyền âm thông báo lai lịch của hàn lập. Là chủ nhân của linh địa nơi đây, phỉ thúy giao long nghe rõ ràng như thế, mặt trở nên nghiêm nghị, trong mắt lóe ra sát cơ. Minh huynh, người muốn làm cái gì? Bọn ta chạy chối chết còn không kịp nữa là, lúc này sao còn có thể nhiều chuyện nữa chứ? Nếu hóa thân của bọn mình vẫn lạc thì mất nhiều hơn được, huống hổ ngươi cũng đừng quên hắn là một phi thăng tu sĩ, ta không có hứng thú trêu chọc. Những kẻ như tên điên này kim sắc đồng tử sau khi nghe xong mặc dù cũng ngạc nhiên nhưng lập tức truyền âm trao đổi với Giao Long. Cũng tốt, trước hết bọn ta nên hợp lực rời khỏi đây, chỉ cần bọn ta không tự mình động thủ, cho dù bọn triệu vô quy tìm đến cửa cũng chẳng sợ. Một khi không gian này sụp đổ, hãy để tên này táng thân cùng với ngọc cốt nhân ma đi, đáng tiếc chỉ là hóa thân của bọn ta đến đây, nếu không hà tất phải sợ hãi con ma này, chúng ta đi thôi phỉ thúy Giao Long trần chờ dây lát rồi lập tức thu lại sát cơ, sáng suốt nói. Vậy được rồi, mau ra tay, không gian này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu kim sắc đồng tử nhẹ nhóm, rõ ràng hắn không muốn mình chết vô ích ở đây. Lập tức lưỡng thủ hắn khắp quyết, miệng lầm bẩm nhất thời sau lưng hiện ra một khẩu mộc kiếm bay lên trời hóa thành một cây cự đại kiếm quang to hơn trường. Phỉ thúy giao long đồng dạng trong miệng cũng phát ra tiếng long ngâm. Thân hình lăn xuống hóa thành một con lục dao cao hơn 10 trượng trên đầu có một cái sừng lục sắc không ngừng chấp lóe từ sắc lôi điện, thoạt nhìn khí thế vô cùng kinh nhân. Mặc dù không biết bọn kia đang trao đổi với nhau điều gì nhưng khi thấy cự kiếm và thần thông của Giao Long kinh sợ như vậy, trong lòng của Hàn Lập cũng rùng mình. Giờ phút này hào quang tại bốn vách không gian đã tán loạn hầu như biến mất, bề mặt trường bích đã phát ra tiếng ông ông vặn vẹo lên đến cực điểm. mươi 1345, không gian gió lốc. Thân hình cự dao bỗng nhiên rung lên, lắc đầu vẫy đuôi hé miệng, một cột sáng mà xanh điên cuồng bắn ra, một sừng còn lại trên đầu cũng phát ra một đạo cầu vồng màu tím, nhanh chóng dung hợp làm một với cột sáng hùng hổ hướng bức tường ngăn cách đánh tới cùng lúc đó kim sắc tiểu nhân một tay sở thiên linh cái trong phút chốc một đạo kim huỳnh phóng lên cao bỗng chốc nhập vào đầu cự kiếm phía trên kiếm quang chuyển động phát ra âm thanh vù vù hình thể điên cuồng phát ra gấp bội toàn thân phát ra kim mang trói mắt nhưng lại như nắng gắt sau khi kim sắc tiểu nhân thả ra đạo quang trụ dài hơn một thước thân thể lại thấp đi một nửa hắn không để ý tới sự khác thường của cơ thể tay bấm niệm pháp quyết Cự kiếm hóa thành một đạo cầu vồng kim hồng, theo sát cột sáng màu xanh chém tới. Mục tiêu đều là một điểm trên bức tường ngăn cản, một tiếng ầm ầm vang lên, kim mang màu xanh nổ tung, đan chéo dung hợp với nhau, huyền diệu hóa thành một viên quang cầu to mấy trượng, mặt ngoài có vô số đạo điện tử lóe lên không ngừng. Không biết quang cầu ấy ẩn chứa thần quang gì, thế nhưng hai người đồng thời điều khiển từ xa nhập vào bức tường ngăn cản, dựa vào uy năng không thể ngăn cản, xé rách bức tường không gian ngăn cản, mở ra một lối thoát. Giao Long cùng Kim Sắc Tiểu Nhân đồng thời mừng rỡ, Giao Long bắt lấy điếu mi hán tử, thân hình nhoáng lên một cái hình thể ngay lập tức khôi phục như cũ, hóa thành một đạo cầu vồng, cuốn lấy điếu mi hán tử hướng quang cầu bắn nhanh ra ngoài. Ở trong độn quang hắn đồng thời lạnh lùng liếc nhìn Hàn Lập một cái. Lúc này Hàn Lập đang ngơ ngác đứng nhìn, hắn không có chút hành động nào. Sắc mặt Giao Long giống như nhìn thấy người đã chết, hắn kêu lên một tiếng rồi lóe lên chui ra khỏi quang cầu. Hắn không sợ Hàn Lập nhân cơ hội này chạy trốn cái quang cầu này là dung hợp nguyên lực của hắn và kim sắc tiểu nhân không phải do hai người tự mình mang theo ra ngoài người khác căn bản không thể tự xuyên qua thông đạo này kim sắc tiểu nhân thấy dao long thoát ra đầu tiên hắn không nói câu nào cũng hóa thành một mảnh kim hà cuốn lấy thân hình kim bản tử sau vài cái chớp động đi ra sau bức tường ngăn cản lóe lên thoát ra ngoài nhưng lúc này xung quanh quang cầu vang lên âm thanh lôi minh nặng nề sau đó không gian dao động một bóng người chợt lóe lên sau lưng hai người đầu vai người này rung lên một đạo hà quang mờ mờ đón đầu bao bọc lấy kim hà. Kim sắc tiểu nhân chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực trống rỗng sinh ra, không kịp đề phòng, sau khi bóng hình người này kề sát kim hà, từ đó truyền tới một âm thanh nhàn nhạt, nhạt, nếu tiền bối có kế sách thoát thân, hãy mang theo vãn bối ra ngoài. Âm thanh này đúng là của Hàn Lập, kim sắc tiểu nhân sửng sốt, ánh mắt đảo qua chỗ Hàn Lập đứng, hắn thấy rõ ràng một vị Hàn Lập khác vẫn đang đứng ở đó. Hắn vừa thấy kim sắc tiểu nhân quay nhìn, há mồm cười, thân hình liền tan biến, trong chớp mắt hóa thành một đạo linh phù xanh biếc, khẽ nhoáng lên biến mất. Thì ra Hàn Lập đã không ngừng bồi đắp hóa linh phù. Thì ra khi Hàn Lập thấy hai gã luyện hư tu sĩ động thủ muốn phá bức tường thoát ra ngoài, lòng hắn nhất động, đem hóa linh phù biến ảo thành thế thân, bản thân hắn âm thầm dùng phong lôi xí lặng lẽ trốn vào trong hư không, bỗng chốc đi tới phụ cận quang cầu. Mà hóa linh phù kia do Hàn Lập đạo tạo đã mấy trăm năm, hơn nữa bản thân hắn có mấy phần kiếp hóa thân thần hiệu, trong khi đó phỉ thúy giao lòng cùng kim sắc tiểu nhân không phát hiện ra sự kỳ quái. Kết quả Hàn Lập đã nắm lấy cơ hội, hắn vận dụng nguyên từ thần quang giống như một loại thuốc rán, dính vào độn quang của kim sắc tiểu nhân, một tấc cũng không rời. Tiểu bối, người muốn tìm cái chết hả? Kim sắc tiểu nhân là ai nào? Tuy rằng hắn giật mình nhìn lầm nhưng lập tức hiểu mánh khóe của Hàn Lập. Lúc này từ giữa độn quang truyền ra âm thanh kinh nộ. Lập tức từ trong kim hà thả ra vạn đạo kim quang, không chút khách khí bay tới Hàn Lập. Kết quả kim quang đầy trời vừa tiếp xúc với hôi hà, phát ra một tiếng đùng khủng khiếp, run rẩy dữ dội nhưng không thể đẩy lui hôi hà. Lần này kim sắc tiểu nhân khẽ dùng mình, há, hà, nếu như đích thân bản thể tiền bối tới, vãn bối đương nhiên không thể ngăn cản pháp lực cường đại của tiền bối. Nhưng hiện tại là phân thân, tiền bối muốn dễ dàng trừ bỏ nguyên từ thần quang của vãn bối, chỉ là mơ tưởng thôi. Tiền bối nguyện ý cùng vãn bối lưu lại trường không gian này sao? Hàn lập trong hôi hà cười nhẹ nói. Người dám uy hiếp lão phu, kim sắc tiểu nhân nghe vậy, đang định thi triển thần thông khác nhưng ngay lúc này trong không trung truyền tới một âm thanh thê lương. Thân ở trong nguyên từ thần quang, Hàn Lập nghe thấy âm thanh này, cả người nóng lên, máu trong người sôi trào, đồng thời tuôn ra bên ngoài thân thể. Dù kim cương quyết của Hàn Lập đã đại thành, da thịt cứng rắn vô cùng không như của các tu sĩ thông thường, hắn kinh hãi vội vàng bấm niệm pháp quyết. Kim sắc tiểu nhân nghe thấy tiếng thét chói tai đó, thân hình nhoáng lên, sắc mặt đại biến, Kim bàn tử ở dưới tuy đã được Kim Hà bảo hộ nhưng khi nghe tiếng kêu, gương mặt đỏ hồng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Khắp huyết đại pháp, Kim sắc tiểu nhân sợ hãi hét lên một tiếng, một tay hạ xuống hư không vỗ ra, nhất thời một đạo Kim sắc quang rời tay phun ra, rót vào thân thể Kim bàn tử, làm thân hình hắn chấn động, huyết sắc trên mặt lập tức tan biến. Ở giữa không chung một đoàn quang môn vặn vẹo, giờ phút này một con cự đại cốt trào xuất hiện, một lần nữa tái tạo lại quang môn. Trào khiết trắng như ngọc, tản mát ra linh áp kinh người, từ trong quang môn cũng đang chuyển ra tiếng thét chói tai, thê lương kia. Xem ra không tràn trừ thêm nữa, ngọc cốt nhân ma kia sắp thoát ra. Nếu vị tiền bối kia thoát ra ngoài trước, vì chứ ma, bất chấp tiền bối còn ở trong này, phá hủy thông đạo. Ta thật sự không muốn lấy thân tự ma, chẳng lẽ tiền bối không băn khoăn chút nào sao? Hàn lập áp chế cơn hoảng hốt trong lòng, vô cùng bình tĩnh nói. Kim sắc tiểu nhân thấy cốt trảo cường đại kia xuất hiện, sắc mặt tái đi, khóe miệng co giật, trầm ngâm không nói. Dựa vào hiểu biết của hắn với cách xử thế của Minh Lão Ma, muốn ra ngoài lúc này e cũng dã muộn, chỉ e Lão Ma thật sự sẽ làm cái việc tàn nhẫn này. Giờ phút này, quang môn trong không trung lại xuất hiện một cốt trảo thứ hai, một tả, một hữu bám lấy hai bên quang môn. Từ bên trong quang môn truyền ra âm thanh giống chói tai. Ma vật sắp sửa xuất hiện, hảo, tiểu tử, coi như lần này ngươi thành công, lão phu ma ngươi ra ngoài, kim sắc lão quái cũng là loại người cáo già, tâm niệm khẽ chuyển, đáp ứng ngay lập tức. Hàn Lập vừa nghe, trong lòng cảm thấy vui vẻ, ngay lập tức nguyên từ thần quang kề sát Kim Hà nới lỏng ra ba phần, Kim Sắc tiểu nhân thúc dục pháp quyết, Kim Hà bỗng nhiên bạo phát hào quang, bỗng chốc bao bọc hơn phân nửa hôi quang, sau đó mang theo Hàn Lập hướng quang cầu to lớn kia thoát ra. Hàn Lập dùng nguyên từ thần quang bao quanh thân hình, tùy ý để Kim Sắc tiểu nhân thi pháp. Vừa nhập vào quang cầu, Hàn Lập liền cảm thấy bốn phía hào quang chói mắt, lập tức sau một trận chuyển động quay cuồng, hắn đã thấy xuất hiện ở trên không trung của núi đá. Trên không trung bên cạnh treo lơ lửng một viên quang cầu rất lớn. Viên quang cầu này như được khảm trong không trung, chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Phỉ thúy giao lòng và điếu mi hán tử đứng cách đó không xa, vừa thấy Hàn Lập cũng trốn thoát nhất thời giật mình nhìn lại. Hàn Lập không kịp suy nghĩ, hai cánh sau lưng run lên, nháy mắt hóa thành một đạo điện hồ màu xanh, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở chỗ khác cách đó hơn 10 trường. Khôn biết vì nguyên nhân gì, kim sắc tiểu nhân gần hắn trong gang tấc nhưng không thi triển thi pháp vây khốn hắn. Làm cho hắn dễ dàng thoát thân như thế, phỉ thúy giao long kia lạnh lùng, chằm chằm nhìn cảnh đó, đột nhiên mắt hắn lóe sát khí, hắn đã muốn ra tay. Đúng lúc này, lấy viên quang cầu làm trung tâm, không gian xung quanh dao động làm cho người ta sởn cả gai ốc, lập tức trên bầu trời truyền tới một loại sóng thần quái dị, non nửa không trung bên cạnh vạn vẹo giống như từ giấy trắng, hơn nữa còn dần co lại. Không hay rồi, gió lốc không gian, Vừa thấy cảnh này, mấy người kể cả Hàn lập thất thanh kêu lên. Ngay sau đó bọn họ không quan tâm tới sự tình nào khác, ngay lập tức thúc giục pháp quyết, hóa thành từng đạo cầu vồng, bắn ra bốn phương tám hướng thoát đi. Dù thuấn di thuật càng thêm kỳ diệu, nhưng trong tình hình không gian sắp nảy sinh gió lốc. Tất cả tái độn bát trong hư không, không ai muốn chết. Cũng may tu vi mấy người cũng không tầm thường, tuy chỉ dùng độn thuật bình thường, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên ngoài cách mấy trăm trường. Âm thanh khó chịu truyền ra, thì ra bọn họ đứng ở chỗ uốn nếp trong không trung, đột nhiên vô số đạo hắc ti nhỏ mảnh hiện ra, vươn dài ra khắp nơi. Trong nháy mắt trong phạm vi không gian hơn trăm trượng xuất hiện dị tượng. Tiếp theo nổi lên tiếng rít, hắc ti lập tức vỡ vụn, một cỗ chất lỏng loại bạch quang tuôn từ bên trong ra. Một màn bạch quang quỷ dị xuất hiện trong không gian, ngay lập tức cuồng phong gào thét hóa thành một cơn lốc cuốn tất cả mọi vật xung quanh vào trong. Cơn lốc này dường như không có gì là không cuốn vào trong nó, tất cả ngay lập tức bị vẹn dập nát thực sự quỷ dị, siêu một tiếng, vô ảnh vô tung biến mất, từ trong cơn lốc truyền ra một âm thanh rít lên như yêu ma. Thân hình Hàn Lập ở cách xa hơn 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, sắc mặt bình thản khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị của cơn lốc tận chân trời. Loại không gian gió lốc này hắn đã gặp trong không gian vài lần, nhưng không dữ dội như lần này. Nhưng Hàn Lập tin tưởng hắn sẽ không bị cuốn vào trong đó. Phải biết rằng lúc trước khi đi qua không gian gió lốc, thật đúng là băng phượng không gian tự nhiên, Tuy vậy bảo vật bản thân hắn cũng bị hủy ít nhiều, thiếu chút nữa hắn còn bị mắc kẹt trong đó. Mắt thấy gió lốc không gian ngày càng mãnh liệt, tựa như không gian ngày càng ngắn lại. Hàn lập tâm niệm vài lần, bỗng nhiện độn quang, không để ý tới mấy người phỉ thúy giao lòng và kim sắc tiểu nhân, hướng động phủ của mình chạy tới. chương 1346, Quốc Thủ, phỉ thúy giao long tự nhiên cảm ứng được hành động hàn lập, nhíu mày, đột nhiên mở miệng hướng tới bên cạnh hỏi điếu nghi hán tử. Hán tử sắc mặt tái nhợt, liên tục giải thích, phỉ thúy giao long sau khi nghe xong sắc mặt âm trầm xuống. đúng lúc này một mảnh kim hà bay tới hiện ra trước người phỉ thúy giao long hào quang chợt tắt hiện ra kim bản tử trên đỉnh đầu kim sắc tiểu nhân thần sắc bình tĩnh phiêu phù ở nơi đó minh huynh để tiểu tử kia đi như vậy sao vạn nhất hắn đem sự tình chúng ta đoạt bảo báo cho thiên vệ thì sẽ có chút phiền toái ánh mắt kim bản tử sau khi đảo qua trên người phỉ thúy giao long liền nói chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi ta cần gì phải làm điều thừa. Sự tình tầm bảo này chỉ cần không bị chấp pháp thiên vệ đụng vào, nguyên bản cũng không phải là chuyện lớn. Hiện tại căn bản lại không có tìm được bảo vật gì, tất nhiên càng không sao cả. Không có lợi hại xung đột, lão phu không có hứng thú đắc tội với phi thăng tu sĩ. Huống hồ nghe tiểu đồ nói, người này tựa hồ quen biết triệu vô quy. Vị này không có gì nhưng sư tôn hắn chính là trưởng lão hội lôi la chân nhân, hắc hắc, kim huynh nếu có ý tứ tìm tiểu tử này, bản thân ta có thể giúp một tay phỉ thúy giao long sau khi trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta cùng tiểu bối này không cừu không oán, tìm hắn phiền toái làm chi. Nếu nơi đây không có bảo vật, lão phu liền cáo từ. Sau này có dịp lại quấy giày đạo hữu một phen kim sắc tiểu nhân con mắt quay tít một vòng, cười ha ha một cái rồi trả lời. Tiếp theo hai tay của hắn khẽ kéo, hóa thành một đạo kim hà đem kim bàn tử hướng chân trời phi độn mà đi, cũng không thèm nhìn tới gió lốc không gian kia. Hừ, lão quái này rõ ràng ở trong không gian bị tiểu tử kia ám toán một phen, không thể không mang tiểu tử kia cùng nhau ra, hiện giờ lại tìm cách mượn đao giết người, để cho ta đi nhận rắc rối. Thật là hảo tính toán, nhưng lão phu cũng không phải cùng tiểu tử kia có đại thù, như thế nào cho ngươi như ý. Đồ nhi, chúng ta đi, nơi này có không gian gió lốc xuất hiện, tự nhiên sẽ bị chấp pháp đội chú ý tới. Tuy nói không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới đây, nhưng cũng không có thể không đề phòng có thiên vệ ngay tại phụ cận. Quả thực bị bọn họ gặp được thì thực phiên toái. Lúc này đây, nếu bảo vật không có tới tay, ngược lại làm cho hóa thân này bị hao tổn không ít. Thật sự là xui xẻo, phỉ thúy giao long sau khi thấy đạo kim hà biến mất ở chân trời, mới gửi lạnh một tiếng tự nói thì thào vài câu. Tiếp theo hóa thành một đạo lục hồng hướng một phương khác bắn nhanh mà đi. Điếu nghi hán tử cũng cuống quyết hóa thành một đạo lam quang, theo sát phía sau. Sau khi hai đạo độn quang biến mất ở chân trời, phụ cận không gian gió lốc tiếp tục truyền đến tiếng động ầm ầm. Lúc này, Hàn Lập đã ở trong đại sảnh động phủ, trước mặt là ngân sắc quang mạc nhìn trong vạn lung châu phát hiện hai gã luyện hư tu sĩ thật sự ly khai hắn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm hiện tại trong ngân sắc quang mạc còn có một hoàng sắc quang điểm thật lớn dao động không ngừng hàn lập cùng đám người kia bất đồng mấy người kia có thể vỗ vỗ mông rời đi nhưng hắn phải theo dõi gió lốc này để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đem linh địa phá hủy đi cũng may lấy hắn có kinh nghiệm ở không gian tiết điểm bởi vì không gian này sụp đổ ngoài ý muốn khiến cho xuất hiện phong bạo nhưng cũng sẽ không đáng kể. Quả nhiên, hoàng sắc quang điểm rằng có mấy giờ, hào quang bắt đầu ảm đạm một chút. Một khắc đồng hồ sau hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn thấy cảnh này, hàn lập thở dài ra một hơi, cuối cùng yên tâm. Vì thế sau khi nhìn lướt qua quang mạc, liền định tắt đi pháp trận bỗng nhiên thân hình chấn động, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ở hoàng sắc quang điểm biến mất đột nhiên lại hiện ra một cái quang điểm. Quang điểm này so với hoàng sắc quang điểm thì ít hơn nhiều, lại như sắp tắt. Nhưng, quang điểm vừa xuất hiện lập tức từ từ di động. Hàn lập trong lòng trầm xuống, tâm niệm vừa chuyển, liền đi ra. Ma vật kia chẳng lẽ là chạy thoát ra từ không gian phong bạo. Tuy rằng ngọc cốt nhân ma không rõ là gì nhưng nếu có thể làm cho luyện hư cấp tu sĩ cũng tránh không kịp, có thể thấy được đáng sợ như thế nào. Nếu là lưu lại ở phụ cận chẳng phải là hắn sẽ không có một ngày yên bình sao. Cũng may sau khi theo dõi thấy linh áp cực thấp, có lẽ bị đả thương rất nặng, hiện tại diệt sát hẳn là không khó. Lúc này thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh quang ly khai động phủ, thẳng đến chỗ không gian phong bạo biến mất. Kết quả một lát sau, hắn liền ra tại đó. Không gian phong bạo quả nhiên không tồn tại nữa, để lại một cái hố to đường kính trăm trượng. Hàn Lập khống chế độn quang dò xét hai vòng, không có phát hiện chút dị thường. Hắn nhíu mày, dừng độn quang, huyền phù giữa không trung, đồng thời từ từ nhắm lại hai mắt. Từng đợt từng đợt thần niệm đem phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó, mỗi một tấc đất đều tìm tòi thật kỹ. Không lâu sau, Hàn Lập trong miệng một tiếng gì bỗng thốt lên, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Sau một phen suy tính, bỗng nhiên thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, bắn nhanh đi. Thanh sắc cầu vồng phá không gần hơn 300 dặm rồi đứng lại tại một mảnh rừng rậm. Hào quang chợt tắt, Hàn Lập hai tay để sau lưng, trên không trung lam mang hai mắt chấp động ngóng nhìn phía dưới. Đột nhiên trong miệng hắn hử lạnh một tiếng, một tay hướng xuống hư không một chảo. Phanh một tiếng, quang thủ hiện ra tại hư không, hướng tới rừng rậm mà xuống. Quang chảo phát ra trận trận vù vù, chỉ lớn gần trượt, lại đem hơn 10 trượng phía dưới bao phủ ở trong đó, thanh thế rất kinh người. Siêu một tiếng, một đạo hôi quang theo quang chảo phá không bay ra, hướng một phương khác bắn nhanh mà chạy. Hàn lập khóe miệng vừa động, tựa hồ sớm có phòng bị, tay kia vừa nhấc, năm ngón tay hướng hôi quang mà chỉ. Phốc phốc vài tiếng, năm đạo hồng ti chợt lóe theo đầu ngón tay bắn ra, rồi lại biến mất trong hư không. Ngay sau đó, hồng ti đem hôi quang nhốt lại, hôi quang tựa hồ muốn dẫy mà ra. Nhưng Hàn Lập hai tay bấm tay niệm thần chú, thúc dục ngũ lương hỏa linh ti. Năm hỏa linh ti hạ xuống, xuất hiện một xích hồng hỏa diễm cao vài thước, đem hôi quang hoàn toàn bao vây vào trong đó. Ô ô tiếng gào thét trong hôi quang truyền ra, hôi quang tựa hồ suy yếu dị thường, bị xích hồng hỏa diễm luyện hóa không còn một mảnh, hiện ra một vật trắng noãn như ngọc. Hàn lập lông mày nhướng lên, mặt không chút thay đổi vẫy tay xuống một cái. Nhất thời ngọn lửa chợt tắt, vật ấy liền bay lên. Hàn lập năm ngón tay bắt lại, đem vật ấy cầm lấy. Là một cốt thủ trắng như tuyết, mặt ngoài ẩn ẩn ký hiệu màu vàng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chính là ma chảo của ngọc cốt nhân ma. Ánh mắt chấp động vài cái, hàn lập đem cốt chảo nhìn vài lần, đồng thời vận dụng minh thanh linh mục cùng thần thức đại khái đảo qua. Kết quả trong lòng chấn động, thần niệm đảo qua, cốt trào dĩ nhiên là một kiện pháp bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ nhưng linh mục nhìn qua thì thấy đây đích thật là một một khúc xương tay. Vật ấy là một kiện bảo vật quỷ dị luyện chế từ xương người. Vừa rồi hôi quang cũng là bảo vật này tự thông linh một chút linh tính, giờ phút này linh tính đã bị hủy diệt. Hiện giờ chỉ là một vật chết mà thôi, nhưng hết thảy vẫn chỉ là nhỏ, quan trọng là tại ngón cái cốt thủ cất giấu một cái ngọc bài hơn tắc, mặt trên ngân quang chấp động duyên ấn rất nhiều khoa văn rất nhỏ ngân quang chói mắt. Hàn lập nhìn, hít một hơi, trong miệng thì thào nói, kim khuyết ngọc thư ngọc giản này dĩ nhiên là một tờ kim khuyết ngọc thư ngoại gồm có 72 trang, hơn nữa còn là một tờ đầy đủ. Tuy rằng chỉ nhìn vài lần, nhưng mặt trên ghi lại tựa hồ là luyện khí chi đạo. Hàn lập ngoài ý muốn được bảo vật này, tuy rằng trên mặt còn có thể bảo trì chấn định nhưng trong lòng thì mừng như điên nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nghiên cứu Ngọc Thư. Hàn Lập lúc này trên tay Linh Quang chợt lóe một hơi hướng cốt chảo đặt mấy đạo cấm chế, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận thu vào, lập tức khống chế độn quang, hướng quay về động phủ. Ngay tại túc hắn đang lặng yên ở động phủ, trên không nơi không gian phong bạo bùng nổ bỗng nhiên một cái quang trận hiện lên, tiếp theo bạch quang đại phóng đại phóng hai gã mặc kim giáp thiên vệ truyền tống mà ra. Một gã tóc dài mày dập, đầu đội bố quan, một vị dáng người thon thả, lông mày như vẽ đúng là một trung niên nam tử cùng một vị nữ dung mạo xinh đẹp vị trí càn khôn bàn biểu hiện là nơi này đích xác lưu lại không gian ba động nhưng phạm vi rất nhỏ có thể là ngẫu nhiên bùng nổ nữ tử ánh mắt đảo qua nhàn nhạt nói ừ không phải loại cực kỳ nguy hiểm thoạt nhìn thời gian cũng rất ngắn nếu không cũng không chỉ là gần đem san bằng một tòa núi nhỏ mà thôi nam tử dâu dài một bên dụng thần kiểm tra phụ cận cùng nữ tu nói